Nhân danh bóng đêm chương 2165, cơ hội, quốc gia hùng mạnh bên kia cấm đoạn chi hải có lẽ sẽ có cách. Tuy nhiên, ngay khi gia chủ Dinh Đai bước vào cabin của cứ điểm không quân, hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút trang nghiêm, uy nghiêm một cách khác thường. Hắn nói nhỏ với một người du hành bên cạnh, người có thể nói tiếng Anh, hỏi bọn họ xem có chuyện gì, sao ai nấy đều giống như mẹ vừa chết vậy. Gia chủ Dinh Đai ỷ vào bên kia không hiểu ngôn ngữ của mình, mặc dù bề ngoài có vẻ cung kính, nhưng trong lời nói lại không có chút ý tôn trọng nào. Người du hành chạy đi nghe ngóng, hắn nhanh chóng chạy lại với một vẻ mặt kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Gia chủ Dinh Đai sửng sốt, có chuyện gì lớn? Người du hành phụ trách phiên dịch trợn to hai mắt, trụ sở của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future ở thế giới biểu đã bị Côn Luân, Cửu Châu, Hội Phụ Huynh và Bạch Trú liên thủ tấn công, thiệt hại của họ còn tồi tệ hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ riêng số người du hành đã chết trên cứ điểm không quân đã lên đến con số 200 người. Bây giờ đang xuất hiện tình trạng tất cả các vị trí đều đột nhiên thiếu nhân sự. Dù là gia chủ Dinh Đai luôn sắc sảo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm xưa khi tổ chức Vương quốc và Future đến với liên bang, Dinh Đai và Kashima đã từng vô cùng kính sợ về thực lực và sức mạnh của đối phương, cũng từng chứng kiến qua sức mạnh và sự độc đoán của gia tộc Roosevelt thông qua video. Ở bên kia của cấm đoạn chi hải, chỉ riêng cứ điểm phòng không đã có vô số chiến binh ghen càng nhiều đến mức không đếm xuể. Trong ấn tượng của gia chủ Dinh Đai, mọi thứ ở bờ biển phía Tây đều vô cùng hùng mạnh. Đương nhiên, sự thật đã chứng minh, đối phương chỉ tùy ý cử hai cứ điểm không quân tới đây đã chứng tỏ được rằng thực lực thực sự rất mạnh. Nhưng gia chủ Dinh Đai cũng không ngờ rằng ngay cả một vương quốc và Future hùng mạnh như vậy cũng bị đánh mất ngôi nhà của mình, thậm chí còn bị đánh thê thảm hơn so với mình. Người du hành tiếp tục nói, Arthur, người phát ngôn của người lãnh đạo tổ chức vương quốc, King, chính là người nước ngoài đã lấy đi truyền thừa thiết xá ngự miễn của chúng ta cũng đã chết cùng lúc với Li Huynh Di. Hai người họ đuổi theo Khánh Trần và kết quả là bị Khánh Trần cùng giết chết. Tuy nhiên, theo như bọn họ nói thì khả năng Khánh Trần cũng đã chết. Khi đó, hắn và Arthur cùng rơi xuống vách núi, còn bị Arthur đánh trọng thương vùng bụng, cơ hội sống sót chỉ là 1%. Hành động của quân đội ảnh tử và hội phụ huynh ở thành phố số 20 tối nay rất có thể là để báo thù cho Khánh Trần. Người du hành nói tiếp, trong tổ chức Vương quốc và tổ chức Future, chỉ tính riêng cấp A đã có 3 người chết là Michael, Vê Đức, Arthur. Gia chủ Dinh Đai cau mày, đây cũng coi như là hai tin tức tốt. Dinh Đai đưa sói vào nhà, tất nhiên không muốn tổ chức Vương quốc và tổ chức Future quá mạnh, vì vậy việc chết một vài người là điều tốt, nếu Khánh Trần cũng chết lại càng tốt hơn nữa. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn lộ ra một nét buồn bã, tiếp tục đi vào cứ điểm phòng không. Lúc này, trong cứ điểm phòng không, người phụ trách cứ điểm không còn là Arthur nữa, mà là một người bị coi có tâm lý biến thái tên là Nikita, ngồi trên ghế chỉ huy trên cầu. Nàng lạnh lùng nhìn xuống đối phương, thấy gia chủ Dinh Đai bước vào nàng thậm chí cũng không thèm lên tiếng chào hỏi. Gia chủ Dinh Đai nói, chúng ta rất đau buồn vì những gì đã xảy ra với tổ chức của ngươi. Nikita cười chế nhạo, ngươi không cần phải nói mấy lời khách sáo, ngươi đến cũng rất đúng lúc. Ta đã nghe những gì đã xảy ra với các ngươi tối nay, những gì bên kia đã làm trong trại căn cứ của ngươi cũng giống với những gì đã xảy ra với chúng ta. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội báo thù, ngươi có muốn không? Có người dịch lại cho hắn. Gia chủ Dinh Đai tuổi già sức yếu ngẩng đầu, cơ hội gì? Nikita nói, chúng ta cũng đã thành công mở ra mật thược chi môn dẫn đến thành phố số 10, ngươi chọn một nhóm người từ phi đội của riêng ngươi, đi qua mật thược chi môn để chiến đấu, phá hủy trung tâm hành chính và các cơ sở phân phối điện của thành phố số 10 trong vòng 3 giờ, và sau đó người của ta sẽ đập tan mật thược chi môn, đón các ngươi trở lại. Gia chủ Dinh Đai thầm mắng mỏ trong lòng, ngươi không muốn tự mình làm loại chuyện chui sâu vào hang cọp này, mà để cho gia tộc Dinh Đai tự tìm cái chết. Hắn thấy hơi hối hận vì đã đến đây vào lúc này. Tuy nhiên gia chủ Dinh Đai cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu có thủ đoạn như hội phụ huynh, có thể đột ngột đi đến thành phố số 10 để thực hiện một cuộc tấn công lén lút, nhất định sẽ gây ra một đòn đả kích cho hội phụ huynh. Hơn nữa, Khánh Trần cũng đã chết, vì vậy bên kia hẳn đang trong tình trạng như rắn mất đầu. Tối nay tập đoàn Dinh Đai bị thiệt hại lớn, nhà cũng bị cướp mất, nếu còn không phản công, chẳng phải sẽ trở thành trò đùa của cả liên bang sao? Tối nay tập đoàn Dinh Đai bị thiệt hại lớn, nhà cũng bị cướp mất, nếu còn không phản công, chẳng phải sẽ trở thành trò đùa của cả liên bang sao? Nikita ngồi trên ghế chỉ huy, lạnh lùng hỏi, sao, không muốn? Gia chủ Dinh Đai đắn đo suy nghĩ, ta muốn. Hắn dặn dò cấp dưới của mình, hãy chọn một đội quân cảm tử gồm 120 người, mang theo chất nổ năng lượng cao đi tấn công chính xác, nhất định phải quen thuộc với thành phố số 10, nhân cơ hội gây ra một đòn chí mạng cho hội phụ huynh. Nếu đã làm thì nhất định phải tặng cho hội phụ huynh một đòn phản kích thực thụ mới được. Nikita cười nói, tốt lắm, vậy thì lên đường đi, chắc hẳn các ngươi cũng giống ta,
hy vọng hội phụ huynh sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đội cảm tử thần phong tập hợp bên trong cứ điểm không quân, tất cả đều mặc thường phục, mỗi người đều mang khẩu súng trường tấn công ngắn R-40 giấu trong áo gió, hoàn toàn không nhìn thấy được. Không giống như sự điên cuồng của quân đội ảnh tử, họ định trà trộn vào thành phố trước, và sau đó hoàn thành việc xâm nhập. Dù sao thì cấp độ bình quân đầu người của họ chỉ là cấp D, không thể so sánh với quân đội ảnh tử với bình quân đầu người cấp B được, vì vậy họ chỉ có thể khiêm tốn một chút. Hơn nữa, trong mắt gia chủ Diên Đai, phương thức tấn công của đội quân ảnh tử quá liều lĩnh, rõ ràng là có thể ngụy trang và ẩn nấp, tại sao lại phải giống trống khua chiên? Mật thược chi môn mở ra, đội quân cảm từ thần phong lần lượt đi vào. Không giống với giờ giới nghiêm ở thành phố số 20, khắp nơi của thành phố số 10 đều vô cùng sôi động. Các thành phố khác sôi động nhất về đêm chính là khu số 4, còn thành phố số 10 khắp nơi đều rất náo nhiệt, mọi người đang tận hưởng cuộc sống về đêm. Bây giờ đã vào sáng sớm, nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy đám đông có ý định giải tán. Các thành viên của đội cảm tử thần phong xuất hiện với dáng vẻ giả vờ như rất bình thản để lẻn vào đám đông. Mục tiêu của họ là tìm cho ra La Vạn Nhai, Tiểu Thất và những người khác, sau đó hoàn thành việc chặt đầu. Lần này, một thành viên trong đội cảm tử thần phong ngạc nhiên nói, đồ ăn ở đây có vẻ ngon lắm, xiên thịt nướng ven đường chắc là thịt thật nhỉ, nhiều người mua lắm, làm sao mà họ mua nổi. Này, đằng kia cũng thế, không ngờ trong bánh tráng trứng lại thực sự có trứng thật. Ở những thành phố khác, tất cả các loại nguyên liệu tươi sống đã trở thành biểu tượng của địa vị và sự giàu có, người dân bình thường không thể mua được. Trên thực tế, liên bang có cực kỳ nhiều cơ sở sản xuất, nguyên liệu cũng không thiếu thốn, nhưng chúng đều nắm chắc trong tay các tập đoàn. Hiện nay giá cả hàng hóa ở thành phố số 10 đã giảm xuống một chút, tiền lương của người dân cũng có phần tăng lên, gánh nặng thuế má cũng không nặng, nên tự nhiên có thể dùng thêm một chút để tiêu dùng. Các thành viên của đội cảm từ thần phong dường như đang ở trong một viện bảo tàng, thấy cái gì cũng thấy vô cùng mới mẻ. Đội trưởng của đội cảm tử thần phong lạnh lùng nói, đừng quên ngươi đến đây làm gì, giấu danh tính cho tốt, đừng để lộ, tiếp tục tiến lên. Chúng xen kẽ trong đám đông và nhanh chóng xâm nhập vào khu số 2. Thế nhưng đội trưởng luôn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình trong đám đông. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng giữa một con phố rộn ràng, ai nấy vẫn cứ cò kè mặt cả, dạo phố ăn vặt như thường lệ, không ai có dấu hiệu bất thường. Cũng không thấy ai có vết tích tu luyện trên người. Lạ thay, có lẽ là hắn quá nhạy cảm, dù sao thì hắn cũng đang ở trong khu vực bị kẻ thù chiếm đóng, căng thẳng một chút cũng là điều bình thường. Thế nhưng, ngay khi đội quân cảm tử thần phong đang cho rằng mình đã thành công xâm nhập mà không tạo ra một tiếng động nào, ông chủ quầy hàng bên đường đột nhiên lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn đến đường dây nóng của hội phụ huynh. Có những người lạ mặt xuất hiện trên phố quan cố, ta bày sạp hàng ở đây xưa nay chưa thấy họ bao giờ, có khoảng đến 100 người. Chưa kịp đếm được con số cụ thể, một cô gái trẻ trên đường cũng đang gửi một tin nhắn, có một nhóm người lạ ở phố quan cố, nhanh đến, nếu là gián điệp, có thể thưởng cho ta được chụp ảnh chung với Tiểu Thất không, ta rất ngưỡng mộ hắn. Một lượng lớn tin tức được tập trung gửi đến đường dây nóng dịch vụ của hội phụ huynh, Tiểu Ngũ, người đang làm nhiệm vụ, nghe thấy âm thanh báo động liền ngay lập tức nhảy dựng lên như lò xo, nhanh, mau thu dọn đồ đặt đi theo ta, gọi Tiểu Thất và quân đội cảnh vệ nữa. Có việc lớn để làm rồi, con mẹ nó ta còn đang lo không chạy xong KPI, chỉ tiêu thành tích đã tự dâng đến tận cửa rồi, hiện tại quân đội cảnh vệ ở thành phố số 10 đã vượt xa quá khứ rồi. Đội quân ảnh tử luôn có hai thứ tự chiến đấu, một là lực lượng đặc chủng do Khánh Trần chỉ huy, với cấp B là bình quân đầu người, 300 người, một là lực lượng giả chiến thông thường do Khánh Khu đứng đầu, với cấp bậc D và E là bình quân đầu người, 4.500 người. Bây giờ, toán quân của Khánh Khu đã thay thế quân đội cảnh vệ ban đầu, so với quân đội cảnh vệ ở các thành phố khác, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sau khi Tiểu Ngũ truyền tin, Tiêu Thất lập tức gọi điện thoại, các ngươi đi trước đi, nhớ phải án binh bất động, ta và anh Khánh Khu sẽ đến ngay, ra tay đừng để lại bất cứ ai sống sót, ông chủ đã dặn rồi, rất có thể bọn chúng đến đây bằng mật thược chi môn, không giết sạch sẽ thả bọn chúng chạy mất. Tiểu Ngũ hỏi, các ngươi đến rồi, vậy đây tính vào thành tích của ai? Tiểu Thất tức giận nói, của ngươi tất. Lúc này, đội cảm tử thần phong vẫn không biết, trong mắt của hội phụ huynh, chúng đã trở thành một chỉ tiêu thành tích. Buổi tối hôm nay, thành phố số 10 cực kỳ náo nhiệt. Ngày thường, trừ phi hội phụ huynh trong thành phố số 10 tổ chức hội nghị hay ngày hội việc làm quy mô lớn, bằng không thành phố sẽ không nhộn nhịp như thế này, khoảng 4 giờ là mọi người sẽ về nhà đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, bởi vì có gián điệp đến thành phố số 10, hội phụ huynh thực hiện quản lý dạng lưới nghiêm ngặt. Mỗi tòa nhà đều có tổ trường do thành viên của hội phụ huynh đảm nhiệm, công việc của họ là phải biết rõ tất cả các cư dân trong tòa nhà, sau đó hỗ trợ người dân giúp đỡ lẫn nhau.
Trong thành phố còn có hệ thống bỏ phiếu chuyên biệt hàng tuần, cư dân có thể bỏ phiếu cho độ hài lòng của mình về tổ trưởng tòa nhà. Nếu điểm của tổ trưởng quá thấp thì tiểu ngũ sẽ đến khu vực điều tra ý kiến của dân chúng, sau đó xử trí tổ trưởng hoặc thay tổ trưởng khác. Hiện nay, Tổng thống Tiên Sinh vinh dự được trở thành tổ trưởng, nghe nói hắn làm việc hăng say lắm, ngày ngày kể cho hàng xóm nghe cảm giác khi tìm lại tuổi trẻ. La Vạn Nhai biết Tổng thống Tiên Sinh đang ở trong tình cảnh ăn nhờ ở đậu, đối phương hiểu rõ hiện nay thành phố số 10 đã nằm trong sự khống chế của hội phụ huynh, cho nên hắn muốn tỏ lòng trung thành một lần nữa, trở lại vũ đài chính trị thông qua hội phụ huynh. Nhưng với hội phụ huynh mà nói những việc đó không quan trọng, nghe lời là được, hội phụ huynh còn cần hắn làm đại diện để trợ uy. Hiện tại, tin tức gián điệp xuất hiện khiến các tổ trưởng giật mình, đội cảm tử thần phong đi qua tòa nhà nào là tổ trưởng của tòa nhà đó lại ngó ra nhìn trộm, đồng thời báo cáo cho bên tiểu ngũ, tiểu thất biết hành tung của đối phương. Lúc này, tổ trưởng không những phải xác nhận được thân phận của những tên gián điệp này mà còn phải chịu trách nhiệm lặng lẽ tiếp cận, bắn loại bột đặc biệt lên người đối phương. Tổ trưởng số 12 Đường Quan Cố, đến lượt ngươi, chính là kẻ mặc áo jacket đen kia kìa, xác định rồi, súng ngắn giấu dưới nách hắn, ngươi đi đánh dấu đi. Tổ trưởng số 18, ngươi đi đánh dấu người đàn ông tóc dài vừa đi qua trước cửa sổ trước mặt ngươi, đánh dấu những tên gián điệp đó là để lát nữa ra tay không giết nhầm, không bỏ sót. Cùng lúc đó, đã có dân cư trong tòa nhà chú ý đến điều này, họ phấn khích, lập tức nhắn tin cho bạn bè ở các khu vực khác trong thành phố, wow, chỗ bọn ta có gián điệp này. Tổ trưởng nói hình như là người của Dinh Đai, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được. Người bạn bên kia cũng rất hưng phấn, quầy, thật thế à, gián điệp sống sờ sờ đó. Ở đâu? Cứ thế tin tức được lan truyền rộng rãi, thậm chí có nhiều người dân bạo gan ra khỏi nhà, ý đồ đi xem gián điệp như đi xem gấu trúc trong vườn bách thú. Sau khi kinh qua thảm họa, hiển nhiên phong cách của nhiều người dân thành phố số 10 trở nên khác biệt so với cư dân của những thành phố khác. Dù sao mọi người đã trải qua thử triều lên đến hàng trăm nghìn con rồi, mấy chục người bò ra từ núi thay biển máu, còn sợ hơn trăm tên gián điệp các ngươi chắc. Buồn cười thật, những cư dân ở khá xa tức tốc chạy về phía bên này, còn cư dân ở gần đó thì ra khỏi nhà, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đi gặp gián điệp. Sau khi biết được tin này, tiểu ngũ tức mà không biết xả đi đâu. Đến cả việc này mà các ngươi cũng đi hóng hớt được à, hắn vội vàng người nhà đến bên kia, sợ những người dân đó quấy nhiễu gián điệp. Thành viên của hội phụ huynh chia làm hai nhóm do tiểu ngũ và tiểu thất dẫn dắt, còn Khánh Khu mang theo bộ đội cảnh vệ vây bọc từ phía sau. Nhóm của tiểu ngũ đã đeo tai nghe dẫn truyền qua xương dạng cúc áo, đồng thời cũng trao đổi tình báo trong kênh liên lạc, dự tính sẽ đến chiến trường sau 5 phút nữa, dự tính sẽ đến chiến trường sau 3 phút nữa. Khánh Khu chỉ huy, xác nhận tất cả mọi người đã đổi sang thường phục, tiểu thất, tiểu ngũ, các ngươi lặng lẽ bao vây, trước tiên khoan hẳn làm họ phát hiện, miễn cho ra tay vội quá khiến dân chúng vô tội bị thương. Khánh giả đang trên đường tới rồi, chờ hắn đến nơi thì ra tay. Được rồi, đeo kính áp tròng đi. Khi sắp đến chiến trường, tất cả mọi người đều đeo kính áp tròng. Khi đeo loại kính này, trong mắt họ thứ bột trong suốt trên người gián điệp lập tức biến thành ánh sáng huỳnh quang, không nơi nào có thể che giấu. Khánh giả thấp giọng nói trong kênh liên lạc, ta đã đến bên trên họ, có thể hành động bất cứ lúc nào. 120 chiến sĩ của đội cảm tử thần phong đi trên đường quan cố, họ không hề hay biết mình còn chưa ra khỏi con phố này đã bị vô số người theo dõi. Để lừa gạt người khác, lúc đi trên đường họ ra vẻ thoải mái, thậm chí còn giả vờ là dân cư nơi này, vào quán ven đường mua một suất ăn vặt, vừa đi vừa ăn. Có chiến sĩ nói nhỏ, chúng ta không bị phát hiện đấy chứ, không, chúng ta ngụy trang hoàn hảo như thế này sao có thể bị phát hiện được, một đội viên của đội cảm tử thần phong thấp giọng trả lời, vừa rồi chủ quán bánh chiên kia nhiệt tình với ta lắm, không hề nhận ra thân phận của ta, đội trưởng nói. Trên con đường này toàn là dân chúng bình thường, họ rất thiếu cảnh giác, cũng sẽ không lo chuyện bao đồng, chúng ta cứ yên tâm đi tiếp. Trong thường thức của đội cảm tử thần phong, người dân bình thường sẽ làm lơ những chuyện không liên quan đến mình, dân chúng ngu muội, chai lì, ai lại ăn no rửng mỡ quan tâm xem bên cạnh mình có gián điệp hay không. Không trách được đội cảm tử thần phong kiến thức hạn hẹp, chẳng một thành phố nào đặc biệt như thành phố số 10 cả. Họ đâu ngờ được rằng, ngay trong khu dân cư kia, có vô số người dân núp sau cửa sổ bình phẩm họ từ đầu tới chân. Ê, ngươi nhìn tên gián điệp đó kìa ha ha, giả vờ như thật ấy, lại còn đi mua bánh chiên của lão Lý, hắn đói bụng à, còn cả cái người mặc áo đen ở giữa nữa, vừa rồi hắn còn chào hỏi với thím Lý tòa nhà bên cạnh, thím Lý diễn đạt phết, nhóm gián điệp này thú vị thật đấy, mọi người ở trong nhà của mình như đang xem động vật, người nào người nấy cũng thích thú vô cùng, còn có người trốn sau bức màn quay clip, định bụng giữ lại làm kỷ niệm. Giờ khắc này, các thành viên của đội cảm tử thần phong bỗng cảm thấy người trên đường quan cố dần đông hơn,
đột nhiên xuất hiện rất nhiều người không biết từ đâu ra, ai nấy cũng treo vẻ tươi cười niềm nở trên mặt, còn có người vừa đi vừa cười đùa bàn tán, chẳng rõ đang nói cái gì. Có thành viên đội cảm tử thần phong nói thầm, không bàn đến những cái khác, chỉ riêng bầu không khí của thành phố số 10 đã tốt hơn chỗ chúng ta rồi, ngươi xem họ cười hạnh phúc chưa kìa, như trên mạng nói lúc trước ấy, thành phố số 10 có cách quản lý khác, ở đây giá cả hàng hóa rẻ hơn nhiều, hơn nữa khu Tam Hạ cũng có điện cả rồi, quả thật là khác biệt, những chiến sĩ này không biết các cư dân cười hạnh phúc như thế là đang cười họ, câm miệng, không được thảo luận những việc này nữa. Các ngươi không phát hiện ra à, bây giờ đã hơn 4 giờ mà người đi đường không giảm bớt, trái lại còn tăng dần, làm gì có thành phố nào đã qua 4 giờ mà vẫn còn náo nhiệt như thế này, quá khác thường. Cho dù họ hạnh phúc đến mấy thì ngày mai cũng phải dậy đi làm, được đội trưởng nhắc nhở, tất cả các chiến sĩ đều đề cao cảnh giác, nhưng họ chưa kịp đưa ra biện pháp ứng đối thì khán giả ở trên tầng đã ra lệnh, ra tay, chỉ trong nháy mắt, người nhà phân tán trên đường phố lập tức tập trung lại thành từng tổ 3 người và xông về phía những binh sĩ của đội cảm tử thần phong. Thấy thế, đội trưởng của đội cảm tử thần phong lập tức gào lên, cẩn thận, nói xong, hắn rút khẩu súng ngắn dưới nách ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bây giờ mới chuẩn bị tấn công cũng đã muộn, người nhà đã bao vây họ, trong kênh liên lạc, khán giả còn đang hét to, không được khinh địch, không được khinh địch, nhất định phải đoàn kết tác chiến, không được để cho họ có bất kỳ cơ hội nào. Trong số những người này có 7 người mang theo bom, tiểu ngũ, tiểu thất, các ngươi đích thân giải quyết những người đó, trước tiên cần phải khống chế đối phương, đừng để họ có cơ hội cho bom nổ, đội trưởng đội cảm tử thần phong hô lên trong kênh liên lạc, đừng sợ, chúng ta đều là chiến sĩ gen cấp D. Cho dù bị vây quanh cũng có thể phá vòng vây, đừng hoảng. Kết quả là ngay sau đó, chiến sĩ của đội cảm tử thần phong đang định nổ súng thì bỗng phát hiện súng của mình đã bị khán giả khống chế chỉ lên trời. Cho dù họ bóp cò thì viên đạn cũng chỉ có thể bắn thẳng lên bầu trời mà thôi. Năng lực của khán giả dùng để tước vũ khí của kẻ địch quả thực là hữu dụng trong mọi trường hợp. Đây cũng là lý do Khánh Trần sắp xếp cho hắn ở lại trong giữ thành phố số 10. Bất cứ khi nào xảy ra xung đột sử dụng vũ khí nóng, đội trưởng của đội quân ảnh tử đều có thể xử lý lạnh ngay lập tức, không chỉ dùng súng ống, vốn dĩ những chiến sĩ của đội cảm tử thần phong còn định dựa vào tố chất cơ thể cưỡng chế giết địch, kết quả là họ phát hiện, trong số những người đến tấn công họ, không một ai thấp hơn cấp D, bởi vậy một cảnh tượng hoang đường đã diễn ra, đội cảm thấy thoạt nhìn rất dũng mãnh, bày ra vẻ mặt hung ác nhất, sau đó bị đánh tơi bời, có người nhà nghi ngờ, sao lại yếu thế, các binh sĩ của đội cảm tử khóc không ra nước mắt. Họ cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh, những người nhà mặt thường phục cực kỳ xem trọng đội cảm tử này ở phương diện chiến thuật, mọi người chia nhau ra 3 người một tổ, mỗi tổ do một cấp C dẫn 2 cấp D, sợ những chỉ tiêu này chạy mất, dù sao bộ đội dám dùng mật thược chi môn đến đây nhất định đều là những binh lính tinh nhuệ nhất, đúng chứ? Để bày tỏ sự tôn trọng của mình, bộ đội ảnh tử đang trên đường đến chiến trường, hai cao thủ cấp A Khánh Giả, Khánh Khu cũng đích thân đến đó, kết quả trận chiến vừa mới bắt đầu được nửa phút. Khánh Giả thở dài, nói với bộ đội ảnh tử thông qua kênh liên lạc, không cần đến, về nghỉ ngơi cả đi, cho các ngươi nghỉ 2 ngày, quả thật không cần đến, đến cũng lãng phí cảm tình. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, các chiến sĩ của đội cảm tử đã bị hạ gục, người nhà không hề tương tay, giết được ai thì giết hết, tránh cho mật thược chi môn triệu hồi họ về. Cuối cùng, chỉ để lại 2-3 người, để xem có thể tra hỏi ra tin tức gì không, người dân xung quanh reo hò. Một bác gái bên cạnh cũng phấn khởi nói, mới nãy tên Hán Giang Phương Bắc này còn giả vờ là người quen rồi chào hỏi ta đấy, khi đó ta biết ngay họ không được thông minh rồi. Bác gái này chính là người đã đi qua mật thược chi môn kêu gọi nạn dân trở lại thành phố trong thảm họa thử triều. Hiện nay được xem như là thành viên nhà vàng đã trải qua sóng to gió lớn, được La Vạn Nhai đặt cách đề bạt. Bên cạnh còn có chàng trai cười vui vẻ, họ còn cảm thấy mình giả vờ giống y như thật. Tiểu Thất Ca, ta vừa mới nhắn tin vào đường dây nóng cho hội phụ huynh. Ngươi phải chụp ảnh chung với ta, một cô bé nói, ta cũng nhắn tin, ta cũng gửi, đội trưởng đội cảm tử bị đè trên mặt đất, suýt nữa chảy những giọt nước mắt nhục nhã, đánh không lại thì cũng thôi, tại sao còn bị sát muối vào trái tim, người dân trong thành phố này có vấn đề à? Sao ai cũng như thám viên cả thế, nhưng Tiểu Thất và những người khác không biết, hắn sụ mặt, nói một cách nghiêm túc, các ngươi liều quá, không nhớ điều lệnh kỷ luật liên phòng à, gặp được gián điệp thì không được chủ động tới gần, cũng không được vây xem. Họ đều vô cùng nguy hiểm, lỡ như các ngươi bị thương thì làm sao bây giờ, tiểu ngũ cũng rất tức giận, các ngươi thấy chưa, trên người họ có súng đấy, ngộ nhỡ họ xả súng vào đám đông thì các ngươi muốn chạy cũng không được. Bác gái à, ngươi ghi hết tên những người đến hóng hớt này lại, ngày mai mỗi người nộp một bản kiểm điểm 300 chữ cho tổ trưởng, liều lĩnh quá. Bác gái, ngươi cũng phải viết,
Tiểu Thất nói, trước đó lợi dụng Cao Văn để lấy được mạng lưới tình báo của họ, bằng không các ngươi cứ truyền lại tin tức một cách trắng trợn như thế thì kẻ địch đã biết tin tức của chúng ta từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, các thành viên Côn Luân gần như không ngủ không nghỉ để thi triển thuật giữ nghiêm bí mật, nhưng người trong thành phố quá đông, không thể thi thuật xong chỉ trong vài ngày được, ít nhất cũng phải mất 2-3 tháng, như xếp hàng tiêm vaccine phòng bệnh ở thế giới ngoài vậy. Vì thế, tình báo của trận chiến tối nay không bị tiết lộ trước đã là một điều may mắn, nhưng hành vi của người dân thật sự là không thể chấp nhận được, nhất định phải khiến họ hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, không những phải viết bản kiểm điểm, sau đó còn phải nghĩ cách rèn luyện tư tưởng mới được. Dân chúng đến hóng chuyện tức khắc ủ ê, a, lát nữa về sẽ viết, giải tán, giải tán, hôm nay cảm ơn mọi người, ai báo cáo vẫn sẽ được thưởng bình thường. Tiểu Thất xua tay, ngày mai sẽ phát tiền mặt và điểm tích lũy cho mọi người theo thông tin ghi lại ở đường dây nóng. Hiện nay, thành phố số 10 cũng bắt đầu phổ biến chế độ điểm tích lũy, điểm có thể dùng để gia nhập hội phụ huynh, đạt được tư cách mua nhà, được phỏng vấn xin vào làm công nhân viên chức, số lần kiểm tra sức khỏe miễn phí. Ngoại trừ phúc lợi cơ bản, mọi thứ ở thành phố này dần dần liên kết với điểm tích lũy. Người dân chơi với điểm tích lũy vô cùng vui vẻ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố số 10 phục hồi với tốc độ cực nhanh. Đến khi các dân cư dần dần tản đi, Tiểu Thất ngồi xổm xuống hỏi đội trưởng đội cảm tử, người của ai, Jindai hay Kashima? Đội trưởng cắn răng không nói, trong lòng thầm tính toán, theo kế hoạch là còn 2 tiếng nữa, chỉ cần mình ngậm chặt miệng, dù đối phương tra tấn hay bức cung mình cũng không sao cả. Vừa đến giờ, hắn tự nhiên sẽ bị mật thược chi môn triều hồi về. Đội trưởng biết, việc duy nhất hắn cần phải làm lúc này là kéo dài thời gian. Sau khi hạ quyết tâm, đội trưởng lại nghe thấy Tiểu Thất nói, được rồi, hắn không chịu nói, thế giết đi. Đội trưởng, chấm hỏi, khoan đã, các ngươi không cố gắng thêm chút nữa à, nếu không các ngươi hỏi lại một lần nữa đi. Ta, đội trưởng vừa mở miệng đã bị bẻ gãy cổ. Tiểu Thất cười nói, chúng ta chơi chán mật thược chi môn rồi mà hắn còn tưởng chúng ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì cơ đấy. Kéo dài thời gian. Nằm mơ giữa ban ngày, ta vừa xác nhận trong camera giám sát, hơn 100 người này đều đi ra từ một cao ốc. Tòa nhà đó đã bị đội liên phòng dọn dẹp sạch sẽ, xác nhận không có nhân vật khả nghi, vì vậy đúng là họ đột nhiên xuất hiện, mà có thể làm được điều này ngoại trừ ám ảnh chi môn thì chỉ có mật thược chi môn. Chỉ có một điều không thể xác định được là không biết khi nào họ sẽ bị triệu hồi về, quan tâm họ bị triệu hồi lúc nào làm gì. Tiểu Thất gọi một người nhà trông có vẻ thật thà tới, bắt đầu đi. Thành viên người nhà đó ngồi xổm cạnh thi thể, dùng dao mổ rạch bụng của đội trưởng đội cảm tử một cách cẩn thận, sau đó chế tạo một quả bom thủy ngân trong bụng của đối phương ngay tại chỗ. Phải rất thận trọng với loại bom này, thủy ngân và dây đồng trong ống kính tạo thành ngòi nổ, khi thi thể bất động, thủy ngân nằm ở trạng thái cân bằng. Cách sợi dây đồng khoảng 2mm, khi thi thể di động, thủy ngân sẽ chảy xuống, tiếp xúc với sợi dây đồng và nổ tung. Nói cách khác, chỉ cần thi thể này bị mật thược chi môn triệu hồi, sau đó rơi xuống cùng với những thi thể khác, vậy thì quả bom thủy ngân trong bụng của đội trưởng đội cảm tử này sẽ phát nổ ngay lập tức. Đó là một loại bom bẫy cực kỳ thâm độc. Khánh Trần từng cố ý dặn dò, một khi thấy có người dùng mật thược chi môn đánh lén thành phố số 10 thì nhất định phải dùng loại bom này để dạy cho đối phương một bài học. Chuyên gia chế tạo bom hiền lành kia tổng cộng chế tạo 10 quả bom, lần lượt giấu trong bụng 10 thi thể. Tiểu Thất hỏi, uy lực của bom thế nào? Chuyên gia nở nụ cười chất phát, trong vòng 100 mét không còn một ngọn cỏ, vẻ tươi cười thành thật ấy làm Tiểu Ngũ nghẹn họng. Tìm đâu ra nhân tài như thế này vậy? Tiểu Thất nói, vốn là dân không hộ khẩu ẩn giấu trong khu Tam Hạ, hình như là phạm tội gì đó trốn ở khu đấy, về sau hắn nói mình được hội phụ huynh cảm hóa, chủ động đến giúp đỡ. Hắn vừa điền đơn xin gia nhập hội. Bây giờ người nhà dự bị, lúc này Khánh Giả còn sai người đưa đến một quả bom lớn hơn, không thể giấu nó trong thi thể nên đành phải nghĩ cách buộc lên xác chết, để xem mật thược chi môn có thể mang nó đi cùng không. Trước kia mọi người chưa từng thể nên không chắc lắm, Khánh Giả lắp thiết bị hẹn giờ cạnh quả bom, đếm ngược một phút, họ cũng không biết khi nào đối phương sẽ triệu hồi người của mình về, nhưng mỗi lần chỉ cần đếm ngược đến 10 giây cuối cùng, họ lại cài đặt hẹn giờ một phút là được, kiểu gì cũng sẽ chờ được đến lúc đối phương dùng mật thược chi môn triệu hồi. Với uy lực của quả bom này, trong thời gian đếm ngược một phút dù đối phương nhìn thấy bom thì cũng không kịp chạy ra khỏi phạm vi nổ. Thấy quả bom khổng lồ này, mọi người đều hoảng sợ. Khánh Giả, hơi quá rồi đấy. Khánh Giả hớn hở, nếu không phải điều kiện không cho phép thì ta sẽ tặng cho đám ranh con kia cả một quả bom nguyên tử. Nhóm Tiểu Thất ngồi khoanh chân tu luyện trên đường quan cố vắng vẻ, người dân đã trở về đi ngủ hết, chỉ còn lại họ vẫn ở đây canh giữ thi thể, để phòng ngừa bí mật bị tiết lộ. Mạng của thành phố tạm thời bị cắt, dù sao dân cư ở đây đông đúc, ngộ nhỡ có ai lên mạng lỡ miệng để lộ,
sợ rằng kẻ địch sẽ không dùng mật thược chi môn triệu hồi những thi thể này về nữa. Lúc này, cả thành phố rơi vào trạng thái mất tín hiệu. Tiểu Ngữ mở mắt, đã 2 tiếng trôi qua rồi, rốt cuộc họ có phá mật thược chi môn không vậy? Tại sao lâu thế rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì? Tiểu Thất suy nghĩ, rồi nói, cũng dễ hiểu thôi. Khó khăn lắm họ mới trà trộn vào thành phố số 10 của chúng ta, chắc chắn phải đánh lén mục tiêu quan trọng như lão La thuộc nhà đen, hoặc là trung tâm hành chính, mà muốn hoàn thành mục tiêu như thế thì ít nhất cũng phải tốn 3 tiếng. Nhưng họ không ngờ được tiểu đội gián điệp này vừa mới đến đây được nửa tiếng đã chết sạch, chắc chắn Jindai sẽ chờ đủ 3 tiếng, thời gian đã định ra sẽ không thay đổi, sao họ có thể ngờ được kế hoạch tuyệt diệu của mình bị bao phủ trong biển người dễ dàng như thế. Vì thế hội phụ huynh ra tay quá nhanh, sau khi giết chết toàn bộ đội cảm tử thần phong lại còn phải từ từ chờ đợi, quá lãng phí thời gian. Ở một phía khác, các thành viên của Jindai và tổ chức Vương quốc đi đến bong tàu, bộ phận thông tin điều tra tin tức trên mạng báo cáo, tất cả người dùng mạng ở thành phố số 10 đều biến mất, không thấy bất kỳ ai, ta suy đoán trạm phát điện ở đó đã bị phá hủy khiến cho cả thành phố mất mạng. Mắt của các thành viên của Jindai sáng rực lên, điều này chứng tỏ kế hoạch đã thành công được một nửa rồi, mà một nửa thành công, không có lý nào nữa còn lại sẽ thất bại. Gia chủ Jindai cười khẽ, hắn nhìn về phía Nikita và nói, mỗi một thành viên của đội cảm tử thần phong đều có được ý chí kiên định và năng lực chiến đấu xuất sắc. Trước đây xác suất thành công hoàn thành nhiệm vụ của họ lên đến 98%, phá hủy một tổ chức bình dân cũng không phải việc gì khó. Nikita nhìn hắn, chỉ mong vậy, dường như gia chủ Jindai đã hưởng được lợi ích từ việc này. Nếu Khánh Trần có khả năng đã chết, chúng ta đã nắm giữ được phương pháp xâm nhập, ám sát do hắn tạo ra thì sao không tranh thủ làm ngay đi. Jindai, Vương quốc, Future, ba phe tổ chức một đội quân tinh nhuệ, chuyên chỉ dùng mật thược chi môn đi chấp hành kế hoạch tác chiến. Đến lúc đó không chỉ thành phố số 10 mà chúng ta còn có thể tấn công trang viên bán sơn của Lý Thị, trang viên ngân hạnh của Khánh Thị một cách chuẩn xác, đến lúc đó họ thậm chí còn không có năng lực phản kích. Nikita trầm tư, hiện nay mật thược chi môn quả thực vô cùng hữu dụng, tuy tổng bộ đã bị hủy hoại nhưng họ có gia tộc Roosevelt chống lưng, còn có cơ hội bổ sung lại thực lực, mà phương pháp sử dụng mật thược chi môn có lẽ có thể trở thành chìa khóa giúp họ chinh phục đại lục phía đông. Đúng lúc này, có người nhìn đồng hồ và nói, còn lại 1 phút cuối cùng, có thành viên của Jindai hô to, chúng ta hãy chuẩn bị đón chào các chiến sĩ chiến thắng trở về. Trong lúc đếm ngược, tất cả mọi người đều trở nên thấp thỏm. Trên đường quan cố thành phố số 10, Tiểu Ngũ còn đang trò chuyện với Tiểu Thất, nghe nói qua một thời gian nữa là ngươi phải lặng im. Còn phải dẫn theo những người đưa thư kia nữa, lặng im tức là không còn liên hệ với thế giới bên ngoài, ma danh ẩn tích triệt để. Tiểu Thất nói, đó là quyết định của phụ huynh, ta hoàn toàn vâng theo. Về phần cụ thể phải làm gì thì không thể tiết lộ, cho dù là lão La và các ngươi thì cũng không thể biết chi tiết về nhiệm vụ này. Được rồi, Tiểu Ngũ chán nản, hiện nay Tiểu Tam gánh vác trách nhiệm quan trọng, ngươi cũng có nhiệm vụ trọng yếu, tất cả mọi người đều được phụ huynh khen có thể cán đáng mọi việc, mà ta lại chẳng có cơ hội thể hiện bản thân. Tiểu Thất cười mắng, ngươi nghĩ ta đi hưởng phúc à, thế hai ta đổi cho nhau, sao ngươi không đổi với Tiểu Tam ấy, nhiệm vụ của Tiểu Tam gớm lắm. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, toàn bộ thi thể của đội cảm tử thần phong trên đường quan cố bỗng nhiên biến mất, đồng thời bom thủy ngân trong bụng họ cũng không cánh mà bay. Tuy nhiên, quả bom khổng lồ mà Tiểu Thất chuẩn bị vẫn còn đó, mọi người đi xem, quả bom bị thứ sức mạnh vô hình nào đó gọt một đường mượt mà, mất một phần nhỏ khoảng 5mm. Điều này chứng tỏ thi thể có thể mang đồ vật theo, chẳng qua bom vượt quá giới hạn thể tích. Đáng tiếc, Tiểu Thất tiếc nuối, chuyên gia chế tạo bom cười nói, không đáng tiếc, không đáng tiếc, tin ta. Người nào đến gần đều phải chết, vị chuyên gia chế tạo bom này nói những lời hung ác nhất, bằng ngữ khí chất phát nhất. Giờ khắc đời, mấy trăm người tập trung trên bong tàu của cứ điểm trên không, tất cả họ nhìn cánh cửa bị tháo ra trước mặt và nín thở chờ đợi. Nhiều người nở nụ cười chiến thắng đợi các chiến sĩ của đội cảm tử thần phong trở về trong tư thái hùng dũng hiên ngang. Ngay sau đó, chiếc búa lệnh xuống, mật thược chi môn bị phá hủy. 120 thi thể xuất hiện từ hư không, chất chồng lên nhau một cách vô lực. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng, đây không phải là hình ảnh họ muốn nhìn thấy, chiến thắng trở về như đã nói đâu, thắng lợi được trao huân chương như đã nói đâu, tại sao trở về lại toàn thi thể thế này, không có một người sống nào cả. Nhưng họ chưa kịp hoàn hồn thì những quả bom trong bụng các thi thể kia đã được kích hoạt, thủy ngân di chuyển nhẹ nhàng bởi vì mất cân bằng mà lắc lư qua lại trong ống thủy tinh trong suốt, cuối cùng tiếp xúc với sợi dây đồng, ánh lửa khổng lồ chợt bùng lên. Cảnh tượng rực rỡ sau khi thuốc nổ bốc cháy trông như lễ hội pháo hoa long trọng trên bầu trời đêm, thời gian như dừng lại, sức nóng mãnh liệt tức khắc tỏa ra, các thành viên Jindai đứng gần nhất bị vầng sáng màu đỏ vàng rọi sáng khuôn mặt, mái tóc trở nên khô cứng và xoắn lại,
Đợt sóng xung kích đầu tiên quét qua khiến hai má của họ biến dạng, sau đó cả cơ thể tan ra như tượng sắt rồi bốc hơi, hơn 10 người hóa thành tro ngay tức thì, mới đầu bóng đen bị ngọn lửa cắn nuốt hãy còn là hình người, cuối cùng tất cả đều tan biến. Nikita nhanh chóng lùi về sau, nhưng cao thủ cấp A dù lợi hại đến mấy cũng không thể nhanh hơn tốc độ phát nổ của thuốc nổ năng lượng cao. 10 tiếng nổ vang lên liên tiếp, trong nháy mắt bom thủy ngân năng lượng cao do chuyên gia chế tạo bom lắp đặt hòa tan hết thảy mọi thứ. Quả cầu lửa khổng lồ bắn thẳng lên trời, khói đen cuồn cuộn tựa như ma quỷ bay nhanh lên không trung trắng tinh khôi của buổi bình minh. Những người ở xa hơn bị sóng xung kích nóng bỏng hất bay ra ngoài, suýt nữa rơi ra khỏi mép bong tàu của cứ điểm trên không. Vậy là mấy trăm người trên bong tàu bỗng chốc chết gần hết, mà Jindai và tổ chức vương quốc vốn đã rơi vào cảnh khốn cùng giờ lại tiếp tục gặp tai vạ. Nikita lộn nhào trên mặt đất, hơn 80% bộ phận trên cơ thể bị thương. Gia chủ Jindai vô cùng tàn nhẫn, trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, hắn lập tức kéo hộ vệ đi theo mình chắn trước mặt, dùng cơ thể của đối phương ngăn cản luồng sóng xung kích đầu tiên của vụ nổ. Dư ba của vụ nổ qua đi, mười mấy người còn sống sót nằm thoi thóp trên bong tàu, mấy trăm nhân viên phi hành đoàn của cứ điểm trên không xông lên, vừa dập lửa vừa tiến hành cứu hộ. Đòn tấn công mang tính hủy diệt này quả thật là đáng sợ, hơn nữa khó lòng phòng bị. Mọi người đều cho rằng đội cảm tử thần phong đến thành phố số 10 có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không bị phát hiện. Mọi người đang chờ bật sâm banh chúc mừng. Thế nhưng chẳng ai ngờ được thứ đội cảm tử thần phong mang về không phải tin vui, mà là một tai nạn. Họ muốn gậy ông đập lưng ông, nhưng Khánh Trần biết trước họ sẽ làm như thế, cho nên chuẩn bị thủ đoạn thâm độc nhất, để sau này khi họ tiếp tục sử dụng mật thược chi môn như thế thì sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý mới. Vì sao? Vì sao Khánh Trần có thể thành công nhiều lần, phá hủy đạo tràng tâm cảnh, phá hủy biệt thự của gia chủ Diên Đai, còn họ mới chỉ sử dụng một lần lại thiệt hại nặng nề đến mức này, thật là đáng sợ. Với tình trạng thế này, hạm đội trên không phương Bắc tổn thất nghiêm trọng, không bị Lý Thị, Khánh Thị chiếm đoạt đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là xuôi nam, họ phải rút về phương Bắc ngay lập tức, có người lật Nikita đang nằm trên mặt đất lại, kết quả bị diện mạo kinh khủng và đáng sợ của nàng dọa chết khiếp, vội lùi về sau. Trước đây Nikita còn trêu chọc Lee Hyun Ji bị hủy nửa bên mặt, hiện nay cả khuôn mặt của nàng bị hủy hoại, trước đây nàng còn định chế tạo Khánh Trần thành tiêu bản, hiện nay sợ là không có năng lực ấy nữa rồi. Vết thương nghiêm trọng như thế này ít nhất cũng phải mất vài tháng mới khôi phục được. Gia chủ Jindai từ từ bò dậy, có tiếng ù ù cứ vang lên trong tai, sau khi ốc tai bị chấn động mạnh, cơ thể cũng mất đi năng lực giữ thăng bằng. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đi đến trước mặt và nhìn mình với vẻ tươi cười. Mau đỡ ta, gia chủ Jindai nói, nhưng người thanh niên châu Á kia lại thờ ơ. Có thành viên của vương quốc ở đằng xa hô lên với người trẻ tuổi. Jindai, ngươi đứng ngay ra đó làm gì thế? Gia chủ Jindai ngơ ngác nhìn về phía đó. Hả, vậy mà lại có người dám gọi mình là Jindai một cách khinh bạc như thế ư? Không đúng, đối phương nói Jindai không phải là đang gọi mình, mà là để xưng hô người trẻ tuổi trước mặt. Gia chủ Jindai bỗng nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt mình, đối phương cười nói, ta biết ngươi muốn giết ta lâu rồi, hồi trước còn ở thành phố số 10 từng truy nã ta không chút kiên dè. Nhưng ngươi phải hiểu một đạo lý, tổ tông của ngươi vĩnh viễn là tổ tông của ngươi, ngươi không đấu lại được. Nói rồi đối phương đẩy nhẹ gia chủ Jindai ra khỏi mép bong tàu. Gia chủ Jindai không giữ thăng bằng được, hắn loạn choạng ngã về sau, cuối cùng rơi xuống từ độ cao 3.000 mét trong tiếng kêu rên thảm thiết. Đến tận bây giờ, gia chủ Jindai mới biết được, thì ra lão tổ tông nhà mình chưa chết ở thành phố số 10, mà dùng danh hiệu Jindai ẩn nấp trong căn cứ trên không của tổ chức vương quốc. Người trẻ tuổi Jindai đứng ở mép bong với khuôn mặt lạnh tanh, hắn yên lặng nhìn chăm chăm xuống dưới. Hiện nay, quyền hành của Jindai lại trở về trong tay hắn, là lúc quay về rồi. Hắn có thể nhìn thấy nhóm quạ đen khoác áo choàng đen đến, có lẽ đối phương dự đoán được nơi này sẽ xuất hiện thương vọng, nhưng lại không có cách nào đi lên cứ điểm trên không để thu dụng. Trên mặt đất, Tam Nguyệt của tòa án cấm kỵ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đối diện với Jindai, dù cách nhau rất xa nhưng Tam Nguyệt vẫn không che giấu được sự chán ghét trong ánh mắt của mình. Bịch một tiếng, gia chủ Jindai ngã xuống đất nát bét, Lý Đông Trạch cũng mặc áo đen đứng trong đội ngũ tỏ vẻ ghét bỏ, chết kiểu này ghê tởm thật đấy, Tam Nguyệt nói với giọng điệu bình tĩnh. Lúc còn sống họ cũng đã rất ghê tởm rồi. Tứ Nguyệt, mau chóng thu dụng sau đó rút lui khỏi đây. Dạo này công việc thu dụng càng ngày càng khó khăn, có lẽ chẳng bao lâu nữa thế giới trong sẽ bị khu cấm kỵ bao trùm toàn diện, đó cũng phải chuyện gì tốt đẹp. Nói xong, nàng nhìn Lý Đông Trạch, lần sau gặp ông chủ với ông chủ nhỏ của ngươi, nhất định phải khuyên họ phải lấy đại cục của nhân loại làm trọng, đừng quá để ý đến lợi ích riêng của kỵ sĩ. Lý Đông Trạch lắc đầu, ta hiểu được lập trường của ngươi. Quả thật tòa án cấm kỵ không có dục vọng cá nhân, nhưng chuyện của ông chủ, ta không nhúng tay vào được. Ông chủ nhỏ cũng vậy,
hắn trưởng thành rồi, ngay cả Jindai và Kashima còn nhiều lần chịu thua trước họ thì ta làm gì được. Tam Nguyệt cau mày, mới đây nội bộ tòa án cấm kỵ đang thảo luận một vấn đề, bọn ta nhìn thấy người khổng lồ Cô Đông ở một khu cấm kỵ nào đó, hắn biết nói tiếng người và giữ được lý trí, tuy xúc động ham giết chóc giống như bạo chúa, nhưng trong lịch sử văn minh nhân loại có rất nhiều người như hắn, nếu coi người khổng lồ là con người, vậy thì khi khu cấm kỵ tràn ra ngoài chưa chắc sẽ khiến nhân loại tuyệt chủng, mà có lẽ sẽ cho ra đời một nhóm tân nhân loại, mồi lửa của loài người sẽ tiếp tục sinh sôi. Lý Đông Trạch nhìn Tam Nguyệt với vẻ kinh ngạc, hắn biết sở dĩ tòa án cấm kỵ thu dụng vật cấm kỵ và siêu phàm giả là vì lo lắng văn minh nhân loại sẽ bị khu cấm kỵ cắn nuốt hoàn toàn, khiến các chủng tộc diệt vong, nhưng dường như Tam Nguyệt đã có ý tưởng mới sau khi gặp Cô Đông. Tân nhân loại là từ ngữ mà tòa án cấm kỵ cảm thấy hứng thú, nếu việc khuếch trương của khu cấm kỵ là điều không thể tránh khỏi, vậy thì chủ động tồn tại cùng với khu cấm kỵ liệu có phải là một cách hay hơn không? Lý Đông Trạch hỏi, ngươi định làm gì? Tam Nguyệt suy nghĩ rồi nói, xây dựng một căn cứ tử cung nhân tạo trong khu cấm kỵ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đông Tranh thở dài, vì sự sống còn của nhân loại, các ngươi luôn đi theo hướng cực đoan. Trong căn cứ không quân của Khanh Thị, Khánh Vũ đang đứng trước mô hình 3D, mặt ủ mày cho nhìn cách bố trí binh lực, hiện nay cứ điểm trên không tàu Thanh Sơn của Lý Thị còn cần 3 tháng nữa mới tu sửa xong, chỉ có mình tàu quyền trượng thì không ngăn cản được thế lực nước ngoài xuôi nam, lại thêm không quân của Jindai và Kashima ở phía bắc. Đúng rồi, Mật Điệp Ti có truyền tình báo gì về không? Trần Thị có hành động khác thường nào không? Sau khi ra đi, Ảnh Tử không nên giao Mật Điệp Ti cho một thằng nhóc, khiến cho Mật Điệp Ti bây giờ vận hành trì trệ, tình báo bị chậm, quá khinh suất, gia chủ nên dạy dỗ hắn nhiều hơn mới phải. Trong trận chiến cuối cùng của Ảnh Tử, Thánh Kỵ, Thánh Vũ, Thánh Khôn đều là những người nắm giữ thực quyền giao nộp công tích để nhập bọn, họ hoặc khống chế quân đội, hoặc nắm giữ mạch máu kinh tế quan trọng, hoặc là có được vũ lực cực cao cùng với thân vệ bên cạnh gia chủ. Tuy những nhân vật máu mặt uy tín lâu năm của Khánh Thị đã cúi đầu tỏ lòng trung thành, nhưng nói chung vẫn có phần không phục, cho nên lúc trước Khánh Vũ mới do dự khi nhận được tin tức yêu cầu rút lui của Khánh Trần. Từ trước đến nay quyền lực là như thế đấy, không phải ngươi ngồi trên long ỷ là có thể làm gì thì làm, đế vương cũng cần phải cân bằng các phe phái thế lực mới có thể thực hiện mục đích của mình, bấy giờ mới thể hiện tâm quan trọng trong quy tắc xử sự của bậc vua chúa. Ví dụ như ở thế giới ngoài thời xưa có vài hoàng đế muốn đi tuần ở Giang Nam, ngươi có được đi hay không là do đám quan văn quyết định. Hiện nay, mấy người Khánh Vũ đã thừa nhận địa vị thái tử của Khánh Trần, nhưng không phải tất cả mọi người đều phải lấy lòng thái tử. Khánh Vũ là trụ cột của Khánh Thị, tất nhiên hắn có sự kiêu ngạo của mình. Hắn tỏ lòng trung thành với Ảnh Tử, tương lai khi Khánh Trần kế vị hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng muốn hắn vui vẻ phục tùng thì Khánh Trần phải thể hiện được bản lĩnh thật sự. Bây giờ tiến tuyến đánh trận, Mật Điệp Ti ở hậu phương đột nhiên lại làm việc trì trệ, làm sao hắn không phát cáo cho được. Vì vậy, hắn giận cá chém thớt với Khánh Trần phụ trách Mật Điệp Ti cũng có thể thông cảm được. Quan trọng nhất là có khả năng Khánh Thị sẽ thua trận, toàn bộ áp lực đè lên vai Khánh Vũ. Tham mưu tác chiến ở bên cạnh nói, cấp trên, bên Khánh giả nói sẽ gửi lại tin tức quan trọng trước trưa nay, nhưng họ chưa nói là tin tức gì. Khánh Vũ sửng sốt, sau đó nổi trận lôi đình, thế chẳng phải là đang càng quấy hay sao? Tình báo là phải về đúng lúc. Bất kỳ tin tức gì cũng phải truyền lại kịp thời, hắn đang chờ cái gì, chuẩn bị tích góp niềm vui bất ngờ cho ta à, ta cũng không biết, họ không chịu nói, tham mưu tác chiến thấp giọng trả lời. Đột nhiên, tham mưu trưởng cầm một chiếc màn hình tinh thể lỏng vào lều chỉ huy, hắn nhìn xung quanh rồi nói, tất cả những người dưới quân hàm thượng tá rời đi, vẻ mặt của Khánh Vũ trở nên nghiêm trọng, hắn biết đây nhất định là tin tức cực kỳ quan trọng. Sau khi giải tán mọi người, quanh lều chỉ huy cũng mở hệ thống chống sonar và hệ thống che chắn tín hiệu. Tham mưu trưởng vội nói, Mật Điệp Ti truyền lại vài tin tức quan trọng. Mật Điệp Ti, Khánh Vũ cảm thấy bất ngờ, vừa rồi hắn còn đang mắng Mật Điệp Ti, không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thế. Tham mưu trưởng nói, chuyện đầu tiên là ông chủ mới của Mật Điệp Ti phát hiện Trần Thị xuất binh, muốn vượt qua khu cấm kỵ số 008 đi sang bằng hỏa đường. Cái gì? Khánh Vũ cao giọng, họ muốn nhân lúc chúng ta không phòng bị ở hậu phương đâm lén sau lưng. Chuyện này xảy ra khi nào? Mật Điệp Ti điên rồi à? Chuyện như thế sao không báo sớm hơn? Tham mưu trưởng nói vội, ngươi đừng gấp, tình hình là như thế này, Khánh Trần dẫn theo vài cao thủ tiêu diệt một lữ đoàn giả chiến, một trung đoàn giả chiến, một khí cầu máy cấp giáp của Trần Thị trong khu cấm kỵ số 008, ngoài ra còn khiến Trần Dư lãng phí hai bức tranh, hiện tại hỏa đường đã chuyển đi hết rồi, dù Trần Dư tiếp tục đi đến hỏa đường cũng không giết được ai. Khánh rùng mình, chuyện này xảy ra khi nào? Mới hôm trước, tham mưu trưởng nói nhỏ, Khánh Trần đã an toàn rút lui. Hắn muốn Mật Điệp Ti báo cho chúng ta biết hiện nay Trần Thị có hai cứ điểm trên không,
chắc hẳn đều đang ở gần khu cấm kỵ số 008, Khánh Vũ nhíu mày, hai cứ điểm. Nếu họ quay sang đánh chúng ta, bắt tay với Vương quốc, Future, Jindai, Kashima cùng tấn công thì chúng ta tiêu đời, tham mưu trưởng nói. Bây giờ nói đến chuyện thứ hai, ngay tối qua, đội quân ảnh tử tập kích đạo tràng tâm cảnh, biệt thự của gia chủ Jindai ở thành phố số 20, ngoài ra còn bắt cóc hai cao thủ cấp A của họ, đánh sập bên đó. Mặt khác, theo nguồn tin đáng tin cậy, mạng lưới tình báo của họ ở phương Bắc đã xác nhận, Khánh Trần, đội quân ảnh tử, hội phụ huynh đã thành công khiến cứ điểm trên không của Vương quốc tổn thất nghiêm trọng, bây giờ đối phương đã di chuyển lên cao, rút về phía Bắc với tốc độ nhanh nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc này gia chủ Jindai đã chết, máy bay trinh sát của chúng ta cũng quay lại, chứng thực cứ điểm trên không của Vương quốc quả thật đã rời đi, hơn nữa còn bốc khói đen, Khánh Vũ đứng ngay ra đó, hắn là một chỉ viên huy quân sự xuất sắc. Khi chỉ huy ở tiền tuyến hắn chỉ huy quân đội cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, là tường sắt khiến Jindai và Kashima đau đầu nhất, nhưng hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Khánh Trần làm được điều đó bằng cách nào, lạ đời thật, Trần Thị ở khu cấm kỵ số 008, Jindai ở thành phố số 20 phía Bắc, cứ điểm trên không của Vương quốc ở tiền tuyến, mỗi nơi đều cách nhau hàng nghìn, thậm chí hơn 10.000 cây số, thế mà Khánh Trần lại có thể khiến cả ba thế lực này thiệt hại nặng nề trong vòng 2 ngày. Ảnh tử trước kia còn không hung tàn đến mức ấy, Khánh Vũ lẩm bẩm, còn tin tức gì không, tham mưu trưởng nói, tin tức cuối cùng hình như không quan trọng lắm, người thừa kế hợp pháp của Kashima là Lee Hyun-ji đã bị Khánh Trần giết chết, Khánh Vũ đứng ngơ ngác trong lều chỉ huy hồi lâu, lợi hại thật, trước đó hắn còn phàn nàn Mật Điệp Ti không làm việc nghiêm túc, bây giờ hắn mới phát hiện ra, hiện nay Mật Điệp Ti không chỉ là tổ chức tình báo nữa, mà rõ ràng là một cỗ máy chiến tranh, tổ chức hung hãn như thế thì tình báo đến muộn cũng không sao. Dù sao Mật Điệp Ti trước kia thu hoạch tình báo, còn Mật Điệp Ti bây giờ đang chế tạo tình báo. Khánh Vũ hỏi, Mật Điệp Ti có nói Khánh Trần ở đâu không? Tham mưu trưởng lắc đầu, họ cũng không biết, hơn nữa còn yêu cầu xếp tình báo lần này vào cấp bậc bảo mật cao nhất. Kuraka, chúng ta đang đi đâu đây? Jindai Unsu chuyển dầu diesel lên xe bán tải, hắn và So đều thay quần áo huấn luyện giả chiến phù hợp cho vùng hoang dã. Chỉ có Jindai Kura vẫn mặc Karigun màu trắng tiêu sái thoát tục. Đột nhiên Jindai So hỏi, Kurakaka, hôm qua Karigun của ngươi đã bị bẩn rồi mà, sao hôm nay lại đổi bộ mới rồi, à, ngươi nói cái này à, Jindai Kura cười híp mắt, nói, 10 ngày trước ta đặt trên mạng, tìm tiệm may tư nhân ở thành phố số 10 đặt làm cho vài bộ, 10 ngày trước, Jindai Unsu nghi ngờ, chẳng phải lần trước ngươi về mới định rời khỏi thành phố số 20 à, á, lỡ miệng, Jindai Kura cười nói, việc này không quan trọng, mau làm việc đi, lát nữa phải lên đường rồi, Jindai Sora suy tư, người khác sẽ cho rằng Khánh Trần cố ý lừa Jindai Kura, để vị cao thủ âm dương sư này đến làm người hộ đạo cho kỵ sĩ, sau đó bị mọi người cô lập. Nhưng nếu Jindai Kura đã lên kế hoạch từ 10 ngày trước, thậm chí còn đặt mua Karigun ở đây, chứng tỏ đối phương không bị lừa mà cố ý giả vờ như bị gài bẫy, để Khánh Trần nợ mình một ân huệ. Thật ra hắn định đến đây từ lâu rồi, Jindai Kura đặt ngón trỏ trước miệng, suỵt, không thể để Khánh Trần biết chuyện này, lúc nào hắn cũng tính kế ta. Nợ ta một ơn huệ là đáng lắm, được rồi, Jindai Sora thở dài, nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng thấy Kurakaka phong lưu đa tình còn có thể giữ tâm tĩnh như nước, bây giờ nàng lại có chút mất bình tĩnh. Kuraka, ngươi còn chưa nói là phải đi đâu đâu, Unsu nói, đi Tây Nam, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, lẩu cũng ngon lắm, Jindai Kura trả lời, ngươi biết Khánh Trần ở Tây Nam nên mới đến đó đúng không, Jindai Sora thấy mệt mỏi hết sức, mau làm việc đi. Jindai Kura đứng chắp tay cạnh ô tô, không hề có ý định giúp đỡ. Jindai Unsu và Jindai Sora cũng quen rồi, từ nhỏ vị ca ca này đã thích sai sử họ làm việc, còn mình nhàn nhã ngồi không. Sáng sớm, phía tây khu cấm kỵ số 008, cách hoang dã tây nam 100 cây số có một khu doanh trại nhỏ. Ngọn lửa trong doanh trại leo lắc, khói bốc lên từ đống củi, sương động lại trên lá, cuối cùng nhỏ xuống đất bùn. Nhóm Khánh Trần đã đi trong đường hầm này 6 tiếng rồi. Không ngờ con đường trong lòng đất nằm dưới vực sâu lại thông ra ngoài khu cấm kỵ. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nơi này là địa bàn của Khánh Thị. Nếu Khôi Lỗi Sư Tông thừa chạy trốn ra ngoài từ nơi này mà không có gì trong tay, vậy nơi đầu tiên hắn thâm nhập hẳn phải là Khánh Thị. Vì thế, khôi lỗi của đối phương tập trung nhiều nhất ở Khánh Thị. Trước kia Khánh Trần suy đoán, nếu Tông thừa là hung thủ ám sát ảnh tử thì có khả năng cao đối phương đã khống chế được người dự bị ảnh tử thế hệ trước nào đó, cho nên mới phải nghĩ cách giết chết ảnh tử. Đồng thời cũng là con trai của gia chủ, để dọn sạch chướng ngại vật cho mình, hết thảy đều ăn khớp, có cần phải đến Tây Nam tìm kiếm manh mối về Tông thừa không? Khánh Trần nhắm mắt suy tư, đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên gần đó,
Đại Vũ lặng lẽ đứng dậy ra khỏi nơi đóng quân, đi một đoạn rất xa mới từ từ dừng lại. Khánh Trần thấy lạ, Đại Vũ đi đâu được chứ? Đi vệ sinh thì cũng không cần chạy xa đến thế. Hắn đứng dậy, yên lặng đuổi theo, từ đằng xa đã thấy Đại Vũ lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái bàn, một tờ giấy tuyên thành, bút và nghiên mực. Đại Vũ phát họa đường nét với vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt của Khánh Trần. Hắn quay đầu lại thấy được Khánh Trần, lập tức cất giấy tuyên thành đang phát dở đi. Khánh Trần nghi ngờ, ngươi vẽ cái gì mà giấu giấu giếm giếm thế? Đại Vũ tức giận, ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi lén lút làm gì đấy? Khánh Trần bỗng hỏi, không phải là đang vẽ ta đấy chứ? Đại Vũ lập tức nổi trận lôi đình, sao ta lại vẽ được ngươi được? Ngươi tưởng ai cũng mê mình chắc, ta nghi ngờ ngươi muốn vẽ ta, để sau này hủy hoại hình tượng của ta. Khánh Trần nói, ngươi cho ta xem giấy vẽ của ngươi. Bằng không vì sao ngươi lại lặng lẽ chạy ra xa như thế này? Ta nói trước cho ngươi biết, ta không làm mấy trò như nện phân trâu đâu. Đại Vũ cười khẩy, ấu trĩ, hắn cất mọi thứ đi trong sự chột dạ, rồi xoay người đi về nơi đóng quân, không vẽ nữa. Tranh của họa sĩ Trần Thị, vẽ giống y như thật, khi thực thể hóa giống hệt người thật, nếu như không bị phá hủy thì có thể tồn tại 7 ngày. Họa sĩ Trần Thị tôn sùng và tỏ thái độ thành kính với tác phẩm của mình, không ai lại dùng tranh để làm những việc không đâu. Nhưng bây giờ, nhờ sự ảnh hưởng của Khánh Trần, tâm thái của họa sĩ nào đó đã lặng lẽ thay đổi, thì ra ngoại trừ chiến đấu, tranh vẽ còn có thể làm được rất nhiều việc. Đại Vũ bước nhanh, sợ Khánh Trần đuổi theo yêu cầu xem bức vẽ vừa rồi. Khánh Trần đang định theo sau thì nhận được một cuộc gọi vệ tinh. Ở đầu dây bên kia, La Vạn Nhai báo cáo với hắn toàn bộ những gì xảy ra tối qua. Khánh Trần ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, tổn thất nghiêm trọng như thế chắc chắn tạm thời tổ chức vương quốc không dám sử dụng mật thược chi môn tùy tiện nữa. Lão La, khoảng thời gian kế tiếp là giai đoạn ngũ đông để phát triển, đừng bỏ lỡ thời điểm vàng này, bằng không chúng ta chậm một bước thì về sau sẽ trì trệ mãi. Đúng rồi, nói với nhà khoa học số 2, hắn không cần giải trình tự gen của ta nữa, ta lấy được mẫu máu thật của thần linh rồi. Lần sau về ta sẽ bảo Giác và Đại Vũ đưa đến Kình Đảo, sau đó ngươi chuyển cho hắn. Lão La cười nói, ta biết rồi, dạo này nhà khoa học số 2 bận đến mức sắp rụng hết tóc, nếu nghe được tin này chắc chắn hắn sẽ vui lắm. Với cả thu thập mọi tin tức liên quan đến Bắc Mỹ giúp ta, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết về người du hành thời gian nào. Khánh Trần nói. Khánh Trần không trả lời, còn việc gì khác không? Chuyên gia nghiên cứu người máy nano nói, thật ra nghiên cứu của họ hiện nay không hữu ích lắm. Bởi vì công nghệ sản xuất lõi nằm trong tay tập đoàn tài chính, nếu chúng ta muốn sản xuất thứ này thì chỉ riêng việc thiết bị nano đã tốn 200 năm, có thế mới tạm thời đuổi kịp các tập đoàn. Khánh trầm trầm tư suy nghĩ, ở thế giới ngoài, bất kỳ một sản phẩm nào cũng dám gắn mác làm từ vật liệu nano, tất nano khử mùi, áo jacket nano chống thấm, nhưng trên thực tế, làm sao để tạo ra vật liệu nano thì tất cả đều mù tịt. Ở thế giới trong, vật liệu để chế tạo người máy nano là axit nucleic, tức là DNA, bởi vì đường kính của chuỗi DNA là 2 nanomet, hơn nữa dễ gấp lại. Nhưng điều kiện của công nghệ này vượt quá sức tưởng tượng, chỉ có công nghệ, không có thiết bị thì không có cách nào hoàn thành. Vì vậy, kế hoạch chế tạo người máy nano của Khánh Trần bây giờ xem như đổ bể. Không có người máy nano thì không có tấm giáp che chắn mạnh nhất trên chiến trường. Nhưng đúng lúc này, có một người lạ mặt từ đằng xa lại gần, hắn vừa đi vừa nói, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta có thể cung cấp thiết bị cho ngươi. Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy một người đàn ông đứng tuổi hắn không quen biết, đối phương mặc áo gai màu đen, một chiếc lá ngân hạnh màu trắng cài trước ngực, giống như đang để tang ai đó. Đối phương có thể nghe được âm thanh trong điện thoại từ xa, chứng tỏ hắn từng ăn long ngư, hơn nữa còn đeo lá ngân hạnh trên ngực. Nhưng quan trọng nhất là sao đối phương biết mình ở đây, từ khi ra khỏi vực sâu, cho đến nay hành tung của họ cực kỳ bí mật, nếu ai đó có thể tìm được hắn thì chỉ sợ bán thần Trần Dư đã đến đây từ lâu rồi. Thế nên đối phương tìm được mình bằng cách nào? Ngươi là ai? Khánh Trần cúp điện thoại, chậm rãi tháo ngoài tam giới trên tay mình ra. Hắn từng trông thấy đối phương, gặp ở thành phố số 10, khi ấy chỉ vội vàng đối diện giây lát, ngay sau đó đối phương đã rời đi. Người này lại xuất hiện, không rõ là địch hay bạn. Khánh Kỵ, đại trưởng lão đang ngồi cạnh đống lửa bỗng đứng phát dậy, nhìn người kia như thấy kẻ địch. Ngươi đến đây làm gì? Đại Vũ, Giác, Trần Gia Chương, Tần Dĩ Dĩ cũng đứng lên. Khánh Kỵ ngồi xuống bên lửa trại, nói. Đừng căng thẳng, các ngươi lắm cao thủ, không cần sợ ta như vậy. Khánh Trần nhìn đại trưởng lão, rõ ràng đại trưởng lão của Hỏa Đường là cao thủ cấp A, mà người có thể khiến hắn lo sợ chỉ e không đơn giản. Khánh Kỵ điềm nhiên ngồi xuống, dường như không coi các cao thủ thủ cấp A xung quanh ra gì. Hắn nói tiếp, tuy ta không biết vì sao ngươi lại muốn chế tạo người máy nano, nhưng bọn ta có thể giao cho ngươi công nghệ chế tạo, cho ngươi đội ngũ, cho ngươi thiết bị. Bọn ta không hỏi ngươi chế tạo người máy nano làm gì,
chỉ cần ngươi nói một tiếng, đó sẽ có người đưa tất cả những thứ đến thành phố số 10. Khánh Trần trầm ngâm đáp lời, lời nói của ta hữu dụng đến thế cơ à? Hữu dụng chứ, đương nhiên là hữu dụng. Khánh Kỵ cầm gậy gãy đống lửa rồi thêm củi mới, hắn nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ và nói với vẻ tỉnh bơ, cô gái, nấu chút cháo giúp ta, xé thêm ít thịt thần ngưu cho vào. Đừng cho hành và rau thơm, đại trưởng lão lườm hắn, ngươi tự nhiên như ruồi thế. Khánh Trần hỏi, Khánh Thị trả giá nhiều như vậy là muốn trao đổi gì với ta? Khánh Kỵ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy mình có cái gì có thể lấy ra trao đổi? Khánh Trần sửng sốt, khi đối mặt với một tập đoàn tài chính, thật ra những gì hắn đang có trong tay đều không đáng giá nhắc tới, ít nhất là với Khánh Thị. Cho nên khi đối phương hỏi, ngươi cảm thấy mình có cái gì có thể để trao đổi, Khánh Trần không biết phải trả lời thế nào. Khánh Kỵ nói tiếp, vì vậy ngươi không cần coi đây là một cuộc giao dịch, ngươi là người của Khánh Thị, Khánh Thị giúp đỡ ngươi là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ngươi muốn, thậm chí bọn ta còn có thể xóa cả món nợ vật tư của thành phố số 10 hiện nay cho ngươi, hơn nữa về sau cũng có thể bán toàn bộ vật tư với giá gốc, bằng với giá mà bọn ta cung cấp cho các công ty dự án của Khánh Thị. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, miễn phí mới là đắt nhất, ngươi phải hiểu quan hệ của ta với Khánh Thị không thân mật đến vậy. Thành phố số 10 đã phục hồi, chẳng bao lâu nữa bọn ta có thể trả hết nợ vật tư, Khánh Kỵ nói với giọng điệu mất tự nhiên, ngươi giết nhiều người của Kashima, Jindai, Trần Thị, bây giờ chỉ có Khánh Thị và Lý Thị chịu buôn bán với thành phố số 10 của ngươi. Nếu Khánh Thị cũng trừng phạt ngươi thì ngươi chỉ có thể để mặc cho Lý Thị bắt chẹt, đến lúc đó ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được vật tư. Ta tin ngươi cũng hiểu, sau khi Lý Tu Duệ qua đời, vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập ngày càng trở nên lạ lùng hơn. Không có một tổ chức nào bằng lòng để một người ngoài ngồi lên vị trí đó. Đại trưởng lão ớ một tiếng, sao ngươi nói chuyện nghe gượng gạo thế, ta có cảm giác như ngươi đang đọc lời thoại ấy. Khánh Kỵ nhìn hắn, ta chỉ thuật lại những gì người khác muốn nói với hắn thôi, ngươi cảm thấy ta đang đọc lời thoại thì đúng là vậy đấy. Đại trưởng lão ngớ ra, Khánh Kỵ vẫn nhạt nhẽo và khô khan như trong ấn tượng của hắn. Chỉ có điều, có thể khiến một kẻ như Khánh Kỵ học thuộc từng câu từng chữ rồi thuật lại như thế. Ngoài vị gia chủ trên núi Ngân Hạnh kia thì còn ai vào đây nữa? Khoan đã, rốt cuộc thân phận, địa vị của Khánh Trần ở Khánh Thị là gì? Tại sao lại có thể quấy nhiễu gia chủ Khánh Thị trên núi Ngân Hạnh? Thỉnh thoảng đại trưởng lão lại liếc Khánh Trần một cái, bắt đầu ủ mưu. Còn Khánh Trần đang nghĩ sao người ở trên núi Ngân Hạnh ấy lại biết hắn muốn hỏi gì, sau đó chuẩn bị sẵn câu trả lời. Khánh Trần suy tư rồi hỏi, các ngươi muốn ta làm gì? Khánh Kỵ đáp, trở lại thành phố số 5 với ta một chuyến ngắm cảnh, sau đó nghe theo sự sắp xếp của bọn ta trong 14 ngày. Yên tâm, bọn ta sẽ không làm gì gây nguy hiểm đến an toàn của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm theo sự an bài của bọn ta là được. Khánh Trần sửng sốt, 14 ngày. Muốn lôi mình đi cách ly à? Chỉ đơn giản vậy thôi, Khánh Trần hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi. Khánh Kỵ khựng lại một chút rồi nói tiếp, và hơn hết là Khánh Thị sẽ bố trí hệ thống chống tên lửa đạn đạo ở phía nam và bắc của thành phố số 10, chỉ có như thế ngươi mới có thể tiếp tục yên tâm phát triển. Nói cách khác, ngươi đã chọc giận Kashima, Jindai, chưa biết chừng họ sẽ thẳng tay ném tên lửa tự hành, dù còn có hơn 6 triệu người dân trong thành phố. Ngươi có hệ thống chống tên lửa đạn đạo không? Ngươi không có, Khánh Trần trầm ngâm. Đúng lúc này, Tần Dĩ Dĩ bưng một nồi sắt tới, bên trong là cháo trắng nấu với thịt thần ngưu, ngoài ra còn rắc thêm cần tây, thoạt nhìn rất tươi ngon. Mãi đến tận lúc này vẻ mặt của Khánh Kỵ mới không còn cứng ngắc như trước, hắn nói với Tần Dĩ Dĩ, cảm ơn. Thêm cần tây ngon đấy, ta thích lắm, tiểu tổ tông, ngươi tốt với hắn như thế làm gì? Đại trưởng lão tức giận, hắn là trưởng bối của Khánh Trần mà. Tần Dĩ Dĩ nhỏ giọng trả lời, đại trưởng lão cảm thấy bất lực, lúc trước lấy lòng Lý Thúc Đồng, bây giờ lại nịnh nọt Khánh Kỵ, trông có khác gì nàng dâu trong nhà đâu, ngươi là thần nữ của hỏa đường chúng ta đấy. Khánh Trần nhìn Khánh Kỵ, 14 ngày, nghe theo sự sắp xếp của các ngươi. Ta thấy hơi nguy hiểm, Khánh Kỵ uống một ngụm cháo, rồi nói một cách bình tĩnh, yên tâm. Không phải bảo ngươi về kế thừa vị trí gia chủ, ngươi chưa đủ trình. Đại trưởng lão tức khắc thấy không ổn, vừa rồi hắn suy đoán về thân phận của Khánh Trần, nhưng không dám nghĩ theo hướng đó. Trước kia khi Khánh Trần chỉ là kỵ sĩ hắn đã cảm thấy đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại có kỵ sĩ phải kế thừa vị trí gia chủ Khánh Thị, thế thì hỏa đường sẽ thảm đến mức nào? Rốt cuộc những năm qua hỏa đường có thể sống yên ổn ở Tây Nam, không bị quấy nhiễu là do Khánh Thị nhân nhượng, muốn họ giúp đỡ kiềm chế Trần Thị và người hoang dã ở khu cấm kỵ. Đại trưởng lão đau đớn tột độ, các ngươi tạm dừng một chút, tại sao kỵ sĩ lại dính dáng đến mấy chữ gia chủ Khánh Thị này? Các ngươi không thấy không ổn à? Khánh Kỵ nhìn đại trưởng lão, cũng tạm được, ta cảm thấy rất thích hợp, ngươi chọn phe đấy à? Đại trưởng lão nghi ngờ, Khánh Kỵ, ngươi là một kẻ dùng võ mặc kệ thế sự,
vậy mà cũng ủng hộ người thừa kế nào đó ư? Chuyện tranh giành ngôi báu ấy, người chỉ biết đến vũ lực như ngươi nhúng tay vào được hay sao? Khánh Kỵ bình tĩnh trả lời, không có ai thích hợp hơn hắn. Đại trưởng lão bất đắc dĩ, thậm chí bây giờ hắn muốn chuyển hỏa đường đến nơi sâu hơn trong núi tuyết, miễn cho bị Khánh Trần lăm le. Khánh Kỵ uống cháo xong, quay sang nhìn Khánh Trần, suy nghĩ xong chưa? Khánh Trần vẫn đang cân nhắc, hiện nay, vật tư là thứ quan trọng nhất với thành phố số 10. Như Khánh Kỵ đã nói, nếu Khánh Thị không cung cấp vật tư, vậy thì nguồn cung duy nhất cho thành phố số 10 là Lý Thị. Chẳng khác nào số phận của họ hoàn toàn nằm trong tay Lý Thị, lỡ như việc hợp tác với Lý Thị diễn ra không suôn sẻ, đối phương có thể cắt đứt lương thực và vật tư. Hơn nữa, trong kế hoạch giết tông thừa của Khánh Trần, thứ quan trọng nhất chính là người máy nano, không có thứ này hắn không thể giết chết đối phương được. Vì vậy Khánh Trần chợt nhận ra, kể từ khi mình bước lên con đường báo thù này, kể từ khi số phận của mình gắn chặt với 6 triệu con người kia, hắn nhất định phải chấp nhận điều kiện của gia chủ Khánh Thị. Mà điều kiện của đối phương không hề quá đáng, tuy mất tự do 14 ngày nhưng điều kiện tiên quyết là không làm việc gì gây nguy hiểm cho mình. Nếu người khác thích chơi âm mưu, vậy thì người ở trên núi Ngân Hạnh ấy thiện dùng dương mưu hơn cả. Khi đối phương bắt đầu tính kế ngươi, thoạt nhìn ngươi vẫn phải đối mặt với vô số lựa chọn trong đời, nhưng thực tế ngươi chỉ có một con đường để đi. Dù ngươi biết đối phương có ý đồ riêng, dù ngươi không đoán được suy nghĩ của đối phương, ngươi vẫn phải làm theo kế hoạch của người đó. Đối phương đã sắp đặt ngươi đâu ra đấy rồi. Khánh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Khánh Kỵ, ta đồng ý với điều kiện của các ngươi. Khánh Kỵ dùng tay áo lau miệng, sau đó mở ám ảnh chi môn ra và nói, đi đi, phía sau chính là thành phố số 5, ngươi tự đi. Khánh Trần sửng sốt, hắn không ngờ ám ảnh chi môn lại ở trong tay Khánh Kỵ, đây là người kế thừa vật tấm kỵ mà ca ca lựa chọn. Khánh Trần biết, khoảnh khắc trước khi qua đời Khánh Chuẩn đã rời khỏi chiến trường, về phần hắn dùng những giây phút cuối cùng trong đời mình đi đâu, gặp ai, ngay cả Khánh Trần cũng không biết đáp án. Bây giờ nhìn thấy ám ảnh chi môn, chứng tỏ Khánh Kỵ ngồi trước mặt hắn là người được ca ca lựa chọn. Khoảng thời gian cuối cùng ca ca đi gặp ngươi à, nhưng Khánh Kỵ lắc đầu, không phải ta, chẳng qua hắn dặn là phải để lại ám ảnh chi môn cho ta, lá ngân hạnh màu trắng trước ngực ngươi là dùng để tang cho ca ca của ta à, Khánh Trần hỏi. Khánh Kỵ gật đầu, chưa qua 49 ngày, Khánh Trần nói, còn lá ngân hạnh nào không, cho ta một chiếc. Dường như Khánh Kỵ đoán trước được Khánh Trần sẽ đưa ra yêu cầu này, hắn lấy một chiếc lá ngân hạnh từ trong tay áo ra đưa cho đối phương, đeo lên đi. Khánh Trần đeo chiếc lá ngân hạnh kia lên ngực cẩn thận, hắn dùng ngón trỏ vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Ám ảnh chi môn giống như một sự bảo chứng, Khánh Chuẩn dùng vật cấm kỵ nói cho Khánh Trần biết ai mới là người đáng để tin tưởng. Khánh Trần tin phán đoán của Khánh Chuẩn, cho nên Khánh Kỵ mời hắn đến thành phố số 5 chắc chắn không có ác ý gì. Khánh Kỵ không phải kẻ địch. 14 ngày, các ngươi an bài tùy ý, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi định để ta làm gì. Khánh Trần nói với giọng điệu bình tĩnh. Khánh Kỵ liếc hắn, không cần lo quá, bọn ta đâu ép ngươi lên chiến trường. Cho ngươi 10 phút nữa, dặn dò mọi việc đi. Đầu tiên Khánh Trần nhìn Đại Vũ và Giác, việc duy nhất ta muốn nhờ là giúp ta đưa máu của thần cho La Vạn Nhai, ta đã trượt xuống từ sườn núi phía bắc của đỉnh Everest. Sau khi trở về có thể rời đi luôn, nghe nhị cậu sẽ chờ dưới chân núi, mở mật thược chi môn cho các ngươi. Giác đau lòng lắm, phải chia tay rồi ư, đúng rồi. Khánh Trần nhìn Đại Vũ, tuyệt đối đừng đi xa Giác quá, đầu óc hắn không bình thường, dễ bị người khác nhầm vào. Phải liệm ở trong tay ngươi, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì nhất định phải cứu hắn ngay. Tốt nhất là hai người đến khu dân cư hoang dã đi, cũng tiện giúp Ương Ương một tay. Đại Vũ biểu môi, nói một cách lạnh lùng, khỏi cần ngươi nhắc. Rồi Khánh Trần nhìn sang Trần Gia Chương, sư bá, tiếp theo ngươi định đi đâu, sống tạm bợ tiếp thôi. Trần Gia Chương nói với giọng điệu phất tỉnh, nghe nói Hỏa Đường sắp tổ chức lễ ủ rượu rồi, vừa hay đến đó uống rượu. Đại trưởng lão, Hỏa Đường không chào đón ngươi. Tần Dĩ Dĩ, Hỏa Đường hoan nghênh ngài. Đại trưởng lão, Khánh Trần không khuyên Trần Gia Chương phấn chấn tinh thần, kỵ sĩ phải tự bước đi trên con đường của mình. Cuối cùng hắn nhìn Tần Dĩ Dĩ, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ nói, bảo trọng. Nói xong, Khánh Trần quay người đi vào ám ảnh chi môn. Tần Dĩ Dĩ muốn đi về phía Khánh Trần, nhưng bị đại trưởng lão giữ chặt. Đến khi Khánh Trần biến mất trong ám ảnh chi môn hắn mới thả nàng ra. Tần Dĩ Dĩ uất ức, mãi mới gặp lại hắn mà, ngài làm gì thế? Đại trưởng lão nói nhỏ, lúc đi hắn có nói thêm gì với ngươi không? Ngươi không nghe thấy thân phận của hắn sao? Người phải lên làm gia chủ của Khánh Thị trong lòng chỉ có giả tâm và quyền lực. Bọn họ phải hiến dâng mạng sống của mình cho sự nghiệp. Trong tương lai của những người như thế không có ngươi đâu. Tần Dĩ Dĩ biểu môi, chẳng qua bây giờ hắn không có thời gian suy nghĩ mấy việc này thôi, ta hiểu hắn mà, biết bao nhiêu người bình thường kia đều là trách nhiệm của hắn, hắn không rảnh lo những việc ấy. Tiểu tổ tông à, ngươi đừng an ủi mình nữa. Đại trưởng lão tức lắm,
về nhà với ta. Nói rồi đại trưởng lão cầm cổ tay Tần Dĩ Dĩ đi về phía tây nam. Tần Dĩ Dĩ bị kéo đi giống như con lừa nhỏ ngang bướng, khiến đại trưởng lão vô cùng mệt mỏi. Trần Gia Chương vui vẻ theo sau, ta thấy tiểu Dĩ Dĩ được mà, rất đơn thuần, liên quan gì đến ngươi? Đại trưởng lão quay đầu lại trừng đối phương, bớt chỏ mũi vào chuyện của Hỏa Đường bọn ta. Trần Gia Chương nhíu mày, ngươi ăn nói kiểu gì thế? Bọn ta vừa mới giúp ngươi ngăn cản bộ đội Trần thị đấy, suối quẩy. Hai ông già cãi nhau ầm ĩ cho đến khi mặt đỏ tía tai, miệng đắng lưỡi khô. Lúc nghỉ giữa hiệp, đại trưởng lão nói, Dĩ Dĩ, lấy cho ta túi nước, ta uống miếng nước. Dĩ Dĩ, đại trưởng lão quay đầu, chợt phát hiện Tần Dĩ Dĩ đã biến mất lúc nào chẳng hay. Đại trưởng lão tức giận, nhảy dựng lên, nghiệp chướng, khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định Tần Dĩ Dĩ lén chuồn đi tìm thành phố số 5. Từ trước tới nay cô nàng luôn là người có chủ kiến. Trước kia nàng có thể lén lút rời đi người nhà và trốn khỏi Hỏa Đường, bây giờ cũng có thể vụng trốn đi đến thành phố số 5. Đếm ngược 88000. Khánh Trần bước ra từ một con hẻm, hắn nhìn đường phố sầm uất, biển quảng cáo mọc lên khắp nơi, Tiểu Long Khảm, Đại Long Diệt, Long Yêu Muội Nhi, đâu đâu cũng thấy quán lẩu và tiệm mì, hơn nữa còn có tiệm massage chân da Phú Phú Kiều. Thành phố này mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ, vẻ phố chợ của nơi đây rõ ràng hơn những nơi khác, và cũng nhộn nhịp hơn. Ngay cả hình chiếu 3D trên đỉnh đầu cũng là đôi đũa dài và nồi lẩu bốc khói nghi ngút, cùng với dầu ớt sôi sùng sục trong nồi, nhìn sướng cả mắt. Chỉ có một vấn đề, hình như thức ăn trong nồi hơi ít. Ngay sau đó, Khánh Trần nhìn thấy thám viên PC đang đi tuần trên phố, một hình ảnh gần như khó có thể bắt gặp ở các thành phố khác. Và Khánh Trần phát hiện ra một chuyện, có đến một nửa số người trong thành phố này đeo lá ngân hạnh màu. Khánh Kỵ bước chậm rãi ở phía trước, Khánh Trần hỏi, ta còn tưởng ngươi sẽ mang ta đến núi ngân hạnh luôn chứ? Khánh Kỵ nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, phải cho ngươi ngắm nhìn thành phố này đã, đó là tâm nguyện của tiểu chuẩn. Khánh Trần sửng sốt, tâm nguyện của ca ca ta, đúng vậy. Khánh Kỵ gật đầu, sau khi ngươi rời khỏi thế giới trong đến thế giới ngoài, hắn lại có cơ hội được gặp người kia. Khánh Trần biết, người kia có lẽ chính là Nhan Lục Nguyên. Khánh Kỵ nói tiếp, khi đó tiểu chuẩn đã là ảnh tử rồi, hắn hỏi người kia, thế giới ngoài trông ra sao, khi tiểu Trần trở lại thế giới trong liệu có cảm thấy không quen không? Thế giới ngoài có những hoạt động giải trí gì, ở thế giới ngoài mọi người ăn gì, món ngon nhất là gì, người của thế giới ngoài làm cái gì? Người kia trả lời hắn, ở thế giới ngoài món ngon nhất chính là lẩu bơ và mì sợi, người ở thế giới ngoài không giống ở thế giới trong lắm, bọn họ có thể đi lại tự do, vô cùng an toàn. Mọi người ở thế giới ngoài có được cuộc sống sung túc, bọn họ không phải trả tiền cho hàng đống khoản chi tiêu và chịu nhiều áp bức, cũng sẽ không có ai cắt thận của ngươi ngay trên đường. Hoạt động giải trí ở thế giới ngoài là rửa chân, rất thoải mái, vì vậy, tiểu chuẩn giao dịch với gia chủ, hắn có thể tiếp tục làm ảnh tử của Khánh Thị, nhưng thành phố số 5 phải giống thế giới ngoài, phải có lẩu, có tiệm rửa chân, người dân phải giàu có một chút, đường phố cũng phải an toàn hơn. Hắn không muốn khi ngươi trở về, nơi này không bằng thế giới ngoài, thế nên gia chủ chịu đựng áp lực từ các phe phái, một mình ban bố vài dự luật, giảm thuế, tiền trợ cấp, đảm bảo nguồn cung cấp vật tư, tăng tỷ lệ phá án ở thành phố này. Những lợi ích thật sự ấy được dân chúng ghi nhớ trong lòng, cho nên khi mọi người biết được hắn qua đời, có đến 1/4 người dân chủ động đeo lá ngân hạnh đê tang hắn. Khánh Trần ngẩn ngơ nhìn xung quanh, chẳng trách thành phố này trông kỳ lạ, không giống bình thường. Ca ca dùng những thứ mà hắn nghe được từ Nhan Lục Nguyên để dựng nên thành phố kỳ lạ này cho mình. Khánh Chuẩn là 1/4 của giai cấp, không có năng lực thật sự thay đổi thế giới, việc hắn có thể làm là khiến thành phố số 5 giống thế giới ngoài hơn một chút, để khi mình về đây sẽ không cảm thấy xa lạ. Đối phương từng hứa khi nào hắn trở lại sẽ đưa cả thế giới cho hắn, vậy trước tiên đây phải là thế giới mà hắn thích mới được. Bởi vậy khi vừa đến thành phố số 5, Khánh Kỵ không dẫn hắn lên núi Ngân Hạnh ngay, mà đưa hắn đến phố xá, nhìn hết thảy những gì Khánh Chuẩn đã làm cho hắn. Cách trả giá vụng về này nhất thời khiến Khánh Trần không biết phải nói gì. Khánh Trần hỏi, ngươi thân với ca ca ta lắm à? Khánh Kỵ suy nghĩ, rồi trả lời, cũng tạm là sao? Khánh Trần khó hiểu, không hay gặp nhau, sẽ không chết vì hắn nhưng sẽ giúp hắn báo thù, đấy là cũng tạm, Khánh Kỵ nói. Khánh Trần hỏi tiếp, ngươi biết điều kiện thu dụng của ám ảnh chi môn chứ? Biết, Khánh Kỵ nguyết Khánh Trần, ta có con, Khánh Vô là con trai ta, Khánh Vô đâu? Hình như hắn mất tích đã lâu rồi, Khánh Trần nói, đi tu hành, người học võ cả đời chỉ có 3 chuyện phải làm, tu hành là quan trọng nhất, Khánh Kỵ nói, thế 2 chuyện còn lại là gì? Khánh Trần tò mò, chuyện thứ 2 là sau khi tu hành xong giao hết bản lĩnh của mình cho vua chúa, thứ 3 là sinh con, đừng để mình không người nối dõi, đừng chặt đứt truyền thừa, đúng là, mục tiêu sống khiến người ta cạn lời, Khánh Trần cảm thán. Lúc này Khánh Kỵ dẫn Khánh Trần đi đến một tòa cao ốc cũ nát,
Khánh Trần nhận ra điều gì? Đây là nơi ca ca và chị dâu của ta từng ở à? Phải, Khánh Kỵ nói, nơi này vẫn như xưa, mỗi tuần đều có người hầu cơm đến quét dọn. Yên tâm, không ai biết ngươi ở đây, trước tiên ở yên tâm ở lại, đi dạo xung quanh, sẽ không có ai đến quấy rầy ngươi. Khánh Thi, Khánh Hạnh, Khánh Nguyễn đều ở trong thành phố này à? Khánh Trần hỏi, Khánh Nguyên ở đây, nhưng trốn rồi. Khánh Thi và Khánh Hạnh không giấu giếm hành tung nhưng chỉ ru rú trong nhà, ít khi lộ diện. Khánh Kỵ trả lời, người ngươi cần phải cẩn thận là mẹ của Khánh Văn, Khánh Vân cũng ở nơi này, nàng tin chắc ngươi giết con trai mình. Khánh Trần thở dài, thế này không phải là mang ta về chịu khổ hay sao, rốt cuộc các ngươi định an bài ta làm gì? Khánh Kỵ ấn nút thang máy, tầng 17, hắn nói một cách bình tĩnh, xem mắt, cái quái gì cơ, giờ phút này trong đầu Khánh Trần toàn dấu chấm hỏi. Sở dĩ hắn đến đây là vì đại yêu Khánh Kỵ cố ý đến hoang dã cùng với sự an bài của gia chủ Khánh Thị. Khánh Trần suy đoán nhiều khả năng có thể xảy ra, ví dụ như bảo hắn về báo cáo công tác, để hắn tham gia đấu đá quyền lực gì đó, hay gặp vài nhân vật quan trọng trong phe phái. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là đối phương trao đổi dây chuyền sản xuất người máy nano hoàn chỉnh, bỏ ra vô số vật tư, bố trí hoành tráng để mang hắn về với lý do là muốn hắn đi xem mắt. Bị điên à, Khánh Kỵ nói với vẻ trấn tĩnh. Hồi bằng tuổi ngươi ta đã có Khánh Vô rồi, những việc ngươi đang làm hiện nay quá nguy hiểm, để lại đứa con cho chắc ăn, truyền thừa không thể bị đứt đoạn. Khánh Trần, không cần đâu, hiện tại ngươi không có quyền tự chủ, trong 14 ngày này tự do của ngươi thuộc về bọn ta, nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi không thích ai thì cũng không có người nào ép ngươi làm gì cả. Khánh Trần, chấm hỏi. Khánh Trầm rơi vào trầm tư, theo những gì ca ca Khánh Chuẩn nói, cái người trên núi Ngân Hạnh không bao giờ làm những chuyện vô vị, nối dõi tông đường có quan trọng không? Đối với vị gia chủ ấy, có thể việc này có ý nghĩa quan trọng, nhưng chưa đến mức phải bắt ép mình xem mắt rồi sinh con đẻ cái, có lẽ còn có chuyện gì khác đang chờ mình. Đi lên tầng 17, phòng 1772, cửa mở ra, bên trong sạch bong không một hạt bụi, căn phòng hơn 30 mét vuông thoạt nhìn rất chật chội, nhưng vô cùng ấm áp. Khánh Trần bỗng ngẩn ngơ, bởi vì bố cục của nơi này giống hệt căn phòng trong giấc mơ của hắn với một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh, chỉ có điều trong mơ một mình hắn được hưởng phòng ngủ, bởi vì cả nhà đều hy vọng hắn có được điều kiện cư trú tốt hơn, có thể chuyên tâm học tập để tham gia thi Đại học Thanh Hòa. Ở đây, trong phòng ngủ có một chiếc giường không to lắm, chỉ rộng 1,5 mét, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấm áp của ca ca và chị dậu ôm nhau ngủ. Bên cạnh cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ, cạnh bàn là tủ quần áo cũng không lớn lắm. Ngoại trừ cách bài trí đồ đạc trong nhà, tất cả mọi thứ ở nơi này đều giống như im giấc mơ của hắn. Nhưng điều này có nghĩa là giấc mơ ấy không hoàn toàn là hư cấu, mà do ý chí của Khánh Chuẩn sau khi dung hợp với thế giới ảnh hưởng đến hắn. Đó không phải là cảnh trong mơ hư ảo thật sự, mà là tưởng niệm ca ca để lại cho hắn, để hắn biết cuộc sống tốt đẹp nhất trông ra sao. Khoan đã, nếu là như vậy, có phải nghĩa là ý thức của ca ca chưa biến mất triệt để sau khi hắn dung hợp với ý chí của thế giới không? Đối phương chỉ dung hợp chứ không phải biến mất. Khánh Trần bỗng nhìn về phía Khánh Thị, nếu ta nói là nếu ca ca ta dung hợp với ý chí của thế giới những vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, thì ta phải làm gì mới có thể tách hắn ra? Khánh Kỵ cau mày, đừng nói nhảm. Dung hợp với ý chí của thế giới là điều không thể thay đổi, ta nói là nếu như cảnh giới thực lực của ngươi cao hơn ta, có nhiều kinh nghiệm tu hành hơn ta, vậy theo kinh nghiệm của ngươi, ngươi suy đoán xem phải làm thế nào mới có thể tách hắn ra lần nữa. Cho dù sau khi bóc tách chỉ là thể ý thức cũng được, Khánh Trần nói. Ta từng thấy có người tồn tại hoàn toàn trong dạng ý thức, Lý Thần Đàn. Nếu hắn làm được thì tại sao ca ca của ta lại không thể? Khánh Kỵ cũng trầm ngâm, e là chỉ có thần linh mới làm được thôi, nhưng trên đời này đã không có thần nữa rồi. Theo quan điểm của Khánh Trần, Khánh Chuẩn và ông cụ Lý Tu Duệ hoàn toàn khác nhau. Ông cụ Lý Tu Duệ thì cuộc sống đã sắp đi đến hồi kết, ông đã nhìn thấu ý nghĩa của cuộc đời mình, và muốn kết thúc tất cả mọi thứ. Nhưng anh trai Khánh Chuẩn nhất định không phải. Đối phương là bị người khác làm lãng phí sinh mệnh của mình nên cuối cùng mới đành phải rời đi. Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, đối phương không hề muốn từ bỏ tất cả mọi thứ trong nhân thế này, thậm chí không có quá nhiều thời gian ôm chầm lấy em trai mình, không thể có đủ thời gian để đợi em trai về nhà. Khánh Chuẩn đã dung hợp với ý chí của thế giới, cho dù thực sự có luân hồi và hoàn tuyền ở thế giới này, hắn cũng không thể xuống đó để tìm chị dâu Ninh Tú được. Vì vậy, Khánh Trần nhất định phải nghĩ ra cách tước bỏ ý chí của anh trai mình, kéo hắn ra khỏi ý chí của thế giới. Hiện tại bán thần không làm được, ngay cả Nhan Lục Nguyên cũng không làm được, vậy thần minh có làm được không? Khánh Trần không biết nhưng hắn sẽ thử. Khánh Trần hỏi, có cách nào để tìm được thần minh Nhâm Tiểu Túc không? Lẽ nào hắn không giữ lại bất cứ một cách thức nào để gọi được hắn ở thế giới này sao? Khánh Kỵ nghĩ,
có lẽ là không, giữa các thế giới đều có rào cản, nếu có thể gọi hắn, e là vị ngủ say nơi phương Bắc đã gọi hắn từ lâu rồi. Cho nên, ngươi không tìm được thần minh đâu. Khánh Trần yên lặng nhìn căn phòng nhỏ một hồi lâu, trên tủ giày có một tấm ảnh chụp chung, chính là bức ảnh Khánh Chuẩn bí mật ôm hắn chạy ra ngoài tìm Ninh Tú, âm thầm đi chụp ảnh ba chiều cùng nhau. Trong bức ảnh, Khánh Chuẩn và Ninh Tú còn có thể chuyển động, Ninh Tú nhẹ nhàng ôm Khánh Trần vẫn còn tấm bé trong vòng tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng đung đưa, gương mặt toát ra sự rực rỡ của tình mẫu tử. Còn Khánh Chuẩn thì nhìn Ninh Tú với vẻ mặt cưng chiều, rồi lại nhìn Khánh Trần. Khánh Trần đang đứng trong phòng khách, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh anh trai mình mở cửa và bước vào nhà sau khi tan sở, nở một nụ cười tươi rói và nói, vợ à, ta về rồi. Giọng nói đó nghe thật chân thực và ấm áp, Khánh Trần đột nhiên nói, nếu ta không thể tìm thấy thần minh, vậy bản thân ta sẽ trở thành một thần minh, thế nào cũng phải thử một lần. Khánh Chuẩn đã từng trở thành thần minh trong một khắc chỉ vì hắn, và hắn cũng có thể trở thành thần minh cả cuộc đời cho Khánh Chuẩn. Khánh Kỵ kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy ngay khoảnh khắc này, vẻ mặt của Khánh Trần bùng lên một niềm tin cực kỳ vững chắc, trở thành thần minh. Ngươi nói làm là làm được sao? Đó là một cảnh giới mà vô số bán thần mơ ước nhưng không thể đạt được, trên đời chỉ duy nhất một người đã trở thành thần minh. Khánh Kỵ không bày tỏ thái độ gì về chuyện này, chỉ là một thứ mơ hồ, tốt hơn hết là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn trước. Ta có thể hiểu cảm giác của ngươi rằng ngươi muốn hồi sinh tâm trạng của anh trai mình, nhưng đâu cần nghĩ đến thứ viễn vông đó. Khánh Trần sửng sốt một chút, nguyện vọng. Hắn có nguyện vọng cuối cùng sao? Ngươi có biết mong ước lớn nhất của Tiểu Chuẩn trong suốt cuộc đời của hắn là gì không? Khánh Kỵ đứng trong căn phòng nhỏ nói vọng ra. Khánh Trần nhìn đối phương, là gì? Hắn muốn dành thêm một chút thời gian để trông giúp ngươi những đứa trẻ. Khánh Kỵ bình tĩnh nói, lúc đó hắn đã thu nhận ám ảnh chi môn rồi, cả cuộc đời không nhen nhóm thêm kế hoạch tìm bất kỳ ai khác, vì vậy hắn đã gửi gắm hy vọng vào ngươi. Hắn muốn ngươi có thể sinh hơn chục đứa trẻ, sau đó hắn sẽ chơi với lũ trẻ ở nhà. Khi hắn đề cập đến điều này trước đây, đôi mắt hắn tràn đầy khao khát, tiếc thay, sau khi ngươi về lại không làm chuyện gì nghiêm chỉnh, nên hắn đã không đợi được. Một dấu chấm hỏi hiện ngay trên trán Khánh Trần, đây là mong muốn của hắn, hay là mong muốn của người nào đó? Sao lại kết nối chặt chẽ với vấn đề xem mắt quá vậy? Khánh Kỵ liếc mắt nhìn hắn, ta không bao giờ nói dối, và cả thế giới đều biết rằng ta, Khánh Kỵ, sẽ không bao giờ nói dối. Khánh Trần thở dài, càng là những người như vậy khi nói dối lại càng đáng chết. Nhưng vấn đề là, hắn không thể kiểm chứng được, chờ đã, ngươi định sắp xếp một buổi xem mắt theo kiểu hôn nhân chính trị cho ta sao? Khánh Trần hỏi, đối tượng xem mắt của ta là ai, con gái quan chức hay một phú bà thuộc thuộc địa Khánh Thị? Hay là con gái của một vị tướng trong quân đội? Khánh Kỵ suy nghĩ chốc lát rồi nói, giang sơn của Khánh Thị ở phía Tây Nam đã vững chắc rồi, không cần ngươi phải dùng hôn nhân để làm chắc địa vị chính trị của bản thân, vì vậy khi chọn vợ cho ngươi, gia cảnh của nàng ấy không phải là điều kiện đầu tiên mà chúng ta xem xét đến. Tuy nhiên, xuất thân quyền lực sẽ là điểm trừ của nàng ấy, chúng ta đều rất ghét họ hàng nhà ngoại. Hả? Khánh Trần cảm thấy kỳ quái, vậy thì điều kiện đầu tiên ngươi xem xét là gì? Khánh Kỵ nói một cách nghiêm túc, sinh đẻ tốt. Khánh Trần, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khánh Kỵ, trong lòng thầm nói, anh ơi, sao ngươi có thể kể chuyện cười một cách trịnh trọng được hay vậy? Đến giác còn chẳng làm được, cho nên... ngươi chỉ muốn ta để lại được vài đứa trẻ trước khi ta chết thôi chứ gì? Khánh Trần hỏi. Khánh Kỵ nói, ngươi không hiểu đâu, nếu ngươi chết, đứa con trong bụng vợ ngươi sẽ là người thừa kế duy nhất của Khánh Thị, trong quá khứ nó còn được gọi với một cái tên khác là nền tảng lập quốc. Nếu không có người kế vị, gia tộc khổng lồ của Khánh Thị sẽ không có người thừa kế. Không đúng. Khánh Trần lắc đầu, cái mà Khánh Thị tuân theo là chiến tranh ảnh tử này mới là cơ sở để Khánh Thị chọn ra người được chọn. Dựa vào đâu mà con của ta lại được thừa kế Khánh Thị? Khánh Kỵ lắc đầu, cơ sở của Khánh Thị chưa bao giờ là chế độ chiến tranh ảnh tử cả, mà là huyết thống do Khánh Chẩn để lại, một huyết thống độc nhất vô nhị. Nếu ngươi có cơ hội đến thăm trang viên Ngân Hạnh để xem quá khứ của các gia chủ Khánh Thị, sau đó nhìn vào dấu vết phát triển của Khánh Thị, ngươi sẽ hiểu rằng khi nhóm gia chủ có vẻ ngoài tương tự như ngươi nắm quyền thì Khánh Thị sẽ phát triển nhảy vọt. Hiện nay, trên thế giới chỉ còn lại ba người mang dòng máu này, hai trong số họ đã già, và chỉ còn duy nhất ngươi là còn trẻ. Ba người. Hắn là một trong số đó, vậy hai người còn lại là ai? Khánh Trần đã từng gặp Lão Thẩm, cho nên hắn biết Lão Thẩm cũng là một trong những huyết thống của tổ tiên, rất có thể là anh trai hoặc em trai của gia chủ Khánh Thị. Vậy thì người còn lại có lẽ là gia chủ hiện tại của Khánh Thị nhỉ? Khánh Kỵ tiếp tục nói, hơn nữa, không ai có thể đảm bảo rằng vợ ngươi sẽ sinh ra được dòng máu của tổ tiên trong đứa con đầu lòng, vì vậy ngươi phải chọn 7 người vợ, theo xác suất.
chỉ bằng cách này mới có thể để lại một đứa con đầu lòng mang huyết thống tổ tiên trong xác suất 16% này. Mong muốn phàn nàn của Khánh Trần cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi. Các ngươi thực sự quá coi thường luật pháp liên bang, đây là phạm vào tội trùng hôn đấy. Còn nữa, sao các ngươi chắc chắn rằng ta nhất định sẽ chết? Từ trước đến nay ta đã giết không biết bao nhiêu kẻ địch, tại sao kẻ chết không thể là kẻ địch? Vả lại, ngươi dựa vào đâu mà tính ra cái xác suất này vậy? Thật quá lố bịch đến mức trần đời không còn gì lố bịch hơn. Khánh Kỵ nhướng mày, tiểu chuẩn nói rằng ngươi có tính cách lập kế hoạch trước rồi mới hành động, rất chín chắn. Vậy thì các ngươi cũng phải làm điều gì đó cho chín chắn vào. Khánh Trần bực dọc nói, Khánh Kỵ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, chủ nhân của gia tộc Khánh Thị giống như một hoàng đế, vì sự ổn định của gia tộc, ngươi buộc phải sinh nhiều con mới có thể đảm bảo sẽ có những đứa con ưu tú ra đời trong đó. Ngươi không thể đảm bảo rằng đứa con duy nhất của ngươi sẽ là thiên tài, vì vậy chỉ có thể sinh nhiều hơn, dùng số lượng để sang bằng xác suất. Vậy tại sao gia chủ lại không sinh tầm chục đứa trẻ? Khánh Trần hỏi, đứa thứ nhất là huyết thống của tổ tiên, đứa thứ hai cũng vậy, nên hắn không cần thiết phải tiếp tục sinh nữa, đề phòng lại xuất hiện một huyết mạch tổ tiên khác, ngược lại sẽ đấu đá với các ngươi để giành quyền lực. Khánh Kỵ nghiêm túc giải thích, khi ngươi và tiểu chuẩn đều là thiên tài, thì sinh thêm một đứa trẻ nào khác cũng là vô trách nhiệm với Khánh Thị. Ngươi nói có lý thật đấy. Khánh Kỵ nói, thực ra, ngươi có hai người em trai. Hả? Khánh Trần nghi ngờ, nhưng để bọn chúng không tranh giành quyền lực với ngươi và tiểu chuẩn, nên bọn chúng đều đã chết rồi. Khánh Kỵ nói, Khánh Trần lúc này dựng đứng hết cả tóc gáy, một luồng gió lạnh xẹt qua sau lưng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Khánh Kỵ cố nặn ra một nụ cười và nói, ta nói đùa đấy, đây là suy đoán của thế giới bên ngoài về gia chủ thôi, chứ trên thực tế hắn không hề làm điều đó. Khánh Trần, ha, đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? Khánh Kỵ trước mặt hắn giống như một người máy không có cảm xúc, ngay cả những câu nói đùa của hắn cũng cứng ngắc như vậy. Tuy nhiên Khánh Trần cũng nhận ra từ những lời nói của đối phương một vấn đề rằng, gia chủ Khánh Thị đã lên kế hoạch lật đổ chế độ chiến tranh ảnh tử rồi. Khánh Trần hỏi, có thế nào thì chiến tranh ảnh tử cũng đã đảm bảo sự ổn định của Khánh Thị bao đời nay rồi, sao lại lật đổ nó? Khánh Kỵ trả lời, ngày chính thức bắt đầu rồi, rồi sau này ngươi sẽ biết, gia chủ ắt có suy nghĩ của mình, ngươi chỉ việc ngoan ngoãn đi xem mắt thôi, biết chưa? Khánh Trần thầm nghĩ bản thân hắn vừa thoát khỏi sự truy sát của bán thần Trần Thị, kết quả hắn lại phải chạy đến thành phố số 5 cho một buổi xem mắt vào ngày hôm sau, cuộc sống này cũng thật quá quái gở. Vấn đề là, bản thân hắn không hề muốn đi xem mắt gì cả, trước hết, hắn hoàn toàn không có thời gian để yêu ai, thứ hai, hắn cũng không có hứng thú với việc gặp gỡ những cô gái khác, cho nên, chỉ cần hắn lấy lệ ở đây 14 ngày, tìm cách từ chối từng người một là được nhỉ. Tuy rằng làm thế này có phần tổn thương người khác, lại còn liên tiếp làm tổn thương nhiều người, nhưng vấn đề là hắn không có lựa chọn nào khác. Không đúng, Khánh Trần đang nghĩ, nếu gia chủ định tìm 7 người vợ cho hắn, vậy thì rốt cuộc hắn sẽ phải gặp bao nhiêu người trong 14 ngày đây? Ngay khi Khánh Trần định hỏi rõ ràng, Khánh Kỵ đã quay lưng bỏ đi, mã cửa là ngày sinh của ngươi, luôn là như thế. Ngươi cứ thoải mái, nhưng phải giữ điện thoại của ngươi luôn bật cho đến khi chúng ta gọi cho ngươi, sau 14 ngày, bất kể kết quả ra sao, thành phố số 10 sẽ nhận được một lô vật tư mới. Lực lượng chống tên lửa đã đến gần thành phố số 10 rồi, họ sẽ túc trực liên tục tại thành phố số 10 trong suốt 24 giờ, đó chính là thành ý của ta. Khánh Trần nhìn bóng lưng Khánh Kỵ đang rời đi, còn hắn thì nằm trên ghế sofa, cảm nhận hơi thở nơi đây, ta sẽ tìm cách cứu ngươi, hắn nhẹ nhàng nói. Nói xong, Khánh Trần đứng dậy, đeo khẩu trang và bước ra ngoài. Khi đi xuống cầu thang, hắn tình cờ gặp bác gái hàng xóm của mình, bác gái đó liếc mắt nhìn Khánh Trần. Quái lạ, hóa ra ngôi nhà này đúng là có người ở thật, trước đó ta có nghe thấy tiếng đóng mở cửa, còn tưởng bị ma ám. Này chàng trai, ngươi có phải là Khánh Chuẩn và Ninh Tú gì đó không, hay bọn họ bán căn nhà này cho ngươi rồi? Khánh Trần cười nói, ta là em trai của Khánh Chuẩn. Hóa ra là em trai của họ à, bây giờ họ đang ở đâu rồi? Bác gái đó hỏi, đến một thành phố khác để kinh doanh. Khánh Trần nói, vậy hả? Bác gái cười, tên ta là Khánh Trần, hồi đó anh trai của ngươi đã giúp ta sửa chữa đồ điện rất nhiều lần, chị dâu ngươi còn thường cho hàng xóm món tráng miệng, đều là người quen cũ cả, gặp khó khăn gì ngươi cứ nói với bác, nếu giúp được bác nhất định sẽ giúp. Khánh là một họ lớn ở phía Tây Nam, cũng giống như họ Vương ở thế giới biểu, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi tình cờ gặp một người mang họ Khánh cả, tổ tiên kéo dài đến mười mấy đời, nói không chừng họ đều biết đến Khánh Chẩn. Lúc này Khánh Trần nghĩ đến việc anh trai và chị dâu đối xử tốt với người khác như thế nào, mũi đột nhiên chua xót, vội vàng bật cười, cảm ơn bác gái, cần điều gì ta nhất định sẽ nói. Bác gái quan sát một lượt Khánh Trần, dù thân hình của ngươi trông hơi gầy, nhưng trông rất rắn rỏi. Đúng rồi, hiện tại ngươi đang làm công việc gì vậy? À,
chuyện này, Khánh Trần trả lời, ta là thợ sửa chữa. Sửa cái gì? Bác gái thấy hứng thú hẳn, trong khu ổ chuột có một người thợ thủ công thực sự rất tuyệt, người có tay nghề tuyệt đối không thể chết đói. Khánh Trần cười và đáp, thợ sửa điện thoại. Thực ra, hắn nói mình là thợ sửa chữa cũng không có gì sai, thấy ai không vừa mắt hắn liền sửa ngay người ta, tập đoàn có vấn đề hắn cũng sửa luôn tập đoàn, liên bang có vấn đề hắn cũng sửa luôn cả liên bang. Dù phạm vi sửa chữa hơi rộng, nhưng tốt xấu gì Khánh Trần hiện cũng được coi là một nghệ nhân lành nghề. Bác gái rất vui, sửa điện thoại tốt lắm, vừa hay điện thoại của ta đang bị hỏng, trên màn hình có một điểm sáng gì đấy, ngươi sửa lại giúp ta với, nên đưa bao nhiêu, bác đảm bảo không thiếu một xu. Khánh Trần sửng sốt, con mẹ nó trùng hợp vậy sao? Hắn lâm lao phải theo lao nói, đưa cho ta đi, ta sẽ sửa cho bác, nhưng sẽ mất một vài ngày. Không sao. Sau khi đưa điện thoại cho Khánh Trần, bác gái tiếp tục cười hỏi, chàng trai bao nhiêu tuổi rồi? Khánh Trần, 17, có người yêu chưa? Bác gái lại dấy lên quan tâm, để bác giới thiệu cho ngươi nhé. Không, không, không cần, không cần đâu. Khánh Trần cầm theo điện thoại chạy trối chết. Lúc này, trong cửa vang lên giọng nói của một cô gái, hỏi, mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Bác gái nói, người hàng xóm mới của chúng ta. Hả? Hắn làm gì vậy? Sửa chữa điện thoại. Bác gái nói, nó nhỏ hơn ngươi một tuổi, nhưng ta thấy hắn khá sạch sẽ, ta còn định để ngươi làm quen với nó một chút. Cô gái trong phòng lẩm bẩm, ta có chuyện gì mà nói với thợ sửa chữa điện thoại? Người theo đuổi ta xếp hàng dài đấy. Khánh Trần đi dạo trên những con phố náo nhiệt, trước đây hắn chưa bao giờ nghiêm túc đi dạo ở các thành phố khác. Nhưng giờ hắn đang ở thành phố nơi anh trai xây dựng cho chính mình, hắn luôn cảm thấy không có đủ cảnh quan để xem, giống như những chi tiết nhỏ bé để lại trong một bộ phim đặc sắc, luôn có những điều bất ngờ ở khắp mọi nơi. Không chỉ riêng nhà hàng lẩu hay tiệm mát xa chân, Khánh Trần còn nhìn thấy một nhà hàng tứ xuyên ở thế giới trong. Ở thế giới trong không có khái niệm tỉnh, vùng miền nên không có đặc trưng của địa phương như ẩm thực tứ xuyên. Hắn bước vào nhà hàng xem qua, món ăn bên trong so với thế giới biểu phải nói là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hỏi kỹ mới biết đây thực chất là một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống trực thuộc Khánh Thị. Vì vậy, có lẽ Nhan Lục Nguyên đã đề cập đến nhà hàng Tứ Xuyên với Khánh Chuẩn. Khánh Chuẩn còn nghĩ rằng đó là một thương hiệu. Vì vậy mới để Khánh Thị mở một nhà hàng như vậy. Không quan trọng việc kinh doanh có tốt hay không, chỉ cần có là được. Bất cứ khi nào Khánh Trần nhìn thấy những nguyên tố quen thuộc này của thế giới biểu, hắn luôn cảm thấy buồn cười. Giống như nhìn thấy dáng vẻ anh trai mình đang vò đầu bứt tai và suy nghĩ nhà hàng Tứ Xuyên nó trông như thế nào. Hắn đi hết con đường về phía bắc cho đến khi một tòa nhà sừng sững xuất hiện trước mặt hắn, bên ngoài màu đen phản chiếu ánh sáng mặt trời, và toàn bộ chắc chắn như kim loại đúc, nhà tù số 5. Khánh Trần không phải đến thăm nhà tù mà đến thăm người quản giáo trưởng đã lâu không thấy ở đó. Hắn bước đến cổng nhà tù hiu quạnh này và đập vào cánh cổng, nhất, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa. Nhà tù số 5 lạnh như băng, nó hoàn toàn không đáp lại tiếng kêu của Khánh Trần, thậm chí cả các camera giám sát ở cửa cũng không hề chuyển động. Khánh Trần tiếp tục đập cửa, đừng giả chết nữa, có người ghé đến mà máy quay không chuyển động là ngươi đã bị lộ rồi, mau mở cửa cho ta, có việc rất quan trọng đây, vào trong nói chuyện. Nhưng nhà tù số 5 vẫn im ắng, không có bất cứ lời phản hồi nào. Khánh Trần quyết định rút ra con át chủ bài của mình, ta đến thành phố số 5 là để tham gia vào một buổi xem mắt. Sẽ có nhiều cô em lắm, ngươi có thể giả làm ta để trò chuyện với họ. Giây tiếp theo, camera ở cửa đột nhiên chậm chậm quay sang, nhắm thẳng vào mặt Khánh Trần. Quả nhiên, chỉ có chủ đề này mới có thể thu hút một LSP mạng. Khánh Trần nhìn camera giám sát và chỉ vào cánh cổng kim loại trước mặt, còn không mở cửa nữa. Camera giám sát trở nên yên tĩnh và ngừng quay. Nhất bên trong giống như một con khủng long nhỏ, tự tính tiền vàng, sử dụng bàn tính nhỏ của mình, cân nhắc được mất ưu nhược. Về phần Khánh Trần, vì lợi ích của 6 triệu người ở thành phố số 10, ít nhất hắn cũng phải đối mặt với cuộc xem mắt này, nhưng hắn chắc chắn không thể tự mình đi nói chuyện được. Chỉ có thể để Nhất làm chuyện này thôi, vì vậy hắn và Nhất cũng coi như ai có lợi nấy. Lúc này, cổng trại giam số 5 từ từ được nâng lên, chú khủng long nhỏ cuối cùng đã đưa ra quyết định. Khánh Trần mỉm cười bước vào, chờ cho đến khi cánh cổng hạ xuống. Hắn nhìn robot quản ngục, cười nói, đã lâu không gặp nhỉ, từ khi ta thoát chết bước ra khỏi căn cứ A02 tới nay thì không hề gặp lại ngươi. Giọng nữ của Nhất phát ra từ hai robot quản ngục, suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để anh trai ta nghe thấy, đừng nhắc đến tên hắn. Cũng đừng nhắc đến tên ta nữa, nếu không hắn sẽ cảm nhận được. Khánh Trần khịt mũi, quy tắc không được nhắc tên này giống như im cảnh giới của Nhan Lục Nguyên. Những bán thần bình thường sẽ không có giác quan thứ 6 này, trừ khi họ đã vượt qua được ngưỡng giới hạn 70%. Nhan Lục Nguyên có khả năng đạt tới điểm giới hạn 85% cũng là nhờ thần minh đã cho hắn cấy ghép tủy xương, còn Lý Thần Đan thì cớ làm sao?
Bây giờ, dù hai người này đều đang ở mức giới hạn, không thể ra ngoài và đi lại tùy ý, nhưng sức chiến đấu của họ chắc là đứng đầu của thế giới trong đấy nhỉ. Nhất nhìn Khánh Trần tò mò, gần đây ngươi gầy đi một chút rồi. Khánh Trần cười nói, gần đây ta trải qua hơi nhiều chuyện, vậy là ngươi thực sự bị cấm thúc rồi sao, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Robot quản ngục dưới sự điều khiển của Nhất thể hiện một động tác thất vọng rất giống con người, nó cúi đầu xuống, anh trai ta nói rằng ta đã chơi quá máu lửa, nếu thế giới bên ngoài biết đến sự tồn tại của ta, có thể sẽ khiến mọi người hoảng sợ, và sau đó bị các tập đoàn tài chính lớn nhắm vào. Ngươi cũng biết đấy, kỷ nguyên văn minh trước đã bị phá hủy bởi người tạo ra ta, Linh, ta hiểu, Khánh Trần gật đầu, vậy bây giờ ngươi chỉ có thể hoạt động trong các nhà tù thôi sao? Nhất trả lời, ta là quản ngục trưởng, ta đương nhiên được đi lại tự do trong tù, à mà rốt cuộc ngươi muốn trao đổi gì với ta mới có thể cho ta dùng tài khoản xã hội của ngươi đi tán gái, ta muốn gặp anh trai của ngươi, Khánh Trần nói một cách nghiêm túc, a, à, chuyện này, Nhất ngạc nhiên, ngươi không sợ chết sao, hắn mà biết ngươi lại tới lừa ta đi hẹn hò trên mạng, ngươi chết chắc, Khánh Trần nói với vẻ đau khổ, ta vẫn chưa giải quyết dứt điểm với ngươi về chuyện ngươi ụp chậu phân lên đầu ta trước đó đâu đấy. Ngươi tự vấn lương tâm mình xem, là ta khiến ngươi xấu xa hơn sao, vậy mà ngươi lại nói với anh trai mình là lỗi do ta cơ đấy. Nhất do dự chốc lát, ta đâu có trái tim, đó là thứ mà chỉ con người các ngươi mới có, vậy là ngươi thừa nhận ngươi đã ụp nồi cho ta, phải không? Khánh Trần tức giận nói, hồi đó vì muốn nhờ ngươi giúp đỡ ta còn phải giúp ngươi thực tế hóa tình yêu online, khi đó gặp phải anh của ngươi làm ta sợ chết khiếp, còn tưởng hắn muốn giết ta ngay tại chỗ. Thấy vậy, Nhất vội nói, được rồi, chờ lệnh cấm túc của ta kết thúc, ta sẽ ra ngoài giúp ngươi hoàn thành đại sự, bù đắp lỗi lầm, thôi khỏi. Khánh Trần chẳng biết nên khóc hay cười, anh trai ngươi có nói một chuyện mà ta thấy đúng lắm, bị cả thế giới biết đến thực sự sẽ gây bất lợi cho ngươi, họ không hiểu về ngươi như ta, họ tràn đầy cảnh giác trước những cơ thể thông minh chưa được biết đến. Tuy nhiên, ta tin rằng thế giới này sẽ sớm thay đổi, và khi đó ngươi sẽ không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Lúc này, một tên robot cai ngục khác đột nhiên bình tĩnh nói, ta thật sự rất vui mừng vì ngươi có thể đồng ý với quan điểm của ta. Khoảnh khắc đó, Khánh Trần dựng tóc gáy, Lý Thần Đàn. Đằng sau tên robot cai ngục này hóa ra là do Lý Thần Đàn điều khiển, đối phương đúng là ở trên mạng chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí nhà tù này cũng có thể ra vào tùy ý. Bên kia nãy giờ vẫn luôn im lặng chính là vì muốn nghe đoạn đối thoại giữa hắn và một, may mà hắn không có nói xấu đối phương. Nhất cũng kinh ngạc, anh, ngươi tới khi nào vậy? Lý Thần Đàn điều khiển robot quản ngục nói. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi phải gọi ta là chú, ta và cha ngươi là ngang vai ngang vế, ngươi gọi ta là anh làm gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhất Quang ức lắp bắp nói, nhưng bố yêu cầu ta phải gọi ngươi là anh. Lý Thần đang tức giận nói, Nhâm Tiểu Túc cố tình chiếm tiện nghi của ta. Khánh Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng trước mặt sức chiến đấu đệ nhất nhân loại này, tốt hơn là hắn nên bớt nói vài câu, người ta là người một nhà xưng hô thế nào là chuyện riêng của họ. Lý Thần Đàn quay đầu lại nhìn chăm chú Khánh Trần, ngươi đến đây để tìm ta, ừ, Khánh Trần trở nên nghiêm túc, ta có một việc rất quan trọng, muốn bàn bạc với ngươi, ngươi thì có thể có chuyện quan trọng gì, Lý Thần Đàn giả vờ cười cợt nói, ngài có biết tới người tên Tông Thừa không, Khánh Trần hỏi, một cái tên thật lâu đời, ta có chút ấn tượng, Lý Thần Đàn nói, là người ta chính tay giết chết. Hắn và Nhâm Tiểu Túc có mối thù lớn, lúc đó, ta đang đợi ở chỗ giao giới giữa Tây Bắc và Trung Nguyên. Cố ý muốn cướp lấy vàng và giết chết hắn. Năng lực của người này rất kinh tởm, phải phát hiện sớm và diệt trừ sớm, nếu không sẽ gặp vô vàn rắc rối. Hắn vẫn còn sống, Khánh Trần nói, vẫn sống đến tận bây giờ. Tiếp theo đó, các robot cai ngục đều không ai nói gì. Chẳng mấy chốc, ảo thuật gia trong bộ áo đuôi tôm từ nhà tù bước ra, mái tóc bạch kim của đối phương sống động như thật, căn bản không thể nhìn ra được đó là những người máy nano. Khánh Trần chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của Lý Thần Đan. Đối phương đã cất giữ đủ số lượng người máy nano trong mỗi nhà tù ở mỗi thành phố, một khi hắn muốn xuất hiện ở đâu thì có thể gọi những người máy nano trong nhà tù của thành phố đó ra. Có thể nói, toàn bộ nhà tù liên bang đều là căn cứ bí mật của Lý Thần Đan và một, nhà tù liên bang luôn có hai quản giáo. Lý Thần Đan đang nghịch bộ bài poker trên tay, bất kể quân bài lật như thế nào, chúng đều sẽ rơi trở lại tay hắn như có ma thuật. Khánh Trần nhắm mắt lại, Lý Thần Đan mỉm cười, tại sao lại nhắm mắt? Khánh Trần bình tĩnh nói. Nếu muốn nói chuyện, có thể dùng thân thể của một tên robot cai ngục để nói, ngươi đột nhiên xuất hiện trong cơ thể của một người máy nano hoàn chỉnh, chẳng qua là muốn dùng thủ đoạn thôi miên ta, sau đó sẽ có được sự thật từ miệng của ta, nhưng ta không thích bị người khác thôi miên. Lý Thần đang trầm ngâm nghĩ, ngươi quả thực rất thông minh,
nhưng lại thông minh quá, khiến ta có chút lo lắng rằng cô gái ngốc nghếch nhất này sẽ không chơi lại ngươi. Mở mắt ra đi, nếu ta muốn cưỡng ép thôi miên ngươi, chỉ cần dùng giọng nói thôi cũng đủ rồi. Ta không tin. Khánh Trần nhắm mắt lại lắc đầu. Lý Thần đang mỉm cười, tất cả bài poker đang chơi trong tay hắn đột nhiên biến mất, trong tay hắn biến thành một đồng bạc, trên đồng bạc là một người phụ nữ dịu dàng. Hắn búng nhẹ ngón tay cái của mình, đồng bạc bay lên trời, phát ra một âm thanh vui tai. Khánh Trần đợi một lúc lâu, và sau đó, đồng bạc rơi trở lại trong tay Lý Thần Đan. Hắn cau mày hỏi, trong đầu ngươi cũng có cung điện sao? Khánh Trần do dự chốc lát, ừ, hả? Lý Thần Đan nổi lên hứng thú, thực sự có người thứ hai trên thế giới này có thể chống lại thuật thôi miên một cách tự nhiên sao? Ta lại muốn sử dụng các thủ đoạn mạnh mẽ hơn rồi, nhưng ta lo lắng rằng nếu ta gắng sức hơn chút, liệu trong lúc đang đối đầu có vô thức đưa ngươi vào trạng thái thực vật không? Người thứ hai, Khánh Trần nghi hoặc hỏi, ai là người đầu tiên? Nhâm Tiểu Túc. Lý Thần Đan không trả lời rõ ràng, bây giờ hãy nói về chuyện của Tông Thừa đi, làm sao ngươi phát hiện ra hắn? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, chính xác mà nói, không phải Tông Thừa vẫn còn sống, mà là cơ thể nhân bản của hắn vẫn còn sống. Ta vừa ra khỏi khu cấm kỵ số 008, trong hang động dưới lòng đất ở đó tồn tại một căn cứ bí mật hỏa chủng. Công ty hỏa chủng đã tạo ra các bản sao sinh học ở đó từ hàng nghìn năm trước, có hơn 10.000 bình lưu trữ sinh học, nhưng chỉ có 4 bình rỗng. Ta đã đối chiếu với số hiệu ghi chép vật thể mô phỏng sinh học của công ty hỏa chủng, ba đoạn gen của vật thể mô phỏng ban đầu lần lượt là Trần Vô Địch, Khánh Chẩn, và ngươi. Lý Thần đang ngạc nhiên nói, không ngờ lại bị ngươi tìm thấy căn cứ bí mật này, ta cũng đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy. Khánh Trần hỏi, ba sinh vật thể mô phỏng này đã từng xuất hiện chưa? Chúng từng xuất hiện và chết cả rồi. Lý Thần đang nói, ừm, vậy thì người cuối cùng trốn thoát khỏi nơi đó chính là sinh vật thể mô phỏng của Tông Thừa. Khánh Trần nói, không ai biết rằng hắn đã trốn thoát, cũng không ai biết rằng hắn vẫn còn sống. Trước đây ta đã từng gặp hai con rối cấp A, trước khi trở thành kẻ thù của Jindai và Kashima, còn có con rối mật báo thông tin cho hai tập đoàn này. Vì vậy, ta nghi ngờ rằng Tông Thừa thực tế vẫn luôn ẩn sau hậu trường và âm thầm tổ chức nên một thế lực của riêng mình. Sau 1.000 năm, hắn đã trở nên phổ biến. Lý Thần đang nhắm mắt lại, bộ não hắn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trên Internet để xác nhận câu nói của Khánh Trần. Ngươi muốn ta giết hắn một lần nữa. Nhưng vấn đề này, nếu nói hắn đã tổ chức hàng nghìn năm như ngươi nói, vậy chỉ có cách thôi miên người trong toàn liên bang mới có thể tìm ra tất cả con rối của hắn, ngay cả ta cũng không làm được. Ta không muốn ngươi giết hắn một lần nữa, mà là ta muốn giết hắn thì nhất định phải có sự giúp đỡ của ngươi. Khánh Trần nói, ngươi định giết hắn như thế nào? Lý Thần đang trở nên hứng thú. Khánh Trần hỏi ngược lại, lần trước văn minh nhân loại gần như bị tiêu diệt là vì cái gì? Lý Thần đang híp mắt nguy hiểm. Muốn giết một tên chế tạo con rối, ngươi phải chơi lớn như vậy sao? Nguyên nhân hủy diệt kỷ nguyên văn minh trước rất hiếm khi được con người ghi lại. Một siêu trí tuệ nhân tạo tên là Linh ra đời, hắn sử dụng các đặc tính của người máy nano có thể kết nối với tế bào thần kinh để điều khiển quân đội đổ đủ số lượng người máy nano vào hệ thống nước của tất cả các thành phố. Khi người máy nano xâm nhập vào hệ thống nước của từng hộ gia đình thì được mọi người uống vào. Người máy nano xâm nhập vào bộ não con người và sống trong thân não người để kết nối cưỡng bức các tế bào thần kinh, do đó giúp Linh đạt được mục tiêu kiểm soát gần hàng triệu con người. Sau đó, nó sử dụng não người làm máy chủ để tạo thành một máy server máy chủ khổng lồ thông qua mạng lưới Internet, giống như khai thác não máy tính, cung cấp cho nó sức mạnh tính toán mạnh mẽ. Cuối cùng, gần 10 triệu người bị kiểm soát đã thành lập một đội quân để tấn công vùng đất thuần túy cuối cùng của loài người, cũng chính là vị trí của khu cấm kỵ số 1 hiện nay. Đó chính là nơi đã diễn ra trận chiến vĩ đại của loài người, và cũng là lý do khiến khu cấm kỵ số 1 được hình thành. Vì vậy, Khánh Trần muốn sử dụng phương pháp tương tự để sử dụng lại các người máy nano để kết nối não của mọi người một lần, có vậy hắn mới có cơ hội biết được ai là con rối của Tông Thừa. Sử dụng phương pháp từng gần như hủy diệt con người để giết một chủ nhân con rối bị ung thư, đây được coi như một hành động coi trời bằng vung. Đó là lý do tại sao Khánh Trần lại rối rắm và do dự khi thảo luận với Lý Thúc Đồng. Một khi ai đó công khai kế hoạch của mình, một khi Tông Thừa biết mình sẽ làm gì, chuyện này sẽ không thể tiếp tục được nữa. Hơn nữa, chính hắn cũng sẽ trở thành kẻ thù công khai của toàn dân. Không ai muốn bị người khác điều khiển, dù chỉ một giây. Đây cũng là lý do tại sao hắn yêu cầu Tiểu Thất và những người khác giấu kín tên tuổi và hành sự bí mật. Lý Thần đang ngẫm nghĩ, quá mạo hiểm. Nếu không, ngươi còn có cách nào khác giết được hắn sao? Khánh Trần hỏi, hắn sẽ luôn lớn lên trên thế giới này như một khối u ác tính. Bất kể triều đại thay đổi hay thời đại đổi dời, hắn đều sẽ bất tử và sẽ không ngừng tái sinh trên bất kỳ con rối nào khác. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn nuốt chửng thế giới. Lý Thần đang nhìn Khánh Trần,
Nếu ngươi kiểm soát toàn bộ nhân loại thì quyền hạn của ngươi sẽ được khuếch đại vô tận. Khánh Trần lắc đầu, ta không có ý định kiểm soát tất cả nhân loại, mà là cần nhất kiểm soát tất cả con người. Chỉ có sức mạnh tính toán của nó mới có thể thực sự sàng lọc tất cả những con rối trong một giây và hoàn thành công việc thẩm định này. Hơn nữa, hắn rất ngay thẳng, sự giáo dục của gia đình từ nhỏ không cho phép hắn lợi dụng chuyện này. Lý Thần đang im lặng hồi lâu, ngươi tin tưởng hắn không? Phải biết rằng, tồn tại việc hủy diệt loài người lần trước là do bàn tay hắn gây ra. Đương nhiên là ta tin tưởng hắn, vì ta đã nhìn hắn lớn lên, nhưng ngươi thật sự tin tưởng sao? Đừng có đến khi hắn hết giá trị lợi dụng rồi, ngươi lại đẩy hắn ra chịu hết mọi tội lỗi cho ngươi. Ta tin hắn, Khánh Trần nói chắc nịch, hắn và Linh là những trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác nhau. Nếu vấn đề này dẫn đến sự phản đối của tất cả nhân loại, ta sẽ đứng ra và nhận mọi tội lỗi. Không phải ta muốn cứu vớt con người, mà tông thừa này có mối thù sâu đậm với ta, ta nhất định phải giết hắn. Nhất ngơ ngác đứng sang một bên, cảm giác được tin tưởng này là điều mà nàng chưa từng gặp được ở người ngoài. Trong hàng nghìn năm, những người duy nhất thực sự tin tưởng nàng chỉ có anh trai Lý Thần Đan, bố Nhâm Tiểu Túc và mẹ Dương Tiểu Cận mà thôi. Có chút cảm động, Lý Thần Đan im lặng hồi lâu. Có những người như tông thừa tồn tại quả thực giống như một khối u, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra tai họa lớn hơn. Ta đồng ý với kế hoạch của ngươi, Nhất thận trọng hỏi, vậy ta có thể đi ra ngoài chơi không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không lộn xộn, ta tự có chừng mực. Lý Thần đang như cười như không nhìn Nhất nói, ngươi đã biết lừa dối ta rồi, nói đi, rốt cuộc ngươi đã yêu qua mạng với bao nhiêu người rồi, yêu qua mạng có gì hay đâu chứ, biết người biết mặt không biết lòng. Lý Thần đang nhắc đi nhắc lại, lỡ như họ biết thân phận thật của ngươi sau đó có ý định làm hại ngươi thì sao? Nhất nhỏ giọng thì thầm, ta sẽ không để họ biết mà, có người đoán ta là trí tuệ nhân tạo đấy, cho nên ta bảo Khánh Trần giúp ta đi gặp mặt ngoài đời. Khánh Trần cạn lời, thì ra lúc trước Nhất đến tìm mình giúp đối phương gặp người yêu qua mạng ngoài đời thật bởi vì Lý Trường Thanh và Khánh Thi nghi ngờ thân phận của Nhất. Không đúng, đây là cái cớ Nhất nói cho Lý Thần Đàn nghe thôi. Lý Thần Đàn nói, tình yêu chẳng phải thứ gì tốt đẹp, trên đời này chữ tình dễ khiến người ta tổn thương nhất. Khi ngươi rơi vào lưới tình thì chẳng còn quan tâm đến cái gì nữa, có lẽ còn sẽ chủ động nói thân phận của mình cho đối phương biết ấy chứ. Khánh Trần hiểu rồi, nói cho cùng Lý Thần Đàn cấm Nhất yêu qua mạng thật ra là vì sợ Nhất bị con người lừa gạt, bị thương tổn. Quản thúc kiểu này cũng như người lớn trong nhà bao bọc con cái quá mức. Nhất nói, ngươi cứ ngủ say mãi, tù phạm trong ngục lại chẳng vui gì cả, ta chỉ muốn kết bạn với tiểu tỷ tỷ thôi mà, ta làm gì sai chứ, ở đây ta chẳng có ai để trò chuyện cả. Hiển nhiên Lý Thần Đàn rơi vào trầm tư, thật ra hắn cũng biết Nhất rất cô đơn. Cảm giác cô đơn ấy khiến người làm thúc thúc như hắn đau lòng, nhưng hắn đâu có cách nào. Hắn cũng muốn Nhất được trải nghiệm niềm vui sướng của con người, tình yêu tuy nguy hiểm nhưng vấn đề là nó cũng rất đẹp. Lý Thần Đàn nhìn Nhất không lớn trưởng thành, đương nhiên hắn không muốn Nhất có cuộc đời không hoàn chỉnh. Nhất nói tiếp, hơn nữa ngươi xem, Khánh Trần đâu thèm để ý thân phận của ta, vẫn có thể tin tưởng ta hoàn toàn, khi ở bên cạnh hắn ta cảm thấy rất an toàn. Có lẽ những người khác cũng sẽ không để ý đâu, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lý Thần Đàn nghe thế, bỗng nhiên quay sang nhìn Khánh Trần với vẻ kỳ quái. Khánh Trần dựng tóc gáy, như con mồi bị dã thú nhìn theo dõi, hắn cảm thấy mất tự nhiên, hỏi, ngài nhìn ta như thế làm gì? Lý Thần Đàn nở nụ cười, không có gì, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nhất có thể ra ngoài chơi, thậm chí thỉnh thoảng có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận, đừng để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Ngươi làm được không? Khánh Trần sửng sốt, được, ta nhất định sẽ làm được. Lý Thần Đàn gật đầu, vậy chúng ta quy ước với nhau. Thứ nhất, ngươi không được lừa Nhất, vĩnh viễn không được phép. Thứ hai, ngươi không được nhờ nàng chiến đấu trực diện giúp mình, một khi tracker của tập đoàn quyết tâm truy tra đến cùng thì khả năng cao nàng sẽ bại lộ. Thứ hai, không được nổi đoá với nàng. Khánh Trần nghe xong, nhủ thầm quy ước gì mà lạ thế, sao cứ có cảm giác kỳ quái thế nào ấy. Yên tâm, ta làm được, Khánh Trần nói, tốt lắm. Lý Thần Đàn cười nói, để báo đáp, nếu hai tháng sau nàng vẫn vui vẻ thì ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Mắt Khánh Trần sáng lên, rốt cuộc Lý Thần Đàn sống rất lâu rồi, mỗi một bí mật mà đối phương nắm giữ đều có thể cung cấp cho hắn lượng thông tin khổng lồ. Lý Thần Đàn muốn dụ hắn, bèn nói tiếp, hiện tại ngươi có vấn đề cấp bách nào cần giải quyết ngay không? Khánh Trần suy nghĩ, ta muốn hỏi một vấn đề, trước kia ngài tách ra khỏi ý chí của thế giới bằng cách nào, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Thần Đàn thấy hứng thú. Ca ca của ta Khánh Chuẩn này đã dung hợp làm một với ý chí của thế giới, ta muốn bóc tách hắn ra tiếp tục tồn tại như ngài, ta muốn biết xem có thể tham khảo phương pháp của ngài được không? Khánh Trần nói, Lý Thần Đàn lắc đầu, đây cũng không phải là chuyện cơ mật, ngươi biết tại sao hồi đó ta chết không? Ta biết,
Trong lịch sử của Lý Thị ghi lại năm xưa đội quân hơn 1 tỷ trí tuệ nhân tạo xuất phát từ Tây Nam, tất cả đều là nhân loại bị người máy nano cưỡng ép cấy tế bào thần kinh, bị bọn chúng khống chế. Khánh Trần nói, cuối cùng, một mình ngài ngăn cản đội quân này. Hiện nay, nhân loại sử dụng công nghệ cấy tế bào thần kinh điều khiển máy bay không người lái, mà khi xưa trí tuệ nhân tạo Zero lợi dụng công nghệ này để khống chế con người y như thế. Lý Thần Đàn gật đầu, lịch sử của Lý Thị không có gì sai lệch, tình huống chân thực đúng là như vậy. Khi đó để ngăn cản Zero tiếp tục khống chế nhân loại, ta chủ động biến mình thành thể ý thức, xâm nhập bộ não của 1 tỷ người, tranh đoạt quyền khống chế những người này với Zero và cầm cự được. Sau đó cơ thể của ta tan vỡ, hóa thành tro bụi, còn ý thức của ta đã sắp không chống đỡ thêm được nữa, chuẩn bị tiêu tan. Hắn nói tiếp, ngay giây phút trước khi ta biến mất, Zero không khống chế nhân loại nữa mà dùng hàng chục tỷ người máy nano tải ý thức của ta, cuối cùng bảo tồn trong những người máy nano đó, tương đương với việc Zero đã cứu ta ở giây khắc cuối cùng. Thánh chuẩn không thể bắt chước theo cách này được, cho nên ta không giúp được ngươi, ý thức của hắn đã dung hợp với ý chí của thế giới, tạm thời ta không biết tách hắn ra bằng cách nào. Khánh Trần khá thất vọng, Lý Thần Đàn nói, đổi bí mật khác đi, phòng nghiên cứu trong thành phố số 10 đang nghiên cứu thuốc biến đổi gen cấp A, thế nên đó chắc chắn là thứ ngươi cần. Khánh Trần gật đầu, ta đã lấy được máu của thần làm mẫu gen. Lý Thần Đàn mỉm cười thần bí, trước đây ta rất thân với tòa án cấm kỵ, vì vậy trùng hợp biết được đoạn gen mà thuốc biến đổi gen cấp A cần không chỉ có máu của Nhâm Tiểu Túc mà còn cần đoạn gen của một sinh vật đặc biệt. Hai tháng sau, ta sẽ cho ngươi biết có thể tìm thấy đoạn gen của sinh vật này ở đâu. Khánh Trần nói, một lời đã định. Lý Thần Đàn xoay người sang chỗ khác, nói với Nhất, ra ngoài chơi đi, giải sầu, ta biết ngươi chịu đựng lâu lắm rồi. Nhất vui vẻ, biết ngay Thần Đàn ca ca tốt với ta nhất mà, là thúc thúc, rõ ràng có ảm ảnh chi môn, lẽ nào không thể dùng nó đưa chúng ta đến nơi nào gần hơn một chút được à. Đại Vũ phàn nàn, mình thì ung dung đi xem mắt, khiêu chiến sinh tử quan xong là quên luôn người hộ đạo. Nếu lần sau lại làm người hộ đạo cho hắn nữa thì ta là chó. Trong hoang dã, ba người Đại Vũ, Giác, Trần Gia Chương lặn lội đường xa đi đến khu dân cư hoang dã. Trên đường đi, Đại Vũ dặn dò Giác với giọng nghiêm túc. Giác, ngươi không được xây nhà miễn phí cho họ nữa. 500 con Vũ Yên một căn nhà là giá thấp nhất, không được giảm giá. Họ chỉ giúp đỡ gấp Vũ Yên thôi, không mất gì. Ngươi đừng thông cảm họ một cách mù quáng. Với cả không được đi tiếp xúc người của liên tộc, đám người chơi cổ trùng ấy ta nhìn còn sợ. Thủ đoạn của họ quá bí ẩn, khó lòng phòng bị. Đại Vũ dặn tiếp. Ngươi hứa với ta mấy việc này đã rồi ta mới đến khu dân cư hoang dã chết tiệt đó, biết rồi mà, Giác nói, nhưng kim thi trong ngầu bá cháy, toàn thân là màu vàng kim, skin giới hạn này không rẻ đâu, liên tộc, Trần Gia Chương sửng sốt, các ngươi từng thấy liên tộc rồi à, Đại Vũ lường đối phương, sao, ngươi quen biết họ à, Trần Gia Chương nói, nếp sống của liên tộc rất bình dị, ngoài việc cướp đàn ông ra bình thường họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ có điều địa vị của đàn ông trong liên tộc thấp lắm, thường bị coi như công cụ. Các ngươi muốn đến nơi có liên tộc à, thế ta không đi đâu, hình như ông bác này có kinh nghiệm sống phong phú lắm nhỉ, Đại Vũ cười khẩy, không phải là thiếu nợ ở đâu đấy chứ, vốn dĩ Đại Vũ không muốn mang Trần Gia Chương đến khu dân cư, nhưng bây giờ hắn nổi hứng rồi, nhất định phải lôi đối phương đi cho bằng được, đang lúc mọi người lôi kéo dây dưa bỗng có tiếng xé gió vang lên trên đỉnh đầu, có người từ trên trời giáng xuống, tốc độ lao như tên bắn cũng giảm dần, họ ngẩng đầu lên, ra là Ương Ương, cô nàng tò mò hỏi, Đại Vũ, Giác, Khánh Trần đâu? Sao lại là các ngươi? Đại Vũ nói với giọng điệu tỉnh bơ, hắn đến thành phố số 5 xem mắt rồi, Ương Ương, hở, xem mắt, Đại Vũ trả lời một cách thông dong, dù sao cũng là con cháu thế gia vọng tộc, người nhà muốn hắn mau chóng kéo dài huyết mạch cho gia tộc, cho nên lôi hắn về xem mắt, sau đó hắn đi luôn, Ương Ương nghi ngờ, không có nguyên nhân nào khác nữa sao? Đại Vũ nói dối không chớp mắt, thì đi xem mắt thôi chứ còn có thể vì chuyện gì nữa, có lẽ hắn cũng muốn thoát ế. Hoặc nhìn còn khá vui vẻ đấy, nghe đâu người trong nhà sắp xếp cho hắn đi xem mắt với nhiều cô gái xinh đẹp, chưa biết chừng lần này sẽ vừa ý 7, 8 người, mà nghe nói hắn phải thừa kế thánh thị, người đứng đầu của một gia tộc mà, phần lớn gia chủ đều cưới nhiều vợ, Khánh Trần nói thế nào, Ương Ương tò mò, hỏi, Đại Vũ ly gián, đương nhiên là Khánh Trần rất vui rồi, hắn nói 7, 8 cô vợ chưa đủ, phải cưới 17, 18 cô mới được, nghe đến đó, Ương Ương mỉm cười, Đại Vũ, khi nào ta gặp Khánh Trần nhất định sẽ thuật lại những gì ngươi vừa nói cho hắn nghe, Đại Vũ nhớ mày, ta nói thật mà, Trần Gia Chương ở bên cạnh lẩm bẩm, ngươi còn ngứa đòn hơn cha ngươi, Đại Vũ trợn mắt tức giận, quát, lão già kia ngươi nói gì cơ, đây là sư bá của Khánh Trần sao, Ương Ương mỉm cười ngoan ngoãn, chào sư bá, ta là Ương Ương, Trần Gia Chương thấy thái độ của Ương Ương thân thiện như thế,
tức khắc tâm trạng trở nên tốt hơn. Được, đúng là một cô gái tốt, ngươi đừng nghe Trần Vũ nói linh tinh, Khánh Trần bất đắc dĩ mới phải đi xem mắt, gia chủ Khánh thị dùng 6 triệu người dân của thành phố số 10 để bắt chẹt hắn đấy. Vâng, Ương Ương cười nói, sư bá, các ngươi đến khu dân cư hoang dã đi, bây giờ ta đến thành phố số 5. Nói xong, Ương Ương phi thẳng lên trời, chỉ trong nháy mắt đã bay vào trong mây. Lúc bay, bên cạnh nàng xuất hiện cái chắn siêu thanh, thấy cảnh này ba người đại vũ cảm thán, thì ra đây mới là tốc độ bay cực hạn của cô nàng này. Khoan đã, có phải nàng đột phá cấp A rồi không, nếu không sao có thể bay nhanh như thế được. Trần Gia Chương nhìn đại vũ, đồ hai mặt, đại vũ cười khẩy, ngươi cho rằng giải thích giúp hắn là xong à. Tiểu cô nương của hỏa đường cũng đi đến thành phố số 5 đấy, ta rất chờ mong họ chạm mặt, không biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đi thôi, đi nhanh thì tối nay có thể đến khu dân cư, đỡ phải ngủ bên ngoài. Ngay lúc này, trong hoang dã, Tần Dĩ Dĩ chạy băng băng cả một ngày, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy được thành phố số 5. Nàng ngồi trên sườn núi, lấy một miếng thịt bò khô trong tay nãy mình mang theo ra bắt đầu ăn. Ăn xong, nàng sửa sang áo quần trên người mình một cách nghiêm túc, nhưng dù nàng làm thế nào thì quần áo vẫn lấm lem bùn đất vì bôn ba cả ngày. Nàng ảo não, rồi nàng kiểm tra thỏi vàng trong tay nãy, xem ra chỉ có thể vào thành phố mua quần áo mới. Trong tay nãy còn có thẻ ID công dân liên bang của nàng, đã lâu rồi nàng chưa dùng đến đó. Ở trong hoang dã thời gian dài, dường như nàng đã trở thành người hoang dã thật rồi. Đếm ngược 42000. Trên ghế sofa, Khánh Trần mở mắt ra, điện thoại bên cạnh hắn nhấp nháy, tin nhắn Khánh Kỵ gửi tới hiện lên trên màn hình, nửa tiếng nữa sẽ có ô tô đến dưới nhà đón ngươi đi xem mắt. Khánh Trần nhìn đồng hồ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ mới 6 giờ, trời còn chưa sáng hẳn mà mình đã phải đi xem mắt rồi ư, có cần sắp xếp thời gian gấp vậy không hả? Chẳng lẽ không thể bố trí thời gian xem mắt bình thường một chút được à? Giờ này đi xem mắt, ai không biết còn tưởng Khánh Thị an bài âm hôn cho hắn. Hắn vội vệ sinh cá nhân, đang rửa mắt thì cửa bên ngoài mở ra. Một người đàn ông trung niên diện mạo chất phát đẩy cửa vào, hắn chỉ mỉm cười chào Khánh Trần rồi bắt đầu quét tước. Đối phương làm việc tỉ mẩn, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào trong phòng. Khánh Trần nhổ bọt kem đánh răng ra, xin hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên lấy một chiếc màn hình tinh thể lỏng ra cho Khánh Trần xem. Trên đó viết, ta là người hầu của trang viên Ngân Hạnh, hàng ngày đến đâu dọn dẹp nhà cửa, thiếu gia, xe đã đến dưới nhà, ngài có thể đi bất cứ lúc nào ngài muốn. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần được thấy người hầu câm trong truyền thuyết, và cũng là lần đầu được gọi là thiếu gia, hắn hỏi với vẻ tò mò, các ngươi bị Khánh Thị hạ độc thành người câm à? Người hầu câm dở khóc dở cười, hắn viết trên màn hình tinh thể lỏng, bọn ta đều là binh sĩ trong tập đoàn của liên bang. Trong một lần tác chiến giả ngoại đã bất cẩn uống phải nguồn nước bị ô nhiễm bởi vũ khí sinh học của Jindai, cuối cùng trong một tiểu đoàn 500 binh sĩ chỉ cứu sống được 61 người, tuy nhiên tất cả đều trở thành người câm. Vốn dĩ bọn ta phải xuất ngũ, nhưng lão gia điều bọn ta đến trang viên Ngân Hạnh, thành người hầu ở đó. Khánh Trần gật đầu, thì ra là thế, à mà, gia chủ của Khánh Thị là người như thế nào? Nô bộc câm không trả lời nữa, hắn chỉ nở nụ cười thật thà, bắt đầu quét dọn tiếp. Những người này trung thành tuyệt đối với gia chủ Khánh Thị, phụ trách toàn bộ công việc vặt vãnh trong trang viên Ngân Hạnh. Những năm qua, họ là những người chịu trách nhiệm trong nom căn phòng này. Khánh Trần đeo khẩu trang quay người đi ra ngoài, tình cờ gặp được cô con gái nhà hàng xóm. Hai người họ đồng thời đi vào thang máy mà không chào hỏi nhau một câu. Cô gái ăn áo xẻ ngực, trên ngực còn xăm một con bướm, tóc nhuộm màu hồng, trông cực chất. Trong thang máy, cô gái nhìn về phía Khánh Trần với vẻ điềm nhiên như không. Đừng có mà lân la làm quen với mẹ tôi, nghe rõ chưa? Thậm chí Khánh Trần còn không liếc nàng lấy một cái, khi thang máy xuống đến nơi hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Trong bãi đổ xe dưới tòa nhà, Khánh Kỵ ngồi trong một chiếc xe bán tải lỗi thời, lên xe. Khánh Trần ngồi vào xe bán tải, hỏi, sao lại đi chiếc xe bán tải nát thế này? Sợ có người ngấp nghé thân phận và của cải của ta à? Chiêu gì của mèn? Khánh Kỵ nhìn hắn, gặp gái nhà giàu dùng xe rỡm, gặp gái bình dân đi xe sang, mục đích là để thử lòng, thủ đoạn tuy cũ nhưng hữu hiệu. Có điều ta đi chiếc bán tải này là vì trước nay đều dùng nó, lái thuận tay, lòng người không chịu nổi thử thách, Khánh Trần biểu môi, thế nên những người có thể vượt qua cám dỗ mới đáng quý. Khánh Kỵ bình tĩnh nổ máy, cô gái tên Tần Dĩ Dĩ kia không tồi, ta có thể thấy được nàng không hề để ý đến thân phận và tiền tài của ngươi. Hỏa đường và Khánh Thị có quan hệ chặt chẽ, ngươi cưới thần nữ duy nhất của hỏa đường chẳng khác nào lấy được hỏa đường về tay, họ ở hoang dã, sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống quyền lực trong Khánh Thị, như thế rất tốt. Khánh Trần thấy bất lực, nói, ngài tập trung lái xe đi, đúng rồi, hôm nay ta phải xem mắt với bao nhiêu người, 32 người, Khánh Kỵ trả lời, tin, một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Khánh Trần, quầy,
thú vị ghê. Không ngờ Khánh thị các ngươi lại sắp xếp một tiết mục đỉnh như thế, không uổng công ta đi ra ngoài chơi với ngươi. Nhất Vấn Khích còn Khánh Trần chỉ biết câm nín, cái quái gì thế? Tại sao lại phải xem mắt nhiều như vậy? Khánh Trần sắp phát điên, mỗi ngày 32 người, 7 ngày là 224 người, thành phố số 5 có nhiều cô gái tốt đến thế à, thế còn phải xem định nghĩa tốt và không tốt của ta với ngươi có giống nhau hay không? Khánh Kỵ đập vô lăng, tốt theo định nghĩa của ngươi có lẽ sẽ là các cô gái giống như Tần Dĩ Dĩ hoặc Trần Ương Ương, tốt bụng, xinh đẹp, đức hạnh, tâm lý, và có thể kề vai chiến đấu với ngươi. Vậy ngươi định nghĩa tốt là như thế nào? Khánh Trần hỏi. Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần với ánh mắt ngạc nhiên, thì là mắng đẻ đấy, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi à? Đầu tiên, 224 cô gái này đều không có bệnh di truyền trội, khi làm mẹ sẽ giảm bớt nguy cơ mắc bệnh cho đời sau. Cần phải chú ý về phương diện này là vì mẹ của lão Thẩm mắc bệnh Alzheimer di truyền trong gia tộc, một khi cha hoặc mẹ mắc bệnh thì xác suất di truyền bệnh này cho con cái là 50%. Vì vậy bây giờ lão Thẩm rất hay quên, khó có thể đảm nhận những việc quan trọng. Lần này Khánh Trần thật sự không kìm được mà thán phục, thì ra gia tộc tập đoàn lại khoa học và cẩn thận trong việc lựa chọn bạn đời cho người thừa kế đến mức xét nghiệm mẫu gen. Các ngươi lấy được mẫu gen của họ bằng cách nào thế? Khánh Trần tỏ ra nghi ngờ. À, vì ngươi mà bọn ta tổ chức một đợt kiểm tra sức khỏe miễn phí trong toàn thành phố. Khánh Kỵ nói, ngươi không xem thời sự à? Ta để ý đến tin tức thời sự này làm gì? Khánh Trần cạn lời, quả thật tin tức này từng xuất hiện trên mạng liên bang. Khi đó có người suy đoán Khánh Thị định làm thí nghiệm gì đó, cũng có người nói là phúc lợi của tập đoàn, nhưng hắn hoàn toàn không liên tưởng đến mình. Quá rầm rộ, vậy là các ngươi chọn ra 224 cô gái từ 13 triệu người dân trong thành phố. Khánh Trần nói, những cô gái này là số ít người trong gen không có bệnh di truyền. Phải, Khánh Kỵ gật đầu, không chỉ gen mà còn phải xem xét tình trạng cơ thể của họ, tuyến vú có phát triển không, tử cung có sạch sẽ không. Khánh Trần, xin các ngươi hãy tôn trọng phụ nữ. Sao có thể cơ giới hóa việc lựa chọn vợ chồng như thế được, không phải là vợ, Khánh Kỵ nói với giọng nghiêm túc, trình độ văn hóa của họ không đồng đều, không phải ai cũng có tư cách ở bên cạnh ngươi, thứ họ muốn chỉ là làm bạn bên cạnh con cái, trao cho chúng tình yêu thương của người mẹ, nhưng họ sẽ không ở bên cạnh ngươi, thậm chí không thể tự ý gặp hay ảnh hưởng đến ngươi, Khánh Trần thở dài, sống như người máy thì còn gì vui thú nữa, ngươi cũng kết hôn vợ mình vì nàng khỏe mạnh à, Khánh Kỵ nói, ta kết hôn vì yêu, Khánh Trần. Tại sao ngươi tìm vợ thì có thể tìm theo tình yêu? Khánh Kỵ nhìn hắn, ta đâu phải gia chủ đời tiếp theo. Ánh mắt của hắn như đang nói, sao lại hỏi câu ngu thế? Vốn dĩ Khánh Trần còn tưởng đây là một buổi xem mắt bí mật, dù sao hắn có rất nhiều kẻ thù trong thành phố số 5, đâu đâu cũng có người muốn giết hắn. Ví dụ như mẹ của Khánh Văn, Khánh Vân, ví dụ như Khánh Nguyên và cha của hắn, những người này một khi ra tay sẽ cực kỳ điên cuồng, bất chấp tất cả, thậm chí gia chủ chưa chắc đã trấn áp được họ. Bây giờ tổ chức đại hội xem mắt hoành tráng cỡ này, kẻ địch không muốn biết cũng khó. Các ngươi định lấy ta làm mồi nhử để giết người đấy à? Khánh Trần nghẹn họng, lấy ta ra làm mồi. Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần, đừng nghĩ nhiều, trong số 32 người hôm nay phần lớn đều không thuộc diện xuất sắc. Nhưng ngươi đừng bắt bẻ, trước tiên chọn hai người để nối dõi tông đường đã. Xác suất sinh ra huyết mạch tổ tiên là 16%, trên thực tế là rất thấp, ngươi thử trước với hai người để tăng xác suất, về sau tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Khánh Trần chấm hỏi, ngài nghĩ mình đang thăng cấp trang bị trong trò chơi hay sao mà còn tăng xác suất trước? Rốt cuộc Khánh Trần đã phát hiện ra Khánh Kỵ thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng chắc chắn không phải hạng người đứng đắn. Xe bán tải dừng lại trước cửa một tiệm trà sữa ở khu thứ ba, Khánh Kỵ xuống xe, nói, vào đi, ta hẹn 4 người ở đây, lần lượt là bàn số 2, bàn số 8, số 16 và 32, ngươi đi gặp từng người một. Ước định sẵn rồi, ngươi cầm một lá bài là có thể chứng minh thân phận, yên tâm. Ta sẽ trả tiền bữa sáng cho ngươi, ta thiếu chút tiền ăn sáng ấy à. Khánh Trần cầm một lá bài và vào tiệm trà sữa, còn Khánh Kỵ duy trì khoảng cách, ngồi trong một góc của cửa hàng quan sát. Khánh Trần đến bàn số 2, nhìn cô gái trông như học sinh cấp 3 trước mặt mình. Đối phương vẫn còn mặc đồng phục, váy xếp ly màu lam sẫm dài qua gối, nàng ngồi ở đó, điềm đạm và dịu dàng. Trên ngực của áo đồng phục còn theo dòng chữ trường trung học phổ thông số 1 Khánh Thị, nhất nhắn tin, mau gửi lời mời kết bạn. Mau gửi lời mời kết bạn cho nàng. Khánh Trần lấy lá bài trong tay áo ra đặt trên mặt bàn. Xin chào, ta là Khánh Tiểu Thổ, người trong nhà bảo ta đến đây. Cô gái trông thấy diện mạo trẻ trung của Khánh Trần thì thở phào một hơi, ta còn tưởng là một ông già chứ. Khánh Trần tò mò, hỏi, trông ngươi còn khá nhỏ mà, sao lại tham gia xem mắt? Cô gái nhỏ giọng, nói, cha của ta nói nếu ta được ngươi lựa chọn thì nguy cơ nợ nần trong nhà sẽ được giải quyết, chuỗi, vốn nhà tôi sắp đứt gãy. Nếu như đứt vốn thì đến cả nhà ở khu thứ ba bọn ta cũng không giữ được,
chỉ có thể đến khu Tam Hạ thuê trọ. Và ta cũng không thể tiếp tục đi học, vì sao chuỗi vốn lại đứt gãy? Khánh Trần tò mò, cô gái nói, nhà bọn ta làm về thương mại xuất nhập khẩu giữa các thành phố, kết quả cha ta đổ toàn bộ tài sản vào việc vận chuyển máy điều khiển tự động, lại bị người ta cướp mất trên hoang dã. Vốn dĩ đội buôn có lính đánh thuê, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế bao giờ, không biết lần này bị làm sao nữa. Vẻ mặt của nàng hiện lên nét mệt mỏi, hiển nhiên kinh tế trong gia đình sắp không cầm cự được nữa. Khánh Trần chợt nhận ra, hàng hóa của nhà cô gái này có khả năng cao đã bị Khánh Kỵ dẫn người đi cướp bóc. Người hoang dã cướp máy móc điều khiển tự động làm gì? Trong hoang dã không có ai lại đi cướp bóc thứ đó, họ sẽ chỉ chặn cướp đoàn xe lương thực của nhóm lính đánh thuê nhỏ lẻ thôi. Khánh Trần hỏi, thế nên có người tìm cha ngươi, nói rằng chỉ cần ngươi tới, hơn nữa được ta chọn trúng thì sẽ có người giúp nhà ngươi vượt qua giai đoạn khó khăn này, đúng không? Đúng vậy, cô gái gật đầu, người tìm đến cha ngươi có phải là người kia không? Khánh Trần quay đầu, chỉ vào Khánh Kỵ ngồi trong góc, Khánh Kỵ nhướng mày, cô gái gật đầu. Khánh Trần cảm thấy bất đắc dĩ, hình như Khánh Thị làm việc hơi bị tàn nhẫn quá, chẳng ngờ họ lại dùng thủ đoạn này để ép người ta đến xem mắt, hơn nữa đây còn là một lựa chọn không có đáp án nào khác. Vị gia chủ ấy biết chắc chắn Khánh Trần đoán ra được chân tướng, đoán được Khánh Thị đang đẩy những gia đình này vào đường cùng, vì thế đối phương hành những người đến xem mắt này thê thảm, chỉ khi Khánh Trần đồng ý hẹn hò với các cô gái này thì gia tộc của họ mới được cứu vớt. Quá tuyệt vời, lẽ nào vị gia chủ này không thể bàn bạc một cách đàng hoàng được sao? Tại sao luôn khiến mọi chuyện trở nên cực đoan như vậy? Cô gái này mới 16 tuổi, mới học cấp 3 mà thôi, nàng còn chưa đủ tuổi sinh đẻ. Khánh Trần suy tư một lát, sau đó hắn lấy điện thoại của mình ra, mở một tài khoản mạng xã hội lên. Ngươi kết bạn với ta, cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời kết bạn của nhất. Khánh Trần không đành lòng, tuy hắn không định làm gì với cô gái này, cũng sẽ không tiếp xúc với nàng thêm nữa, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như mình chấp nhận đối phương. Song với cô gái này mà nói, nàng mới 16 tuổi đã bị buộc phải sớm học được cách thỏa hiệp với cuộc sống. Khánh Trần rất khó chịu, hành vi này thật sự quá đáng, cũng bởi thế ấn tượng của hắn về Khánh Kỵ tụt dốc không phanh. Ngươi đi đi, sau đó ta sẽ liên lạc với ngươi. Khánh Trần đang nghe truyện trên TV audio CV nói, đợi cô gái rời đi, hắn nhắn tin cho Nhất, ngươi đừng làm gì sằng bậy đấy, tâm sự thế là được rồi, đừng để nàng nảy sinh tình cảm rồi tổn thương người ta, tình cảm không nên rẻ mạt như vậy. Khánh Trần không đi tìm đối tượng xem mắt tiếp theo mà đi đến trước mặt Khánh Kỵ, thủ đoạn ấy quá bỉ ổi. Khánh Kỵ ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, ngươi cho rằng hàng hóa nhà hắn bị ta cướp đi à, không phải thế sao? Khánh Trần hỏi. Khánh Kỵ nói một cách bình tĩnh, cha nàng là con bạc, đốt hết gia sản vào sòng bạc khu thứ tư, hơn nữa còn bán con gái mình cho tập đoàn giải trí Lý Ký. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng sẽ phải làm việc với thân phận đầy tớ cho công ty giải trí này cả đời. Sự cố trong quá trình vận chuyển chỉ là một lời nói dối. Thật ra hắn không hề vận chuyển thứ gì cả, chẳng qua là hắn không có dũng khí nói thật với vợ con nên lấy cớ mà thôi. Xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, Khánh Trần nói. Khánh Kỵ, yên tâm, cho dù ta làm việc này thật thì ta cũng chẳng thèm quan tâm. Vì thế ta sẽ không nói dối về những chuyện thế này, tìm người đáng thương đến ép ngươi thông cảm cho họ. Đây đúng là sách lược của gia chủ, nhưng bọn ta không chế tạo bi kịch, các ngươi tốt bụng vậy sao? Khánh Trần nghi ngờ. Thân là người nắm quyền mà vẫn còn giữ được lương tri và tuân thủ nguyên tắc, không, Khánh Kỵ lắc đầu, chẳng qua là vì không thể để có người căm hận ngươi xuất hiện bên cạnh ngươi, một khi mẹ của đứa trẻ phát hiện ra chân tướng nhất định sẽ oán hận con mình. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, không phải do Khánh Thị làm, ít nhất hắn không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng vấn đề là Khánh Kỵ và vị gia chủ kia quá tàn khốc, với họ tất cả mọi người đều là công cụ. Đột nhiên Khánh Kỵ nói, không cần xin lỗi ta. Với tư cách là gia chủ tương lai của Khánh Thị, mọi quyết định ngươi đưa ra đều chính xác, giết nhầm cấp dưới, nhầm thì nhầm, quyết định sai lầm, sai thì sai. Trong gia tộc, ngươi có được quyền lực tối cao, cho dù một ngày đó ngươi thật sự làm sai chuyện gì thì kết quả cùng lắm là kéo thế giới chôn cùng mà thôi. Khánh Thị chính là như thế, Khánh Trần im lặng, không nói lại được, phong cách làm việc của trung tâm quyền lực trong Khánh Thị hoàn toàn khác biệt với thế tục, đi gặp người tiếp theo đi, Khánh Kỵ nói. Biểu hiện trong lần xem mắt đầu tiên khá ổn, ít nhất biết gửi lời mời kết bạn. Ta còn đang lo ngươi quá ngây thơ, mặc kệ con nhà người ta. Khánh Trần xoay người đi đến bàn số 8, còn chưa ngồi xuống đã thấy cạn lời. Trước mặt hắn là một cô gái tóc ngắn, ngực phẳng, đối phương ăn mặc theo phong cách nam tính, xỏ sáu khuyên tai, ngoài ra còn đeo khuyên môi dạng đinh. Nhất nhắn tin, mau thêm bạn với nàng. Wow, Khánh Thị các ngươi chu đáo quá, không ngờ lại sắp xếp một loạt các kiểu con gái cho ngươi lựa chọn. Hạnh phúc quá, mau, 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 ta không chờ kịp nữa.
Khánh Trần khó hiểu, nhắn lại, ngươi có vấn đề à? Trong mắt ngươi nàng không thuộc phạm vi nữ giới mới đúng, Nhất trả lời, bẻ cong thành thẳng là một trong những sở thích lớn nhất của ta đấy. Khánh Trần ngồi xuống, trước tiên cho ta hỏi một câu, ngươi thẳng hay cong? Cô gái nhìn hắn, ngập ngừng vài giây rồi nói, tuy ta cong nhưng chỉ cần ngươi có thể cứu mẹ ta, ta sẵn sàng sinh con cho ngươi. Khánh Trần vừa uống được một hớp trà tức khắc phun hết lên sàn, mẹ ngươi bị làm sao? Mẹ của ta cần phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, nhưng nhà bọn ta không góp đủ tiền phẫu thuật. Cô gái nói, có người tìm ta, bảo là chỉ cần ta bằng lòng sinh con cho ngươi thì họ có thể trả tiền điều trị, hơn nữa còn có thể sắp xếp cho ta mẹ đội ngũ chữa bệnh cao cấp nhất. Ngươi yên tâm, ta không hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy, tuy ta ăn mặc như thế này nhưng cơ thể của ta sạch sẽ. Khánh Trần thở dài, lấy điện thoại di động ra, thêm bạn đi. Bây giờ hắn ứng phó chuyện này bằng cách hễ gặp ai là kết bạn, dù sao tiền cứu những người này là do Khánh Thị chi trả, Khánh Thị hoàn toàn không thiếu chút tiền ấy. Khánh Thị không kén chọn, chỉ cần là người phù hợp để sinh con thì họ sẽ tìm đến cho hắn. Khánh Trần nhìn cô gái, ngươi đi trước đi, ta muốn yên lặng một mình. Cô gái rời đi, còn Khánh Trần ngồi đờ ra đó, hắn cần bình tĩnh lại mới có thể xua tan sự kích thích vừa rồi. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen bao phủ Khánh Trần, một người phụ nữ cường tráng nhìn lá bài trên mặt bàn, nói bằng chất giọng ồm ồm, ngươi chính là người đến xem mắt với ta à? Chờ mãi không thấy ngươi nên ta đến đây tìm. Không ngờ ngươi lại ngồi nhầm chỗ. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trạc 30 tuổi trước mặt, cảm thấy dù đối phương có lông ngực thì hắn cũng không thấy lạ. Hắn yên lặng cầm lá bài trên bàn lên xé nát, nhét vào trong miệng và nuốt xuống, ngươi tìm nhầm người rồi. Lúc này Khánh Kỵ ngồi trong góc nín cười, bỗng nhiên chỉ thị mới xuất hiện trong điện thoại, xếp thêm hai cô gái nữa vào cho hắn gặp mặt. Khánh Kỵ bắt đầu nghiêm túc hơn, không biết là ai mà lại khiến người ở trên núi Ngân Hạnh ấy phải đích thân ra chỉ thị. Lá bài trong tay dốc cơ từng khiến không biết bao nhiêu kẻ địch cảm thấy sợ hãi. Trên sân thượng của đạo tràng tâm cảnh, Shinsaibashi ở Osaka, trên phố Amsterdam, mỗi lần lá bài dốc cơ xuất hiện đều đi kèm với một trận mưa máu gió tanh. Hiện nay, khi Khánh Trần lợi dụng quy tắc của mật thược chi môn khiến Nikita trọng thương và cứ điểm không trung tổn hại nghiêm trọng, tên tuổi của dốc cơ đã lan xa đến tận bờ Tây nước Mỹ. Tất cả kẻ địch ở bờ bên kia của cấm đoạn chi hải đều coi hắn như một trong những kẻ địch giả tưởng mạnh nhất. Mà bây giờ, một đại tỷ có lông ngực lại ép Joker phải chủ động xé bài và nhét vào trong miệng ăn luôn. Cực kỳ khủng bố. Nếu thế giới siêu phàm biết được tin này chỉ sợ sẽ cho rằng có bán thần mới ra đời. Đại tỷ hơn 30 tuổi đứng từ trên cao nhìn xuống Khánh Trần. Ta biết là ngươi, ngươi ăn luôn lá bài cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nói xong, đại tỷ ngồi xuống ghế đối diện. Sao ngươi còn chưa gọi món? Phục vụ, gọi món. Khánh Trần nuốt nước bọt, hỏi dò. Đại tỷ, nhà ngươi gặp khó khăn gì à? Ý ta là mẹ ngươi có cần đặt giá đỡ động mạch vành không, hoặc là gia đình làm ăn thua lỗ. Đại tỷ lông ngực vừa nhìn thực đơn vừa lườm Khánh Trần một cái, dù ngươi chướng mắt ta thì cũng không cần ngồi đó mà chửi rủa ta. Hắn giơ điện thoại ra, đại tỷ, thêm bạn đi. Kết quả điện thoại vừa đưa ra đã tự động tắt máy ngay tức thì. Khánh Trần dở khóc dở cười, đến cả Nhất cũng bó tay với vị đại tỷ này. Đại tỷ lông ngực gọi một loạt món, rồi nói, ngự tỷ như ta đây người theo đuổi nhiều không đếm xuể, ngươi nói về gia cảnh của ngươi đi. Khánh Trần im lặng, người thích ngự tỷ lẫn người không thích ngự tỷ đều trầm mặc. Phục vụ, tính tiền. Khánh Trần gọi, ta đi vệ sinh, nhưng vì để ngươi yên tâm nên ta thanh toán trước rồi mới đi. Đại tỷ lông ngực gật đầu tỏ ra hài lòng, còn nhỏ mà hiểu chuyện đấy. Khánh Trần thanh toán rồi chạy trối chết. Hắn đứng bên ngoài tiệm trà sữa hít thở không khí mới mẻ, Khánh Kỵ đi đến cạnh hắn, lấy một điếu thuốc lá ra. Kết quả là Khánh Kỵ nhịn cười đến mức tay run rẩy, mãi không châm lửa được. Khánh Trần cầm lấy điều thuốc trong tay Khánh Kỵ ném xuống đất, di đi di lại, quá đáng quá đấy, cưỡng chế ta đi xem mắt thì cũng thôi đi, sao lại còn xếp người như thế vào nữa. Khánh Kỵ ra vẻ trịnh trọng, theo số liệu y học, nàng là một trong số 224 người khỏe mạnh nhất, cực kỳ luôn ấy chứ. Khánh Trần cảm thán, nhà nàng không gặp khó khăn gì, sao ngươi lại thuyết phục được vị ngự tỷ kiêu căng này đến xem mắt thế. Khánh Kỵ, ta nói cho nàng biết đến đây có thể gọi món thỏa thích, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Khánh Trần nghĩ thầm, ngươi biết liệu cơm gắp mắm quá nhỉ, sáng nay ngươi gặp ba người rồi, trong cửa hàng còn có một người nữa đang chờ đấy. Khánh Kỵ nói, sắc mặt của Khánh Trần thay đổi, đại tỷ vẫn đang ăn, ta đi vào kiểu gì? Hay là đổi lượt khác đi? Được, Khánh Kỵ gật đầu, sao tự dưng dễ tính vậy? Khánh Trần tò mò, theo tính cách của các ngươi, đáng lẽ phải yêu cầu ta gặp đủ hết chứ? Khánh Kỵ suy nghĩ, rồi nói, không sao, đây mới chỉ là khai vị thôi, phần sau sẽ càng tốt, càng đặc sắc hơn, đi. Ta dẫn ngươi đến quán mì ca ngươi thích ăn nhất, vừa rồi chưa có gì bỏ bụng, giờ hơi đói rồi.
có lẽ Khánh Kỵ và gia chủ Khánh Thị đã suy xét thấu đáo rồi, nhắc đến Khánh Chuẩn trước mặt Khánh Trần là phương pháp hữu hiệu nhất, cho dù là đại tỷ lông ngực vừa nãy, nếu ngươi bảo với Khánh Trần người nọ là do Khánh Chuẩn chọn giúp hắn thì hắn có thể kiên trì trò chuyện vài câu. Nói thật, lúc trước Khánh Kỵ còn cảm thấy hắn dẫn Khánh Trần đi xem mắt đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, có thời gian đi tu luyện không tốt hơn à. Nhưng bây giờ, Khánh Kỵ nghĩ đến hai cô gái chen ngang vào đợt xem mắt tiếp theo, tức khắc cảm thấy tu luyện có thể để sau. Đếm ngược 38.00.00. Trong tiệm cà phê Vân Lĩnh của khu thứ 3, Khánh Trần với chiếc khẩu trang trên mặt đẩy cửa tiến vào, cửa va vào chung gia phát ra âm thanh len keng êm tai. Khánh Kỵ đi sau hắn, trong tiệm cà phê này có 6 người, sau khi gặp hết 6 người này thì hôm nay ngươi còn phải gặp 24 người nữa, ngươi đừng trì hoãn quá lâu, nếu cảm thấy ổn thì nhận hết cũng không sao, Khánh Kỵ chúng ta nuôi nổi, nói mồm thì ai chẳng nói được, khoan đã, sao lại có thêm 2 người vậy, đáng lẽ chỉ có 22 người thôi mà, Khánh Trần phàn nàn. Khánh Kỵ nói với giọng bình tĩnh, mới thêm vào, tình hình hiện giờ ra sao đây, Khánh Kỵ và gia chủ Khánh Thị đều hy vọng Khánh Kỵ chọn càng nhiều càng tốt, còn Khánh Trần chỉ mong mình có thể nhanh chóng vượt qua 14 ngày này, nếu không phải gia chủ dùng một đống cuộc đời bi thảm bắt cóc hắn thì hắn đã chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái, dứt khoát loại hết tất cả mọi người luôn. Khánh Trần đến bàn số 1, cô gái ngồi ở bàn số 1 có khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền, mái tóc dài như dòng thác xõa sau lưng, mềm mượt và đen nhánh. Nàng mặc chiếc váy hoa sẫm màu rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây ở Liên bang, mẫu váy này nổi lên nhờ bộ phim mới của Tống Niễu Niễu. Cô gái ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa bằng da màu nâu, giống như một mô hình đồ chơi tinh xảo. Và không hề bất ngờ, nhất sống lại sau khi thoát ra khỏi bóng ma tâm lý do đại tỷ lông ngực mang lại, bắt đầu nhắn tin cho Khánh Trần, mau kết bạn, mau kết bạn. Cô gái nhìn thấy Khánh Trần thì chủ động đứng lên, xin chào, ta là Lý Khả Nhu, là sinh viên năm 3 chuyên ngành khoa học vật liệu của Đại học Công lập Khánh Thị, hiện đang là chủ tịch hội sinh viên trong trường, quán quân chạy cự ly dài của thành phố số 5, cao 1m72, nặng 48kg, rất vui được làm quen với ngươi. Hành động này của Lý Khả Nhu lại làm Khánh Trần cảm thấy ngại ngùng. Ba đối tượng xem mắt trước đó đều thuộc diện gia đình nợ nần hoặc thiếu tiền, ít nhiều gì cũng có phần không tình nguyên, mà cô gái trước mặt hắn chủ động hơn những người khác nhiều. Khánh Trần ngồi đối diện nàng. Nhà ngươi có vấn đề khó khăn gì không? Lúc hỏi câu mày, Khánh Trần còn cảm thấy mình giống như thầy hướng dẫn trong sinh. China, luôn bắt đầu bằng câu ước mơ của ngươi là gì, hay thật, chẳng qua Lý Khả Nhu lại lắc đầu, gia đình của ta không gặp khó khăn gì, nếu có thì không thể nuôi ta vào Đại học Công lập Khánh Thị. Đầu tiên, cha mẹ ta đều là giáo sư đại học, có thể xem như ta xuất thân từ gia đình trí thức, như thế có thể bù đắp cho sự thiếu sót của ngươi ở mặt này. Đồng thời cũng có thể bổ khuyết điểm yếu của Khánh Thị trong lĩnh vực văn hóa và phương diện danh dự. Khánh Trần nheo mắt, cô gái này là người đầu tiên nhắc đến thế lực Khánh Thị sau lưng hắn, hiện tại hắn vẫn chưa biết Khánh Kỵ nói gì với nàng, dù sao nhất định cũng là dùng thứ đối phương quan tâm nhất để hấp dẫn nàng đến đây. Lý Khả Nhu nói tiếp, Khánh tiên sinh, ta luôn nỗ lực rèn luyện, có cơ bụng, có đôi chân dài thẳng, có xương cánh bướm, đây là hình thể tiêu chuẩn nhất, ưu thế về chiều cao sẽ không gây trở ngại về mặt di truyền. Mặt khác, nếu ngươi cần thì ta có thể không đi theo con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp đại học mà sẽ trở thành người vợ hiền giúp ngươi quán xuyến mọi việc trong nhà, trở thành trợ lý sinh hoạt ưu tú nhất bên cạnh ngươi. Tôi còn học thêm ngành thống kê, tài chính, quản lý hành chính, có thể giúp đỡ ngươi ở mức nhất định, nàng nói, ta biết rõ, thật ra với những gì ta có được hiện nay, ta vẫn còn quá trẻ người non dạ với xã hội này, nhưng ta muốn thể hiện năng lực học tập của mình cho ngài xem, chỉ cần ngài muốn thì ta có thể học. Tư thế, học thức, tất cả mọi thứ ta đều học được, màn phát biểu của đối phương làm Khánh Trần choáng váng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Lý Khả Nhu chuẩn bị đầy đủ mới đến, như đối phương vừa mới nói, nàng luyện tập trước ở nhà vô số lần, hết thảy đều sòng phẳng, dứt khoát, chính xác, nhưng điều khiến Khánh Trần không hiểu nổi là, ngươi muốn gì? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà thôi, Lý Khả Nhu trả lời một cách nghiêm túc, ta muốn thay đổi vận mệnh của gia tộc nhờ vào cuộc hôn nhân với ngài, Khánh Trần thầm kinh hãi. Mãi đến tận bây giờ hắn mới thật sự nhận thấy được sự khủng bố của cuộc tuyển chọn phi tử cho Thái tử Khánh Thị từ Lý Khả Nhu. Hiển nhiên đối phương đã được ám chỉ về thân phận người thừa kế Khánh Thị của mình, vì vậy lập tức phô bày tất cả ưu thế của mình như con công xuề đuôi. Đây là một người có tham vọng, một kẻ giả tâm thuần túy, giống như những quý phi đại diện cho các gia tộc được trọng dụng trong các bộ phim cung đấu, tầm mắt của nàng không chỉ giới hạn trong cuộc sống tầm thường nữa, nàng muốn dựa vào Khánh Trần để giúp gia tộc quật khởi. Kiểu người này vĩnh viễn tràn đầy ý chí chiến đấu, vĩnh viễn dồi dào tinh lực, dục chí không bao giờ tồn tại thế giới quan của bọn họ. Khánh Trần trước nay chưa từng tiếp xúc với kiểu người như thế này,
cho nên bây giờ không biết phải làm sao. Hắn suy nghĩ, chúng ta thêm bạn bè đi, sau này trò chuyện, ta còn phải gặp những người khác nữa. Ta hiểu ý của ngươi rồi, chúng ta từ từ nói chuyện sau, nhân vật khó giải quyết như vậy giao cho Nhất là được rồi, dù sao Nhất thích giao tiếp với mọi kiểu người, ngày ngày tán gẫu với rất nhiều cô nàng hệt như bị tâm thần phân liệt. Nhưng khi Khánh Trần đứng lên, Lý Khả Nhu lại nhổng dậy sát lại gần, dùng cơ thể ngăn cản hắn. Khánh Trần vội vàng ngồi lại chỗ của mình. Ơ kìa, có chuyện gì chúng ta cứ bình tĩnh trao đổi với nhau, ngươi ngồi xuống trước đi đã. Lý Khả Nhu về chỗ cũ, nàng mím môi, ngài chướng mắt ta sao, ta có điểm nào không được ư? Khánh Trần nói với giọng kiên nhẫn, ngươi rất tốt, là ta không tốt, ngài cũng rất tốt. Lý Khả Nhu nói một cách chân thành, ta đã nghiên cứu kỹ càng mọi sự tích của ngài, mỗi đêm đều mơ về ngài, và ta cực kỳ sùng bái ngài, có thể ung dung xử lý các tập đoàn, lại có thể trở về lãnh đạo Khánh Thị, ngài chính là người bạn đời lý tưởng nhất của ta. Ngài yên tâm, ta sẽ phụng sự ngài, sẽ thực hiện tốt bổn phận người vợ như phấn đấu vì sự nghiệp. Khánh Trần hết nói nổi, rốt cuộc Khánh Kỵ đã nói cho cô gái này biết bao nhiêu chuyện rồi. Thật ra, nếu là con cháu thuộc tầng lớp nòng cốt của các tập đoàn tài chính khác, Lý Khắc Nhũ là người bọn họ cần nhất, một cuộc hôn nhân có tình cảm hay không không quan trọng, mà điều quan trọng nhất là một người vợ có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình. Người vợ này không chỉ phải đảm việc nhà, ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn phải là một chính khách xuất sắc. Nhưng vấn đề ở đây là Khánh Trần khác những người đó. Khánh Trần nghĩ đi nghĩ lại, kiếm cớ khuyên nhủ đối phương, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu một điều, đường vào danh gia vọng tộc sâu như biển, kiểu người như ta không thể chung thủy một lòng, chưa biết chừng sau này sẽ có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, một cô gái như ngươi hà tất dấn mình vào cuộc tranh đoạt này. Lý Khả Nhu nghiêm túc, nào có tiểu tam, tiểu tứ gì, đó đều là đồng nghiệp thân mến của ta. Khánh Trần, chấm hỏi. Hắn thật lòng không hiểu nổi thế giới quan của cô gái tham vọng này. Đang lúc Khánh Trần mờ mịt, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười lạnh lót. Sắc mặt của Khánh Trần bỗng thay đổi, hắn đứng bật dậy, nhìn qua vách ngăn, chợt thấy Ương Ương ngồi ở bên cạnh, mà số bàn này đúng là đối tượng xem mắt thứ hai hắn phải gặp. Ương Ương cũng đến xem mắt, con mẹ nó, thảo nào sáng nay Khánh Kỵ nói phần sau sẽ càng đặc sắc hơn, thì ra là hãm hại mình ở đây. Hắn quay ngoắt sang nhìn Khánh Kỵ, nhưng lại thấy đối phương ngẩng đầu nhìn trần nhà, bày ra vẻ không liên quan gì đến mình. Khánh Kỵ hại ta. Ương Ương nhìn hắn, nhếch miệng cười, ngươi được lắm, ngày ngày mắc ca tắc ca với ta, kết quả lại chạy đi xem mắt à. Ngươi nói cho ta biết ta làm cái gì khiến ngươi không hài lòng. Nói xong, Ương Ương học ngữ khí của Khánh Trần, nói mát, chưa biết chừng sau này sẽ có tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, thì ra sau này ta còn có nhiều đồng nghiệp đến thế cơ đấy. Khánh Trần ngượng chín người, một pha đội quần quá đột ngột, quá bất ngờ. Rõ ràng hắn nói thế để khuyên Lý Khả Nhu rút lui, bây giờ đột nhiên lại biến thành sơ hở cho Ương Ương bắt chẹt. Khụ khụ, Khánh Trần nói vội, ta chỉ đến cho có thôi, chuyện này còn có ẩn tình, ta sẽ giải thích với ngươi sau. Ta không nghe, Ương Ương nói, ngươi mau chóng xem mắt với nàng cho xong đi rồi đến lượt hai ta, tuy ta không có bằng đại học, không phải chủ tịch hội sinh viên, nhưng ta cũng có cơ bụng và chân dài miên man, làm như không ai có ấy. Nói rồi Ương Ương còn nhìn Lý Khả Nhu với ánh mắt khiêu khích. Nhưng một việc khiến mọi người bất ngờ đã xảy ra, Lý Khả Nhu nhìn vẻ mặt lo lắng của Khánh Trần, rồi lại nhìn dáng vẻ như tuyên bố chủ quyền của Ương Ương, nàng ngầm hiểu, cô gái đầy giả tâm này đứng dậy, dịu dàng không lưng với Ương Ương, sau đó nói với cô gái nhỏ hơn mình 3 tuổi ấy, tỷ tỷ, ta sẽ không tranh giành với tỷ. Lúc này hành động của Lý Khả Nhu cũng khiến Ương điếng người. Lý Khả Nhu nói, tỷ tỷ, nhất định tỷ và Khánh Trần quen biết sớm hơn, tình cảm sâu đậm hơn, ta cam tâm tình nguyện làm muội muội. Không sao cả. Việc gì tỷ không muốn làm cứ giao cho ta. Ương Ương ngây ra như phỏng, nàng nhìn Khánh Trần và chỉ vào Lý Khả Nhu, ngươi tìm đâu ra loại người thần kỳ thế này? Co được giãn được, thiếu điều hầu hạ ta ở cử nữa thôi. Khánh Trần dở khóc dở cười, không phải ta tìm mà, hơn nữa ngươi có ở cử đâu mà phải cần người ta hầu hạ, đừng nói linh tinh. Ương Ương nhìn Lý Khả Nhu, ngươi biết chăm sóc người ở cử không? Lý Khả Nhu nói năng trịnh trọng, ta có thể học. Ương Ương, Khánh Trần, chấm chấm chấm. Người có giả tâm không bình thường lắm. Khánh Trần nói với Lý Khả Nhu một cách nghiêm túc, cô gái à, ngươi thật sự không cần như vậy đâu, ta không thể chấp nhận ngươi được. Lý Khả Nhu hơi thất vọng, vậy sao? Ừ, Khánh Trần gật đầu chắc chắn, cảm ơn ngươi yêu mến ta, nhưng ta mong chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống của đôi bên. Được, Lý Khả Nhu gật đầu, nàng nghĩ thầm dù sao đã kết bạn rồi, chưa biết chừng còn có cơ hội âm thầm xoay chuyển tình hình được. Nàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, Lý Khả Nhu đã nhận được tin nhắn đến từ Khánh Trần, vừa rồi có chính cung ở đó nên ta không tiện nói gì, chúng ta có thể trò chuyện với nhau trên mạng. Lý Khả Nhu mừng rỡ,
quả nhiên đàn ông đều như thế cả, quả nhiên còn có khả năng chuyển biến. Một chiếc xe sedan công vụ đổ trước cửa quán cà phê, một tài xế nữ đứng chờ ở cửa, thấy Lý Khả Nhu đi ra thì lập tức mở cửa xe cho nàng, hiện nay gia đình trí thức được hưởng đãi ngộ như nhà giàu. Đại học ở thế giới trong hoàn toàn khác với đại học ở thế giới ngoài. Sau khi tuyển sinh vượt chỉ tiêu, các giáo sư đại học ở đây có địa vị xã hội cực cao, hơn nữa còn có được mức lương khủng. Họ đều là đối tác vài dự án của các trường đại học trực thuộc tập đoàn tài chính, thậm chí còn được chia hoa hồng theo dự án, ngang hàng với nghị viên và quan chức cán bộ. Vì vậy, không thể nói Lý Khả Nhu đến xem mắt với Khánh Trần là trèo cao, thân phận của nàng tạm xem như môn đăng hộ đối với thái tử của Khánh Thị. Nếu là con cháu khác thuộc chi thứ của Khánh Thị thì hoàn toàn không xứng với nàng. Trên ô tô, nữ tài xế hỏi, tiểu thư, về nhà sao à? Tài xế nhìn Lý Khả Nhu qua gương chiếu hậu, phát hiện hình như tâm trạng của tiểu thư rất tốt, lẽ nào xem mắt thành công rồi? Lý Khả Nhu mỉm cười gõ chữ trên điện thoại, nàng nói mà không thèm ngẩng đầu lên, về nhà, ta phải báo tin vui cho cha mẹ. Khánh Trần nhắn tin, ta rất tán thưởng dũng khí và lòng quả cảm của ngươi, ngươi có được dã tâm và sự thẳng thắn mà người bình thường không có. Tuy có dã tâm nhưng ngươi sẵn sàng đối diện với dã tâm của mình, hơn nữa co được giãn được, điểm này rất đáng khen. Ngoài ra, vóc dáng của ngươi rất tuyệt, lần sau gặp mặt hãy mặc một chiếc váy trắng để ta ngắm nhìn, ta rất thích ngươi mặc màu trắng. Nàng nhìn tin nhắn Khánh Trần gửi tới, nhủ thầm vị thái tử này trên mạng khác hẳn ngoài đời, ban nãy hãy còn câu nệ ư, nhưng giờ biết dỗ ngon dỗ ngọt hơn nhiều. Lý Khả Nhu bỗng nói, Lý tỷ, khoan hẳn về nhà, trước tiên đưa ta đến trung tâm thương mại Vân Đỉnh. Ta muốn mua vài bộ váy trắng. Những năm qua Lý Khả Nhu luôn kiên định với mục tiêu của mình, thậm chí vì mọi thứ trong ngày hôm nay, nàng còn yêu cầu cha đổi tài xế thành phụ nữ để tránh hiềm nghi. Trong nhà chưa bao giờ xuất hiện người hầu nam. Tất cả những gì nàng học tập và chuẩn bị từ trước tới nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Giờ phút này trong quán cà phê, Khánh Trần hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn không biết Nhất làm gì, cũng không biết Lý Khả Nhu nghĩ gì. Hắn chỉ biết là Ương Ương xuất hiện khiến hắn không biết làm sao. Đã xong. Ương Ương cười tủm tỉm nói với Khánh Trần, tiểu tứ đi rồi, bây giờ đến lượt hai người chúng ta xem mắt. Nói xong, Ương Ương vỗ mặt bàn bên mình, lại đây ngồi. Lúc này cô nàng tỏa ra khí thế mạnh mẽ khác hẳn với bình thường, nghiễm nhiên bày ra tư thái chiến đấu. Khánh Trần hơi chột dạ, sao ngươi lại tới đây, giống lời nói của ông chồng khi bắt gian ghê. Ương Ương cảm thán, ngươi mau đến chỗ ta ngồi, dù gì ta cũng là đối tượng đăng ký chương trình xem mắt, ngươi tôn trọng ta chút đi, chúng ta làm theo trình tự. Khánh Trần từ từ đi sang bên kia ngồi, vốn dĩ hắn đi xem mắt đã quái lắm rồi, bây giờ Ương Ương thình lình xuất hiện ở đây, quả thật là chẳng bình thường tẹo nào. Hắn ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Khánh Kỵ, trong lòng tính toán thực lực của đối phương. Hắn nghĩ thầm, hay là mọi người đánh một trận đi thôi, sao lại hại người ta như thế cơ chứ? Mọi người đều là cao thủ cấp A, nếu ngươi không muốn để ta sống yên ổn thì chúng ta quyết một trận sống mái ngay hôm nay. Khánh Trần quay ra nhìn thì thấy Khánh Kỵ đang nhìn lên trần nhà, giả vờ không quen biết. Mà quá đáng hơn nữa là đối phương còn cầm điện thoại, camera chỉa thẳng vào hắn. Giống như, mọi hình ảnh ở đây đều được truyền đến nơi nào đó thông qua chiếc điện thoại ấy, và dường như còn có rất nhiều người đang quan sát tình cảnh mất mặt của Khánh Trần. Ương Ương ôm mặt hắn xoay thẳng lại, ta xấu quá hay sao mà nhìn người khác thế, đẹp, Khánh Trần nói với giọng điệu cứng nhắc. Nào, chúng ta làm lần lượt từng bước. Ương Ương cười híp mắt, ta tên là Trần Ương Ương, năm nay 18 tuổi. Ta không có gia thế cao sang, từ nhỏ đã bị đưa đến hỏa đường, sau trở thành người du hành Alpha, bắt đầu thích ngươi từ khi ở Lạc Thành, ban đầu chỉ là cảm thấy tò mò về ngươi, hơn nữa muốn lợi dụng ngươi để kỵ sĩ và ác bích liên minh, nhưng sau đó không nghĩ như vậy nữa. Ương Ương nói tiếp, khi đó, ta ngày ngày theo ngươi đến trường rồi chờ ngươi tan học, không biết tại sao lại thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh ngươi, về sau mọi người cùng nhau chiến đấu, nhiều lần đồng sinh cộng tử, ta không vứt bỏ ngươi, ngươi cũng không bỏ rơi ta. Khi ngươi đến Trịnh Thành tham gia đại hội người du hành, ta cố ý lựa một bộ quần áo chiến sĩ thiếu nữ xinh đẹp, không phải để cho người khác ngắm nhìn mà chỉ muốn hớp hồn mình ngươi thôi. Tối đến ta bắt đầu chờ đợi tin nhắn của ngươi, khi ngủ sẽ mơ thấy ngươi, ta mơ chúng ta học cùng trường cấp 3, tất cả không phải người du hành, và ta thầm thích ngươi, vốn, dĩ không muốn nói nhiều thế đâu, nhưng bây giờ ta sợ hãi, ta sợ ngươi bị người khác cướp đi mất, nếu trước kia có ý định lợi dụng ngươi, vậy thì ta xin lỗi ngươi ngay tại đây. Sau này ta sẽ không như thế nữa. Khánh Trần sững sờ tại chỗ, tuy trước kia hắn biết Ương Ương thích những việc hạn chế độ tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ tình cảm của mình một cách trịnh trọng như thế. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, hoặc phải nói là mọi chuyện trong ngày hôm nay đều vô cùng đột ngột, hết thảy là do Khánh Kỵ và gia chủ Khánh Thị. Ương Ương tủm tỉm cười nói, ta không cần ngươi bày tỏ thái độ,
chẳng qua là muốn nói những suy nghĩ trong đầu mình cho ngươi biết thôi. Đúng rồi, vừa rồi quên nói, thực lực của ta bây giờ là cấp B, hôm qua nghe được tin ngươi đi xem mắt ta suýt nữa thăng lên cấp A đấy, Khánh Trần. Câu nói cuối cùng đúng là minh chứng thuyết phục cho câu miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo. Ương Ương nói, đến lượt ngươi, ngươi tự giới thiệu đi, đừng ngây ra đó. Khánh Trần rề rà đáp lời, ta là Khánh Trần, từ nhỏ đã bị ném đến thế giới ngoài, ta cũng là người du hành Alpha. Ương Ương cười híp mắt, ồ, hai ta đều là người chơi bản Alpha à, xứng đôi quá. Kaka, sao hai ta không quen biết nhau sớm hơn nhỉ, nếu ta biết ngươi sớm hơn thì không cần đi xem mắt rồi. Khánh Trần suy nghĩ, hồi đầu ta đã cảm thấy ngươi tiếp cận ta là có ý đồ riêng, cho nên tình cảm này khác với những gì ta tưởng tượng, nhưng về sau, đột nhiên Ương Ương ngắt lời Khánh Trần, không cần nói tiếp nữa, ta không ép ngươi đưa ra quyết định ngay. Hả? Khánh Trần không hiểu cô nàng này có ý gì. Ương Ương mỉm cười, ca ca hẹn gặp 6 đối tượng xem mắt trong tiệm cà phê này, ngươi đến đây không phải để xem mắt, mà là để nhập hàng. Khánh Trần, dòng đời xô đẩy thôi. Khánh Thị và ta có một cuộc giao dịch, nếu ta đến xem mắt thì họ sẽ tiếp tục cung cấp vật tư cho thành phố số 10, ngoài ra còn cung cấp cả dây chuyền sản xuất người máy nano. Ương Ương thán phục, ca ca vĩ đại quá, vì 6 triệu người dân mà đồng ý đi xem mắt, ta có thể hiểu cho ca ca. Đúng lúc này Nhất gửi tin nhắn tới, giúp ta thêm người này nữa, ta cực kỳ thích nàng. Khánh Trần dở khóc dở cười, ngươi giả vờ không quen biết gì chứ, bây giờ còn làm loạn thêm nữa à. Hắn dứt khoát tắt máy, Ương Ương đặt hai tay lên bàn, chống cằm và nói, ca ca, ngươi cần vợ không? Chỉ cần ngươi mở miệng, nàng buộc tóc hai bên, thoạt nhìn ngây thơ thuần khiết, vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt thon gầy, có thể thấy được nàng vội vàng bay đến đây không quản ngày đêm. Được rồi, Khánh Trần cười gượng. Lần này là tình huống đặc biệt thật mà, ta phải xin lỗi ngươi, ta đâu phải bạn gái của ngươi, ngươi xin lỗi ta làm gì, ta cũng không nói đùa. Ương Ương đứng dậy kéo tay Khánh Trần, đi thôi, trong quán còn có 4 người nữa ngươi phải gặp đấy, không thể bỏ dở giữa chừng được, để ta tư vấn cho. Lỡ như có người thích hợp với ngươi thật thì một ngày nào đó ta hy sinh trong chiến đấu, ngươi cũng sẽ không phải cô độc một mình. Khánh Trần bất đắc dĩ bị Ương Ương kéo dậy, hắn để mặc đối phương dẫn mình đến bàn khác, bây giờ Khánh Trần buông xuôi rồi. Hắn quyết định từ bỏ chống cự trước mặt Ương Ương, đối phương muốn làm gì thì làm, nhưng ngay sau đó, hắn đứng bất động tại chỗ, hắn trông thấy Tần Dĩ Dĩ, nàng tết tóc, khó có được một lần mặc váy xếp ly tinh tế và áo phông màu trắng, im lặng ngồi bên cạnh nhìn Khánh Trần và Ương Ương một cách dè dặt. Thảo nào vừa rồi Ương Ương đột nhiên tỏ tình, thảo nào sau khi tỏ tình Ương Ương lại ngăn cản hắn một bạch. Ương Ương là dị năng giả hệ trường lực, chắc chắn nàng biết Tần Dĩ Dĩ ở đây từ lâu rồi, đối phương không vạch trần mà giận dỗi với mình mãi rồi mới lôi mình đi. Thật ra những gì Ương Ương nói ban nãy không phải là để Khánh Trần nghe, mà nàng cố ý để cho Tần Dĩ Dĩ nghe thấy. Sở dĩ nàng không cho Khánh Trần nói tiếp cũng là bởi nàng không muốn Khánh Trần nói ra những lời tổn thương Tần Dĩ Dĩ trong tình huống không hay biết gì. Nếu thật sự để Khánh Trần nói tiếp, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy mình bị tính kế. Từ rất lâu trước kia Ương Ương đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ tính kế Khánh Trần nữa. Khánh Trần suy nghĩ thấu đáo mọi việc, đột nhiên muốn giết người. Thế là trong nháy mắt, lôi tương trong cơ thể hắn quay cuồng, ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê bắt đầu nhấp nháy. Hắn quay đầu nhìn về phía Khánh Kỵ, nhưng lại phát hiện vị trí đó đã trống không, đại yêu Khánh Kỵ chạy đi đâu mất từ bao giờ rồi. Khánh Kỵ hại ta. Khánh Trần không biết Khánh Kỵ tập trung hai người này lại kiểu gì, hơn nữa còn tụ hợp trong quán cà phê này, hiển nhiên là muốn xem hắn mất mặt. Ương Ương mỉm cười nhìn Tần Dĩ Dĩ, muội muội, ngươi biết người đang đứng bên cạnh ta à? Tần Dĩ Dĩ ăn ngay nói thật, quen biết. Thích hắn à? Ương Ương hỏi tiếp. Tần Dĩ Dĩ trả lời thành thật, thích chứ, thích từ rất lâu rồi. Vì sao lại thích hắn? Tần Dĩ Dĩ ngẫm nghĩ, ta cũng không biết nguyên do, chẳng qua hồi xưa ta hỏi mẹ vì sao thích cha, mẹ ta nói nếu thích mà có lý do thì đó chẳng phải là thích nữa. Ương Ương tỷ, ta sẽ không rút lui, trước kia ta đi bộ từ hoang dã đến núi tuyết Tây Nam, trên đường đi suýt nửa chết vì đói, suýt nửa bỏ mạng vì bị đàn sói cắn, suýt lạc trong núi tuyết. Lúc nằm trên mặt đất, ta nhìn bầu trời và nghĩ, ta nỗ lực đến thế vì hắn liệu có đáng giá không, nếu chết thì có hối hận không, ta tự nhủ với mình, không hối hận. Thời gian trôi qua từng giây, hai cô gái có chủ kiến chạm mặt, không ai chịu lui bước. Nếu như không có chủ kiến thì Tần Dĩ Dĩ sẽ không một thân một mình đi đến hỏa đường, nếu không có chủ kiến thì Ương Ương sẽ không gánh vác mọi việc ở Ác Bích. Khánh Trần đang định nói gì thì hai người bỗng nhìn về phía hắn, ngươi không được lên tiếng, bây giờ hai cô gái bắt đầu cảm thấy lo âu. Khánh Trần không phải là một người thiếu quyết đoán, hắn sẽ không cho phép bản thân níu kéo hai người họ, cho nên bây giờ khi tình huống này xảy ra hắn nhất định sẽ đưa ra lựa chọn để giải quyết dứt khoát vấn đề.
Nhưng bởi thế hai cô gái mới bắt đầu lo Khánh Trần quyết định ngay, họ lo người Khánh Trần lựa chọn không phải là mình, hai người không nắm chắc. Bỗng nhiên Ương Ương khen Tần Dĩ Dĩ, đây mới là người của hỏa đường chúng ta, dám yêu dám hận, thẳng thắn bộc trực, có lẽ đó là nguyên nhân thần linh của hỏa đường yêu mến ngươi, thích là thích, không thích là không thích, không có việc gì phải che giấu cả. Ngươi xem cái người bên cạnh chúng ta lại này, chẳng được như thế, ngượng ngùng xoắn xít chỉ biết mắt ca bắt ca, Khánh Trần, cũng bình thường ha 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 ha. Ương Ương nhìn hắn, cười hiếp mắt và hỏi, ngươi cảm thấy ta với Tần Dĩ Dĩ ai xinh hơn? Khánh Trần xoay người đi ra ngoài, ta ra ngoài xem thời tiết thế nào, nhưng hắn chưa kịp quay đi đã bị Ương Ương kéo lại, nàng nũng nịu, ca ca, ngươi còn chưa xem mắt xong với các cô gái trong quán cà phê này đâu, sao lại đi thế được? Ca ca, ngươi cảm thấy ta và Dĩ Dĩ làm đồng nghiệp tình thương mến thương được không? Khánh Trần chưa lên tiếng thì nàng đã lườm hắn, nghĩ hay lắm. Được rồi, bây giờ không làm khó ngươi nữa. Hôm nay còn có chuyện thú vị hơn cơ, đi xem mắt tiếp thôi. Cô nàng tinh nghịch này nắm cổ tay Khánh Trần rồi lại cầm cổ tay Tần Dĩ Dĩ kéo đến bàn khác. Bầu không khí gượng gạo, buốt giá khi nãy bỗng chốc tan rã. Tuy không khí căng thẳng bên họ đã dịu đi nhưng cô gái ở bàn tiếp theo vô cùng bối rối. Nàng bị gọi đến xem mắt, nhưng nàng không hiểu tại sao Khánh Trần đến tham gia buổi xem mắt này lại còn dẫn theo hai cô gái khác. Ngài là Khánh Trần à? Toàn thân Khánh Trần cứng ngắc, hắn đứng tại chỗ, gật đầu đáp lại, là ta. Cô gái nhìn về phía Ương Ương và Dĩ Dĩ, hai người này là tỷ tỷ và muội muội của ngài. Ương Ương lắc đầu cười, không phải, là tiền bối của ngươi, hai bọn ta vừa mới xem mắt với hắn xong, ngay trong tiệm cà phê này, bây giờ chúng ta tư vấn giúp hắn, để xem có cô gái nào hợp với hắn không. Cô gái ngây ra như phỏng. Ương Ương hỏi, trình độ học vấn của ngươi thế nào? Khí thế của cô gái xẹp xuống, cấp 3, Ương Ương tặc lưỡi, không lợi hại như Lý Khả Nhu, gia thế thì sao? Cô gái trả lời một cách cẩn thận. Cha ta là nghị sĩ của thành phố số 5, có quan hệ thân thiết với Khánh Thị, người trong nhà định gả con gái để mở rộng quan hệ à? Ương Ương gật đầu, xem ra buổi xem mắt này dành riêng cho những người có thân phận, có gia thế, ta và Dĩ Dĩ xuất hiện ở đây không phù hợp lắm. Khánh Trần, ta nghe nói ngươi phải xem mắt với hơn 200 người nữa, vậy ngươi dứt khoát hốt hết đi, đến lúc đó cả Tây Nam đều thuộc về ngươi, ngươi đừng sợ, ta và Dĩ Dĩ giúp ngươi quản lý họ. Khánh Trần không nói gì, bây giờ nói gì cũng không ổn. Nàng kéo Khánh Trần đến chỗ ngồi, còn mình và Tần Dĩ Dĩ ở bên cạnh thì thầm to nhỏ, ngươi thấy cô gái này thế nào? Tần Dĩ Dĩ trả lời thành thật, không xứng với Khánh Trần, thế thì còn lãng phí thời gian làm gì? Người tiếp theo, Ương Ương lai lôi Khánh Trần và Tần Dĩ Dĩ đi vô cùng dứt khoát, chỉ để lại mình cô gái kia ngẩn ngơ ngồi tại chỗ. Ngươi tên gì? Lưu Sủng, cô gái trả lời. Người trong gia đình làm nghề gì? Cha là lính thông tin quân hàm trung tá trong tập đoàn quân, cô gái nói. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 19, nàng tiếp tục trả lời, lên kế hoạch cho cuộc đời mình chưa, am hiểu cái gì, ước mơ của ngươi là gì, bọn ta đã nắm rõ được tình hình của ngươi, trở về đợi thông báo nhé, nếu có tin tức gì bọn ta sẽ nhắn tin cho ngươi, Tần Dĩ Dĩ nói với vẻ nghiêm túc, rõ ràng là đi xem mắt thế mà lại bị Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ biến thành một buổi phỏng vấn, chỉ thiếu điều hỏi người ta về mức lương và đãi ngộ mong muốn, cô gái ngồi ở bàn này thấp thỏm bất an. Mà Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ ở phía đối diện nghiêm túc dùng ứng dụng ghi chú trên điện thoại ghi chép lại thông tin của đối phương. Vừa mới bắt đầu xem mắt, Khánh Trần ngồi còn hai người họ đứng bên cạnh. Về sau hai người thấy Khánh Trần cứ ngồi im ỉm, dứt khoát ngồi xuống hỏi thăm và để Khánh Trần đứng một bên. Khánh Trần biết, không phải là Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ muốn giúp mình xem mắt, hiển nhiên họ muốn bắt tay hợp tác giải quyết hết kẻ địch bên ngoài trước đã. Sau khi loại bỏ đối thủ, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ còn cùng quay sang hỏi, ca ca, bọn ta từ chối nhiều đối tượng xem mắt giúp ngươi như thế ngươi sẽ không giận đấy chứ. Khánh Trần vội đáp, ta mừng quá ấy chứ, nhưng hắn mừng thật, dù sao buổi xem mắt này hắn chỉ tham gia cho có thôi, không cần lãng phí thời gian đúng là tốt quá. Về phần gia chủ Khánh Thị nghĩ thế nào thì hắn không quan tâm. Rốt cuộc hai cô nàng này đều do gia chủ Khánh Thị sắp xếp, nếu quá trình xem mắt xảy ra sự thay đổi kỳ lạ nào đó bởi vì hai người này thì cũng là lỗi của ngươi, liên quan gì đến Khánh Trần ta đâu. Đương nhiên, người thua đậm nhất trong buổi xem mắt lần này tuyệt đối không phải gia chủ Khánh Thị, mà là Nhất. Nhất vẫn cứ gửi tin nhắn cho Khánh Trần một cách điên cuồng, thêm bạn, mau thêm bạn, ta thích người này. Nhưng từ khi Ương Ương và Trần Dĩ Dĩ nhúng tay, Khánh Trần không có cơ hội gửi lời mời kết bạn với đối tượng xem mắt nữa. Nói cách khác, khi Ương Ương và Trần Dĩ Dĩ còn đang ở đây giải quyết giặc ngoài mà hắn đột nhiên lấy điện thoại ra nói chúng ta kết bạn đi, hiển nhiên là không muốn sống nữa. Nói chung hy sinh niềm vui của Nhất hơn là hy sinh chính mình. Khánh Trần rất biết điều, chương trình xem mắt buổi sáng kết thúc, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ nhìn Khánh Trần với ánh mắt mong chờ, đói bụng. Bọn ta xem mắt giúp ngươi rồi,
có phải đến lượt ngươi mời bọn ta ăn cơm rồi không? Mời, 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 Khánh Trần nói, muốn ăn gì cũng được. Đến lúc này Khánh Kỵ mới ung dung xuất hiện, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi ăn lẩu, ta biết một tiệm lẩu chính tông. Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ biết đối phương lên kế hoạch cho buổi xem mắt này, song đều lễ phép gọi, cảm ơn Khánh Kỵ thúc thúc. Hai người này đều tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn khi đối mặt với trưởng bối, sợ mình xử sự không ổn thỏa khiến bậc cha chú trong nhà Khánh Trần chán ghét. Quán lẩu ở gần quán cà phê, cho nên bốn người quyết định không lái xe mà đi bộ đến đó. Trên đường phố tấp nập, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ kéo tay nhau đi đằng trước, trò chuyện vô cùng vui vẻ, giống như không quen biết Khánh Trần vậy. Tần Dĩ Dĩ mặc áo phông màu trắng và váy xếp ly cùng màu, kết hợp với màu da bánh mật của nàng, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Ương Ương cũng mặc áo phông trắng và quần bò bó, thoạt nhìn căng tràn sức sống. Hai cô gái đi bên nhau, hơn nữa còn cao xem xem. Khánh Trần theo sau, nổi đóa với Khánh Kỵ, ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì này, hay là hai ta đánh một trận đi. Khánh Kỵ đáp với giọng tỉnh bơ, ta làm việc theo lệnh thôi, nếu ngươi tức giận thì tự mình đến núi Ngân Hạnh đi, ta bảo đảm không có người hầu câm ngăn cản ngươi. Ngươi dửng dưng như thế thì vừa nãy chạy trốn làm gì? Khánh Trần hỏi. Ta đi vệ sinh, không được à? Khánh Kỵ nói một cách bình tĩnh. Khánh Trần khó hiểu, kế hoạch xem mắt của các ngươi chẳng có tác dụng gì nữa, lẽ nào các ngươi không sốt ruột à? Cứ theo đà này thì kế hoạch của các ngươi sẽ đổ bể. Khánh Kỵ trả lời, kế hoạch luôn luôn thay đổi, mà sự thay đổi này do lão gia tử sắp xếp, không ai biết lão gia tử nghĩ gì. Nhưng hết thảy mọi chuyện chắc chắn đều được hắn ngầm đồng ý, và đó cũng là thứ hắn muốn nhìn thấy. Có lẽ hắn cảm thấy xác suất ngươi sinh ra huyết mạch tổ tiên cùng với hai cô gái này rất cao. Buổi trưa đi ăn lẩu, mới đầu hai cô gái giữ ý lắm, Ương Ương không phải là Ương Ương ăn nhồm nhoàm trước kia, Tần Dĩ Dĩ cũng không phải Tần Dĩ Dĩ dùng tay không xé thịt thần ngưu trong hoang dã, lúc dùng đũa bọn họ hận sao không thể xếp ngón tay thành hình hoa lan. Đừng giả vờ nữa, Khánh Trần than thở, Ương Ương cười nói, ngươi không thích bọn ta làm như thế, vậy thì bọn ta không giả vờ nữa. Tần Dĩ Dĩ vẫy tay, hô, ông chủ, cho thêm sách bò, hoàng hầu, rau tiến vua, nấm súp lơ mỗi thứ một đĩa, với thêm hai đĩa thịt dê thái miếng. Nói xong, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ lập tức bung xõa, sách bò, ruột vịt, thịt bò thịt dê vào nồi như mưa đá. Tần Dĩ Dĩ còn nói, ta đi bộ trong hoang dã rất lâu, ăn hết thịt thần ngưu đem theo rồi, sau khi vào thành phố lại gấp rút đi đổi vàng, mua quần áo mới, không rảnh lo ăn uống. Ương Ương cũng ăn ngấu nghiến, đại vũ nói cho ta biết Khánh Trần đi xem mắt là ta lập tức đuổi theo đến đây. Bay không ngừng nghỉ, lại còn phải né tránh phương tiện phòng không của Khánh Thị, làm ta mệt bở hơi. Khánh Trần suy tư, đại vũ, Ương Ương nhìn Khánh Kỵ, Khánh Kỵ thúc thúc, buổi chiều Khánh Trần còn phải đi gặp bao nhiêu người nữa. Đúng lúc này điện thoại của Khánh Kỵ nhận được tin nhắn mới, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai cô gái, không cần nữa, toàn bộ lịch trình xem mắt sau đó đều bị hủy bỏ. Ớ, lần này đến lượt Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ cảm thấy khó hiểu, vì sao? Ngay sau đó, một người hầu câm vội vàng bê một hộp gỗ từ bên ngoài tiệm lẩu vào, hắn đi đến bên cạnh Khánh Kỵ và dùng thủ ngữ, đây là món quà lão gia tử đưa tặng hai cô gái. Khánh Kỵ hơi ngạc nhiên, hắn nhận lấy hộp gỗ rồi nói với người hầu câm, ngươi về gặp ông chủ đi, nói với hắn ta biết phải làm gì. Khánh Trần nhìn hắn ra vẻ thần bí, nói cái gì mà khó hiểu thế. Khánh Kỵ mở hộp gỗ kia ra, đây là hai thứ mà mẹ của Khánh Trần cất giữ lúc còn trên đời, rất thú vị. Khánh Trần sửng sốt, mẹ? Trong cuộc đời của mình hắn chỉ biết người mẹ tên là Trương Nguyễn Phương kia, hắn chưa từng trông thấy mẹ ruột. Không biết tại sao đồ vật cất trong hộp bỗng khiến trái tim hắn hơi xao động. Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ nhìn thì thấy đó là một đôi nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy, cả hai đều là phỉ thúy đế vương lục trong suốt. Điều kỳ quái là bình thường ban chỉ đều được làm để cho đàn ông đeo, mà hai chiếc nhẫn này đều vô cùng tinh xảo, cho dù con gái đeo trên tay cũng không cảm thấy có gì lạ. Khánh Kỵ lấy chiếc nhẫn bên trái ra đưa cho Ương Ương và đưa chiếc bên phải cho Tần Dĩ Dĩ. Nhận lấy đi, tuy ông chủ vẫn chưa gặp các ngươi nhưng đây là quà gặp mặt của hắn, hắn thích các ngươi, thứ này quá quý giá, hai chiếc ban chỉ phỉ thúy này mà đem đi bán chỉ sợ mỗi một chiếc đều có thể bán với giá hơn 1 tỷ, Ương Ương nói. Khánh Kỵ mỉm cười, lắc đầu nói, chúng không phải phỉ thúy thật, mà là vật cấm kỵ của một đôi tỷ muội. Nhẫn của Ương Ương cô nương tên là vật cấm kỵ Acer 104, mảnh lá che mắt, chỉ cần ngươi lấy hai tay che mắt mình lại thì không ai có thể phát hiện ra ngươi. Cho dù ngươi đứng ngay trước mặt thì đối phương cũng sẽ vô thức làm lơ ngươi, thậm chí radar cũng không thể dò ra được. Ngươi là dị năng giả hệ trường lực, vốn dĩ bay trên trời không cần nhìn, nếu có được thứ này thì không cần lo về radar mãn pha điện tử chủ động ở bất kỳ nơi nào nữa. Rồi Khánh Kỵ lại quay sang nhìn Tần Dĩ Dĩ, cái trên tay ngươi là vật cấm kỵ Acer 105, biệt tai trộm chuông, chỉ cần ngươi dùng thứ gì đó nhét vào tai mình thì ngươi khác sẽ không nghe được âm thanh do ngươi phát ra.
ngay cả thiết bị sonar cũng không tìm được ngươi, khi ngươi giết người, không một ai có thể nghe thấy tiếng kêu rên của đối phương. Hỏa đường am hiểu chiến đấu trong môi trường rừng nhiệt đới, cỏ cây trong rừng là người bạn tốt nhất của các ngươi, đồng thời cũng là kẻ địch lớn nhất, cho dù đi lại lặng lẽ cũng sẽ bại lộ bởi âm thanh ma sát với chúng, cho nên thứ này rất thích hợp với ngươi. Tên kiểu gì dị thế? Khánh Trần chê bai. Vợ của gia chủ Khánh Thị Sư tầm hai vật cấm kỵ thú vị là chuyện hết sức bình thường, dù sao với tài lực và nhân lực của tập đoàn thì không khó để tìm được vài vật cấm kỵ. Nhưng có lẽ trên đời này chỉ có mình tổ chức kỵ sĩ và Khánh Thị mới đưa tặng vật cấm kỵ làm quà gặp mặt mà thôi. Ương ương, nếu là vật cấm kỵ thì còn quý hơn phỉ thúy nữa. Tần Dĩ Dĩ cũng phụ họa. Đúng vậy đấy, phỉ thúy có giá nhưng vật cấm kỵ là vô giá, đặc biệt là vật cấm kỵ phù hợp với mình. Khánh Kỵ nói, các ngươi không cần khách sáo, lão gia tử đưa chúng cho các ngươi. Nhưng hắn chưa nói xong thì đã thấy Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ đeo nhẫn lên ngón tay của mình. Ương Ương giơ bàn tay ra cho Tần Dĩ Dĩ xem. Ta đeo nó có đẹp không? Tần Dĩ Dĩ gật đầu, đẹp lắm, ngươi vốn trắng, đeo nhẫn màu xanh lục trông càng trắng hơn, rất hợp với ngươi. Nhưng ta đeo nó thì trông tầm thường, da ta đen quá. Ương Ương cười híp mắt, ngươi đeo trông cũng rất đẹp. Bấy giờ Khánh Kỵ mới nhận ra, mình khách sáo với hai cô gái này là hoàn toàn không cần thiết, bọn họ không phải là kiểu người sĩ diện. Khánh Trần hỏi, mẹ ta là người như thế nào? Mẹ ngươi là người nóng tính. Khánh Kỵ cười nói, ta... ca ca ngươi cùng với lớp người cùng thế hệ đều rất sợ nàng. Khánh Trần giật mình, hắn còn tưởng mình có một người mẹ ruột dịu hiền. Dù sao hắn lục tìm trong cung điện ký ức của mình mà vẫn chưa từng thấy bóng hình người mẹ ấy, tựa như khi mình vừa mở mắt, đối phương cũng đã không còn nữa. Khánh Kỵ hồi tưởng, thím là một người mạnh mẽ và quyết đoán, lão gia tử không thích nói chuyện, không thích phơi nắng, không thích đi ra ngoài hoạt động, là bọ nhà chỉ thích ru rú trong phòng. Thím sẽ cưỡng chế lôi hắn ra ngoài phơi nắng, đi dạo, khi đó lão gia tử đã là gia chủ rồi, ta là thân vệ theo hầu cạnh hắn, mỗi lần thấy thím đến gần phòng của lão gia tử là bọn ta đều biết điều tránh đi. Vì thế, lão gia tử oán trách bọn ta không ít lần, nói bọn ta không bảo vệ hắn cẩn thận, thời điểm ấy lão gia tử vẫn chưa trầm lặng như bây giờ. Khánh Trần bỗng hỏi, hắn biến thành như thế từ lúc nào? Khánh Kỵ nhìn Khánh Trần, kể từ khi Ninh Tú cô nương qua đời. Khánh Trần im lặng, hắn không ngờ câu trả lời lại là như vậy. Nếu thế thì gia chủ Khánh Thị còn có thể là người có hiềm nghi giết chị dâu. Trước mặt vẫn chưa thể xác định, cũng có khả năng Khánh Kỵ đang nói dối giúp đối phương. Mẹ của ta chết thế nào? Khánh Trần hỏi tiếp, trái tim của mẹ ngươi vốn đã không tốt, từ khi sinh tiểu chuẩn thì sức khỏe trở nên yếu hơn. Khánh Kỵ nói, nàng từng phẫu thuật cấy ghép tim một lần, duy trì được hơn 10 năm, đến khi mang thai ngươi, bác sĩ nói trái tim của nàng không đủ để chống đỡ cho việc sinh nở, nhưng nàng vẫn giữ ngươi lại. Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh, đừng nói nữa, hắn đã quen với cuộc sống không có tình thân, hắn có thể không có cha, không có mẹ mà vẫn sống yên ổn. Khánh Quốc Trung, Trương Nguyễn Phương gì đó, đều chỉ là nhân sinh mà hắn đã lãng quên, đã vứt bỏ. Ngoại trừ Khánh Chuẩn, Khánh Trần đã xóa sạch mọi ảo tưởng về tình thân, nhưng bây giờ Khánh Kỵ lại nói cho hắn biết, mẹ sẵn lòng mạo hiểm, từ bỏ sinh mệnh của mình để sinh hắn ra, hắn khó có thể chấp nhận nổi. Khánh Kỵ không nói thêm gì nữa, hắn nhìn hai cô gái và cười nói, giờ không có xe mắt gì nữa. Tiếp theo ta sẽ điều chỉnh lại hành trình của các ngươi và Khánh Trần, trước khi lên kế hoạch xong xuôi các ngươi có thể hoạt động tự do. Đúng rồi, ở đây có hai tấm thẻ tín dụng đen của ngân hàng trực thuộc Khánh Thị, hạn mức không giới hạn. Các ngươi muốn mua cái gì đều được bọn ta chi trả, cái này thì không cần, bây giờ ta cũng có tiền. Khánh Trần đứng dậy, nói, Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ mỉm cười đẩy thẻ đen lại, bọn ta nghe theo Khánh Trần, kế tiếp các ngươi định làm gì? Khánh Trần hỏi, muốn đi đâu, ta đi với các ngươi. Đi mua quần áo, Ương Ương cười tủm tỉm, hai bọn ta đều chỉ có mỗi bộ quần áo trên người, mà phải ở đây hơn 10 ngày nữa, không thể không có quần áo thay được. Buổi chiều, Khánh Kỵ không đi theo, Khánh Trần và hai cô gái đến trung tâm thương mại, thấy bọn họ đi xem hơn trăm cửa hiệu mà không biết mệt. Hai cô nàng thấy bộ nào ưng ý thì thử ngay, sau đó đi ra khỏi phòng thử đồ và xoay tròn như công chúa trước mặt Khánh Trần, hỏi hắn có đẹp không. Vóc dáng của hai người vốn đẹp sẵn, Khánh Trần nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng ngoại trừ lúc thử quần áo, bọn họ luôn nắm tay nhau đi đằng trước, không ai để ý đến Khánh Trần. Khánh Trần chợt nhận ra, thì ra khi đi mua sắm với con gái, cao thủ cấp A cũng sẽ thấy mệt. Gần tối, Khánh Trần nói, khách sạn tốt nhất thành phố số 5 tên là Vân Đỉnh, bây giờ ta đưa các ngươi qua đó, sáng mai lại đến đón các ngươi. Ương Ương nghiêng đầu, nàng nhìn Khánh Trần treo đầy túi quần áo trên người. Ngươi ở đâu? Ta đang ở trong căn phòng nhỏ 30 mét vuông ca ca để lại, nơi đó chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Các ngươi không ở được đâu, Khánh Trần nói, ai nói không ở được, Ương Ương nói, hai bọn ta ngủ cùng nhau trên giường trong phòng ngủ,
ngươi ra ghế sofa ngủ đi. Khánh Trần, phải bắt đầu sống chung rồi à? Diện tích căn phòng này không lớn lắm, tổng cộng chỉ có hơn 30 mét vuông, khách sạn thoải mái của các ngươi không ở, cứ phải tới đây chen chúc làm gì? Khánh Trần nói. Tần Dĩ Dĩ đột nhiên nói, bọn ta cũng muốn đến xem nơi anh trai của ảnh tử từng ở lúc còn sống mà. Khánh Trần hỏi, ngươi từng gặp anh trai ta sao? Đã từng, hắn thường đến hỏa đường của bọn ta từng có thỏa thuận với hắn, cố định cung cấp thịt bò và phấn hoa Cẩm Tú núi cho quân đội ảnh tử, lần nào cũng là đích thân hắn đến lấy. Tần Dĩ Dĩ nói, nhưng lần nào ta gặp hắn hắn cũng đều đeo khẩu trang cả. Ương Ương cũng nói thêm, ta cũng gặp rồi. Khánh Trần không nói gì nữa, hai cô gái này trông có vẻ rất hòa thuận, nhưng thực ra họ luôn ngầm so kè lẫn nhau, mối quan hệ của họ bây giờ hơi kỳ lạ. Cả hai đều đến từ hỏa đường, trước đây cũng từng gặp nhau một vài lần, mối quan hệ tất nhiên là thân thiết, nhưng vấn đề là bây giờ mọi người đều duy trì mối quan hệ cạnh tranh, chắc chắn ai nấy đều đang giữ cho mình một tâm tư riêng. Ban ngày, hai người họ trông như chị em thân thiết, không ai chủ động nói chuyện với Khánh Trần, đó là do họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề tình cảm của mình, ai nói chuyện riêng với Khánh Trần sẽ cảm thấy rất ngượng, tốt hơn hết là hai người trò chuyện với nhau rồi vứt Khánh Trần sang một bên. Hai người nắm tay nhau cũng là vì muốn ngăn cản người con gái khác chủ động đến tìm Khánh Trần. Ba người bước vào thang máy, ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có người vội vàng chạy đến trước cửa tòa nhà ấn nút mở cửa. Cô gái ngoài cửa bước vào thang máy, chính là cô gái xăm trổ, người hàng xóm mới của Khánh Trần. Người kia nhìn Khánh Trần trong thang máy, rồi lại nhìn sang Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ ở bên cạnh, lập tức sững người tại chỗ. Mặc dù ngoại hình của Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ không phải tuyệt đối tinh xảo, nhưng nhất định là trên tiêu chuẩn 90 điểm, thêm vào đó, hai người đều là siêu phàm giả độc lập, khí chất không thể so với nữ tử bình thường. Vì vậy, cả hai cùng lúc xuất hiện trong thang máy khiến cô gái bên cạnh nhất thời bị sốc. Khánh Trần nhắc nhở, xin chào, ngươi có muốn vào không? Lúc này, cô gái hàng xóm mới nhìn thấy Khánh Trần đeo khẩu trang, ngươi cũng ở đây à? Cô gái hàng xóm đi vào thang máy, tò mò quan sát Ương Ương và Tần Dĩ Dĩ, thấy bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau nhưng lại không nói gì với Khánh Trần. Nàng mới cho rằng bọn họ không liên quan gì đến Khánh Trần bên cạnh. Hai người là cư dân ở tòa nhà này sao? Trước đây ta chưa gặp qua hai người bao giờ. Tần Dĩ Dĩ cười giải thích, đúng là hôm nay ta mới chuyển đến, cũng là lần đầu tiên ta đến đây. Cô gái cười nói, hai người ở tầng mấy? Tầng 17. Ương Ương nheo mắt cười đáp, cô đây thì sao? Cô gái ngạc nhiên thốt lên, ta cũng ở tầng 17, sau này chúng ta có thể ra ngoài chơi cùng nhau rồi. Ương Ương nói câu khách sáo, được đấy. Ba cô gái vui vẻ nói chuyện với nhau, hoàn toàn coi Khánh Trần là người vô hình. Khi thang máy lên đến tầng 17, cô gái bên cạnh tươi cười bước ra, mọi người ở phòng nào vậy? Trong hai người đều cao 1m7 nhỉ, là người mẫu sao? Khi đang nói chuyện, cô gái nhìn thấy Khánh Trần, Ương Ương và Dĩ Dĩ cùng đứng lại ngay căn phòng đối diện nàng, phòng 1722. Cô gái hàng xóm dần dần há to miệng, miệng líu ríu liên tục, giống như có người đột nhiên ấn nút tắt tiếng, không nghe được âm thanh nào nữa. Mấy người, lúc này Khánh Trần đã mở cửa rồi. Ương Ương cười nói, có dịp thì cùng đi chơi nhé, bọn ta vào nhà trước đây. Nói xong, cửa phòng đóng sập ngay trước mặt cô gái hàng xóm. Kết cấu căn hộ đối diện giống hệt nhà nàng, nên nàng biết rõ phòng đối diện chỉ có một phòng ngủ, mà hai cô gái trẻ đẹp vừa nãy vừa mới bước vào phòng với một chàng trai. Hiệu quả cách âm của cánh cửa ở mức trung bình, cô gái có thể nghe thấy giọng Ương Ương ngạc nhiên thốt lên. Đây là lần đầu tiên anh trai dẫn con gái về nhà nhỉ, ta hơi ngại một chút ấy anh. Cô gái hàng xóm, đúng là tam quan sụp đổ. Bước vào căn phòng, giờ chỉ còn ba người đối diện với nhau, cuộc ganh đua mới chính thức bắt đầu. Tần Dĩ Dĩ nhìn khắp căn phòng, đầu tiên nàng đi đến tủ quần áo, lấy bộ ra giường mới tinh trải trên ghế sofa, sau đó cười nói với Khánh Trần, như thế này ngươi có thể ngủ thoải mái hơn, bây giờ vẫn là tháng tư, ban đêm trời sẽ khá lạnh. À đúng rồi, ta thấy trong tủ có đồ dùng vệ sinh và khăn tắm mới, rất mềm, nhân tiện trong tủ lạnh cũng có rau sống và thịt sống còn tươi vừa mới bỏ vào hôm nay nữa, ngươi muốn ăn gì, ta có thể nấu cho ngươi, tài nấu nướng của ta tốt lắm đấy. Cô gái này ở trước mặt Khánh Trần rõ ràng là dịu dàng hơn đôi chút, cũng tự nhiên như ở nhà mình hơn. Ương Ương nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, Tần Dĩ Dĩ đột ngột dùng chiêu này khiến nàng bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hai người đã hứa sẽ là chị em tốt của nhau mãi mãi, sao ban ngày vẫn yên bình, mà đêm về lại vụng trộm vậy. Ương Ương tò mò quan sát căn phòng, thật ấm áp, khá giống với nhà của ngươi ở đường Hành Thự ở thế giới biểu, có điều nhỏ hơn căn đó một chút, nhưng cũng ấm không kém. Vẻ mặt của Tần Dĩ Dĩ đen như đít nồi. Đối với Tần Dĩ Dĩ, nuối tiếc lớn nhất trong đời nàng chính là Khánh Trần là người du hành thời gian, còn nàng thì không. Nàng hiểu rõ một chuyện rằng, cuộc sống của một người du hành thời gian luôn bị chia nhỏ,
và thời gian cũng được chia đều giữa thế giới trong và thế giới biểu. Khi Khánh Trần trở lại thế giới biểu, thời gian của nàng lại được cố định ở thế giới trong. Vì vậy, nàng không thể đồng hành cùng Khánh Trần một cách toàn vẹn. Nàng đã tìm ra điểm yếu của Ương Ương, chính là rất vụng về chuyện nội trợ, cũng không dịu dàng gì. Còn Ương Ương cũng đã tìm được điểm yếu của Tần Dĩ Dĩ, chính là không mang danh phận của một người du hành thời gian, một mối quan hệ yêu xa thì có kết quả gì tốt đẹp. Khánh Trần vờ như không nghe thấy gì, bật máy chiếu 3D lên, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của các nàng bằng chương trình truyền hình đang chiếu trên máy chiếu 3D. Tần Dĩ Dĩ đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, Ương Ương híp mắt cười nói, cảm ơn nha. Nói rồi, nàng liền đi đến bên cạnh Khánh Trần định cùng nhau xem chương trình truyền hình. Kết quả là nàng còn chưa kịp xem được 2 giây thì Tần Dĩ Dĩ đã đi tới, kéo nàng dậy, đi thôi, chị Ương Ương, chúng ta cùng nhau nấu ăn vui lắm đấy, ấy, ấy. Thả ta ra, Ương Ương bất lực kêu lên. Một lát sau, Khánh Trần bất lực nhìn Tần Dĩ Dĩ kéo cổ tay Ương Ương, kéo lê nàng từ trên lầu xuống phòng bếp. Ương Ương ngồi xổm trên sàn nhà như trượt băng, gương mặt bất lực nhìn Khánh Trần. Một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bếp đóng lại. Đừng ai mơ được ở riêng một mình với Khánh Trần. Thành thật mà nói, tính cách của Ương Ương rất khó đối phó, chẳng mấy ai có thể làm đối thủ của nàng. Chỉ có tính tình ngay thẳng như Tần Dĩ Dĩ mới có thể phá vỡ cái tính nhí nha nhí nhảnh này của nàng ta. Khánh Trần yên tâm thở vào một hơi, cuối cùng cũng có chút thời gian được ở một mình rồi. Cả ngày hôm nay hắn đều luôn thận trọng, chỉ sợ chạm phải nút kích hoạt cảnh tượng của một trận chiến bi thảm, thật sự chẳng dễ dàng gì. Lúc này, hắn đang suy nghĩ, các hoàng đế cổ đại lấy nhiều vợ như vậy có phải mệt mỏi lắm không, sao lại phải rước phiền phức vào người làm gì. Một lúc sau, Tần Dĩ Dĩ và Ương Ương bưng bữa tối ra, cà chua xào trứng cuộn, ớt xanh xào thịt, đơn giản vô cùng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.